Nguyên lai, làm Hà Triệt nói cho vị kia Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa, hắn hương cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương biện hộ cho sau, đối phương cư nhiên rất hời hợt cười cười, tự nhận là rất rộng tùng đại lượng nói rằng nếu là hắn mà nói thỉnh, tốt lắm, vậy nhốt thêm một ngày để lại đi. Trước không nói chuyện này thế nhưng Trần Phi xin nhờ hắn, liền nói chính hắn nghe thế loại nói, nghe được cái loại này giọng nói, cái gì tốt lắm, vậy nhốt thêm một ngày để lại đi. Đây quả thực so với bị người trước mặt mọi người sáng một bạt tai còn nhượng hắn càng tích. Lúc đó hắn nghe được Hà Triệt thuật lại sau, tức thiếu chút nữa không đưa điện thoại cho đập. Ta con mẹ nó đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương đều tự mình gọi điện thoại đến cầu tình, lại còn không có khả năng thả lập tức người, còn muốn nhốt thêm một ngày. Cái này mẹ coi là cái gì? Nghĩ bọn họ Trần gia rất rác dưới, không không coi vào đâu. Được rồi, việc này không trách ngươi, dù thế nào ta cũng không muốn cứ như vậy liền kết. Vừa vặn, nếu hắn không tha người, ta đây tự mình ra Ma Cao cũng giam hắn mấy ngày vui đùa một chút. Trần Phi cười nhạt nói. Cái gì, giam hắn mấy ngày vui đùa một chút? Bên đầu điện thoại kia Trần Diệu Dương nghe vậy tự nhiên lại càng hoảng sợ, nói Trần tiên sinh, đối phương thế nhưng Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Hơn nữa ra ra hắn còn giống như là Thánh Hỏa Tông lợi hại nhất vị kia. Ta biết, nửa bước tiên thiên mà thôi. Trần Phi trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, con người đen nhánh hiện lên một tia hàn mang. Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, hanh, coi là cái gì? Phải biết rằng hắn tuy rằng rất rõ ràng Thánh Hỏa Tông nhị lưu cổ vũ tông phái hàng đầu, cũng biết Thánh Hỏa Tông lợi hại nhất là một vị nửa bước tiên thiên, nhưng hắn nhưng căn bản không để ý. Dù sao lấy hắn hôm nay tu vi thực lực, coi như là nửa bước tiên thiên thì thế nào? Nhiều lắm 5 năm mở, 4 6 mở, đánh không lại hắn lẽ nào còn không biết chạy. Hơn nữa nếu là hắn có thể ở trong mấy ngày nay, vận khí tốt đột phá đến luyện khí tứ trọng cảnh giới, cái gì nửa bước tiên thiên hoàn toàn tự thành cặn bã, cây bản không phải là đối thủ của hắn, cũng không đáng giá nhắc tới, vì vậy nào có cái gì kiêng kỵ cần phải. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi chuẩn bị cúp điện thoại được rồi, vậy ta đây biên liền chuẩn bị cúp điện thoại. Dù sao ngày hôm nay còn phải chạy đi Ma Cao a. Không phải là, ta, Trần. Trần Diệu Dương hiển nhiên bị Trần Phi khẩu khí này lại càng hoảng sợ, cái gì nửa bước tiên thiên mà thôi. Phải biết rằng coi như là bọn họ hương cảng chợ đêm, cảng Úc Lưỡng Địa công nhận kinh khủng nhất thế lực dưới đất, nửa bước tiên thiên cổ vũ giả hay hoặc là A cộng cấp bậc dị năng giả, đều tuyệt đối có thể bài nhập kỳ cao tầng, chính mình hết sức quan trọng địa vị. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên như vậy bình thản nói mà thôi. Đây quả thực. Chỉ bất quá ngay hắn cây Iota sợ sững sờ lúc, Trần Phi bên kia đã cúp. Chỉ thấy kỳ mâu quang lóe lên, hướng phía hàng lái xe phi báo thành viên thản nhiên nói phiền phức sửa cái phương hướng, ta hiện tại muốn đi cùng Châu Thị sân bay. Vâng, ô tương đương lái xe phi báo thành viên vừa nghe đến Trần Phi nói, ngay tức khắc không chút do dự nhanh chóng quay đầu xe, đại mã lực Việt giã xe cảnh sát động cơ phát ra đinh tai nhức óc giống, cuồng xông ra, tốc độ thoáng cái so với trước nhanh rất nhiều. Nói đùa, hắn thế nhưng trên đường nghe Trần Phi gọi điện thoại đánh tới, biết cái này sát tình hình như có bằng hữu gì ở Ma Cao đã xảy ra chuyện, nào dám có chút đình lại. Hắn hiện tại rất sợ tâm tình không tốt Trần Phi giận chó đánh mèo hắn, vậy thực sự tháng 6 tuyết bay, quá oan uổng. Nga, được rồi, hỏi lại ngươi chuyện này, các ngươi bình thường đi hương cảng, Ma Cao đều là thế nào đi? Ta cảng Úc giấy thông hành để xuống nhà không ở trên người. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm chợt khi hắn bên tai vang lên nói. Cái kia, chúng ta đi cảng Úc Lưỡng Địa cũng không muốn cái gì giấy thông hành, chỉ cần đem chúng ta giấy chứng nhận sáng một chút được rồi. Phi báo thành viên nghe vậy lập tức nói. Các ngươi giấy chứng nhận, không ngại cho ta xem đi. Trần Phi nghe vậy lông mày nhướn lên nói. Không ngại, đương nhiên không ngại. Nghe vậy phi báo thành viên nhất thời khổ gương mặt, từ trong lòng móc ra một quyển hắc sắc giấy chứng nhận. Chỉ thấy giấy chứng nhận thoạt nhìn thực sự rất phổ thông, hơn dặm cộng lại cũng liền 2-3 trang, mấy hàng chữ nhỏ, chỉ có mứt táo trương ấn bắt mắt một ít, trang thứ nhất bìa mặt khiêm tốn có quốc an hai chữ. Thứ này không ký danh, Trần Phi tay cầm trong chở mình nửa ngày, cũng không phát hiện thân phận gì tin tức, chợt con người đen nhánh hiện lên một tia vẻ kinh dị, nói. Ngạch, cái này, có đánh số. Phi báo thành viên nghe vậy sắc mặt ngay tức khắc rối rắm. Hiển nhiên đoán được Trần Phi sau muốn nói cái gì, khổ gương mặt nói. Phải biết rằng đồ chơi này mà nếu là hắn vứt bỏ nói,
trở lại nhất định sẽ thụ xử phạt. Đánh số, sẽ không có người sẽ đi tra thứ này đi. Muốn ngươi quyển này giấy chứng nhận mượn trước hai ta thiên, chờ ta từ Ma Cao trở về, ta tự trả lại cho ngươi. Trần Phi nghe vậy làm bộ tùy ý mở miệng thương lượng nói. Cái kia, Trần tiên sinh, ta, được rồi, ngài cầm dùng đi. Phi báo thành viên nghe vậy phản xạ có điều kiện sửng sốt nhưng sau đó vẫn là không có dám cự tuyệt, vẻ mặt đau khổ nói. Xem ra hắn cũng là muốn rất rõ ràng cái này giấy chứng nhận mặc dù đã đánh mất, cũng là có nguyên nhân, trở lại nói một chút mặt trên hẳn là tự sẽ bỏ qua hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại nếu là dám to gan lớn mật cự tuyệt Trần Phi, ngạch. Trời biết đối phương sẽ cầm hắn thế nào, sát tinh đó hiện tại hình như chính nổi nóng nghi. Hắn có thể không muốn trở thành người thứ hai lưu tinh khiết như vậy thằng xui xẻo. Vậy thật quá oan uổng. Cảm tạ, Trần Phi nghe vậy, hai mắt cười híp mắt nói cảm tạ. 3-4 cái tiếng đồng hồ sau, Ma Cao phi trường quốc tế ngoại, 3 chiếc hắc sắc xa hoa thương vụ xe song song theo. Mỗi một chiếc đều giá trị ít nhất mấy triệu. Mà ở mỗi chiếc giá trị tính trăm vạn xa hoa thương vụ bên cạnh xe trên, đều đứng hai vị thân mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần sắc bén, khí thế đằng đằng nam tử. Đến mức người cầm đầu còn lại là một vị tây trang cà vạt trung niên nam tử, hơn 40 tuổi, uy vũ bất phàm. Người này không là người khác, chính là Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong kim quan tổng giám đốc Tất Kiệt Vĩ. Phải biết rằng có thể ở Ma Cao đỉnh cấp sòng bạc trộn đến tổng giám đốc cái loại này vị trí, cái này Tất Kiệt Vĩ tự nhiên không là cái gì người thường, mà là hương cảng mới nghĩa đặt ở Ma Cao phân đà người phát ngôn, tự nhiên kỳ phía sau cũng chính mình hương cảng Trần gia hình bóng. Tại đây Ma Cao một mẫu ba phần không người dám khinh thường hắn, thuộc về cao cấp nhất đại lão cấp bậc. Dĩ nhiên, cái này Tất Kiệt Vĩ hôm nay mặc dù đang Ma Cao lẫn vào rất mở, các loại tam giáo cửu lưu, Sa Trung thử nghĩ nói người trên cũng không dám không để cho hắn mặt mũi, cũng coi là nghiêu bức gạch thẳng đánh dấu, có thể chính hắn còn là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ bản thân nhiều nhất chính là cái người phát ngôn mà thôi, có thể người thường còn có thể hù dọa một chút, nhưng nếu là tại nơi một ít chân chính cao tầng thứ đại nhân vật trong mắt, phía sau hắn nếu là không có mới nhớ, không có hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia làm chỗ dựa vững chắc, hắn Tất Kiệt Vĩ mình coi như cái rắm. Cho nên khi hắn ở vài canh giờ trước, nhận được đến từ hương cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tự mình gọi điện thoại tới sau, ngay tức khắc không chút do dự vứt hạ thủ trong sở hữu chuyện, vô luận có trọng yếu hay không. Mang người hỏa cấp hỏa liệu chạy đến Ma Cao phi trường quốc tế. Bởi vì hắn nhất định phải đến vì hai vị đại nhân vật nhận điện thoại. Không sai. Đại nhân vật. Chân chính đại nhân vật. Trần tiên sinh xin chào, trên đường hạnh khổ. Ta là Ma Cao Kim Quan Tổng Kinh Lý của Tất Kiệt Vĩ, xin chào. Làm Trần Phi từ hàng đứng lâu đi tới sau, Tất Kiệt Vĩ ngay tức khắc cung kính nghênh đón, thái độ tốt vô cùng. Hắn tựa hồ đã sớm từ Trần Diệu Dương chiếm được Trần Phi ảnh chụp, cho nên mới phải liếc mắt tự nhận ra người nào là. Mà hắn bây giờ trạng thái tinh thần, kỳ thực chính khẩn trương cao độ theo. Cái này không có biện pháp a. Phải biết rằng coi như là hắn Tất Kiệt Vĩ hôm nay phía sau lớn nhất hậu trường hương cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, ở vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới trong đều nói được rất rõ ràng, minh bạch. Vị này chính là Trần tiên sinh là một vị chân chính đại nhân vật, nhưng hắn Tất Kiệt Vĩ tuyệt không có thể chậm trễ chút nào, đắc tội, bằng không, hắn đại lão bản Trần Diệu Dương tự muốn đích thân cầm thương súng băng đầu hắn. Lời như vậy đều bị đại lão bản nói ra. Hắn Tất Kiệt Vĩ nào còn dám có điều chậm trễ. Trong nội tâm càng như kinh đào hãi lãng vậy sợ hãi. Phải biết rằng vị kia thế nhưng hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng. Nhưng bây giờ, Tất Kiệt Vĩ thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, một vị liên sau lưng của hắn đại lão bản Trần Diệu Dương cũng phải như vậy tôn kính thanh niên nhân, sẽ là thân phận gì. Sợ rằng cái loại này cao độ hắn liên muốn cũng không dám muốn, chớ nói chi là với tới. Ngạch, đến mức Tất Kiệt Vĩ mang tới những người áo đen kia, kỳ thực bọn họ lúc này cũng có chút há hốc mồm. Bởi vì Tất Kiệt Vĩ có thể là bọn hắn đại lão bản, càng Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong kim quan tổng giám đốc, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng một người trẻ tuổi cung kính như thế, và lại giọng nói chuyện thậm chí đều có chút khiêm tốn. Làm bọn hắn loại này bình thường thường thấy Tất Kiệt Vĩ bá khí người muốn cũng không dám muốn, ra đầu mơ hồ tê dại. Kim quan, ngạch, ngươi là,
Trần Diệu Dương Trần tiên sinh gọi tới. Trần Phi nhìn trước mắt Tây Trang nam tử có chút vô cùng kinh ngạc, cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Không sai, là chúng ta Trần tiên sinh biết ngài muốn tới Ma Cao, ngay tức khắc gọi điện thoại thêm ta tới đón một chút, sợ ngài đối với cái biên không quen. Tất Kiệt Vĩ vừa nghe đến Trần Phi cũng dám gọi thẳng nhà mình đại lão bản tính danh, hơn nữa thái độ ngữ điệu còn như vậy tùy ý, nhất thời trên trán mặt giọt mồ hôi dày đặc hơn, một chiếc lúng túng cung kính cười nói. Nga, vậy thì thật là tốt, nếu là hắn gọi ngươi tới, vậy ngươi nên biết bằng hữu ta bị giam ở địa phương nào đi. Là nhà ai sòng bạc? Trần Phi ngay tức khắc nói. Trần tiên sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bằng hữu ngươi chắc là bị giam ở Ngân Hà Cửu Thiên. Nhà kia sòng bạc là Ma Cao Hà gia sản nghiệp. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngay tức khắc nói rằng, chuyện này đương nhiên biết, bởi vì trước Trần Diệu Dương gọi người điều tra chuyện này lúc, tự là thông qua hắn bên này điều tra ra được. Nga, Ngân Hà Cửu Thiên, tốt lắm, trực tiếp mang ta đi qua đi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp muốn cũng không cảm nói. Hiện tại liền đi qua, Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngẩn người. Thế nào, có chuyện sao? Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút nghi ngờ nói. Không, không, không thành vấn đề. Bất quá Trần tiên sinh, cái kia, chúng ta Trần Diệu Dương Trần tiên sinh tựa hồ cũng muốn đi qua, hơn nữa hiện tại đã ở trên phi cơ trực thăng, ngươi xem. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngay tức khắc giải thích, rất sợ Trần Phi tức giận. Hắn cũng muốn đến, Trần Phi nghe vậy nhíu mày một cái, trầm mặc hồi lâu, nói vậy được đi, phải bao lâu? Chúng ta ở đâu chờ? Bởi vì là phi cơ trực thăng, muốn không được bao lâu, đến mức hạ cánh địa phương. Nếu không Trần tiên sinh ngài lên xe trước đi, ta đưa ngài đi qua. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy lúc này mới thở phào một hơi thở nói. Ừ, được rồi. Trần Phi nghe vậy ngồi trên Liễu Kỳ trong một chiếc xa hoa thương vụ xe, xe cộ chậm rãi nhanh chóng cách rời sân bay. Khoảng chừng tiểu nửa giờ sau, xe cộ lái vào một tòa cạnh biển bên trong biệt thự. Trần Diệu Dương cư nhiên đều đã đến, bên cạnh còn theo một vị độc nhãn lão giả, khoảng chừng 70-80 tuổi, tuét miệng cười nhạt, thật sâu hãm hốc mắt làm cho có chút da đầu tê dại, cực sợ. Thấy tình cảnh này, Tất Kiệt Vĩ thức thời mang người lui ra. Trần tiên sinh xin chào, vị này chính là chúng ta Trần gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vị này chính là Trần tiên sinh. Làm Tất Kiệt Vĩ dẫn người lui ra ngoài sau, Trần Diệu Dương giới thiệu. Xin chào. Độc nhãn lão giả khàn khàn đôi mắt trước còn đang lẳng lặng quan sát Trần Phi, lúc này nghe được Trần Diệu Dương nói, nhất thời nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười, run rẩy đưa tay ra nói, sớm nghe nói có vị trẻ tuổi như nhân trung chi long, không giống người thường, liên mã ra cái kia lão quái vật đều dễ dàng đánh bại. Hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Trần Phi nghe vậy cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện đối phương thân tới được gầy trong bàn tay, cư nhiên nhẹ bỗng hiện ra một đoàn hỏa diễm. Dị năng giả, Trần Phi không khỏi trong lòng đích thì thầm một tiếng, sau đó cũng không để ý thân tay cầm đi tới. Chỉ khoảng nửa khắc, chỉ nghe được phát ra một tiếng vang thật lớn cộng thêm một đạo khó có thể tin kêu rên, độc nhãn lão giả trong lòng bàn tay trôi hỏa diễm trong nháy mắt tắt, cũng để cho kỳ bị nhất định lượng phản phệ. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được rất không bình thường hồng nhuận. Đại trưởng lão ngươi, Trần Diệu Dương không phản ứng kịp chuyện gì, nhất thời có chút giật mình nói. Không có chuyện gì, bất quá độc nhãn lão giả lại theo phất phất tay, ý bảo bản thân không có việc gì, sau đó khàn khàn đôi mắt nhìn Trần Phi vui lòng phục tùng cảm thán nói không hổ là Trần tiên sinh. Hậu sinh khảo ý a, thực sự là hậu sinh khảo ý. Phải biết rằng bản thân hắn chính là một vị có thể so với cổ vũ nhất lưu cường giả A cấp dị năng giả, hơn nữa hắn mới vừa thử dò xét cũng còn không có thế nào lưu thủ, thế nhưng, Trần Phi lại cư nhiên tùy tùy tiện tiện để hắn kinh ngạc, hơn nữa còn là lấy cái loại này kinh khủng phương pháp. Tránh tránh đương đương, thẳng tắp nhận nhận. Vì vậy đến bây giờ hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mã gia lão quái vật lại bị chính là một người trẻ tuổi treo ngược lên đánh. Không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì Trần Phi quá mạnh mẽ. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được đi thẳng vào vấn đề nói Trần tiên sinh, chúng ta lần này tới, là muốn nhìn ngươi một chút bên này có cái gì. Không cần bang trợ, hắn hà ra mặc dù là cái này Ma Cao địa đầu xà, nhưng lần này, nhưng có chút quá không cho chúng ta Trần ra mặt mũi, tự nhiên cũng cần nói một chút. Không sai, Trần tiên sinh có cái gì phân phó cứ việc nói, chúng ta Trần ra lúc này đây hoàn toàn đứng ở ngươi bên này.
Trần Diệu Dương cũng nói theo. Hắn hiện tại đương nhiên cũng đã nhìn ra, đại trưởng lão đúng Trần Phi thái độ có cực biến hóa lớn, tựa như từ trước có chút hoài nghi, đến bây giờ cực độ tán thành, biến hóa như thế làm cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Không có biện pháp a, phải biết rằng lúc này đây, hắn thế nhưng cắn răng chĩa vào bên trong gia tộc áp lực thật lớn, thậm chí còn vận dụng hắn thân là đại gia trưởng, duy nhất có thể vận dụng một lần chân quý sai khiến quyền lợi, mới để cho đại trưởng lão nguyện ý xuất sơn, cùng hắn đi tới nơi này biên trợ giúp. Nếu hắn sự lựa chọn này thật làm sai, chỉ sợ hắn lần này đại gia trưởng vị trí đều biết làm được đâu, chỉ là may là. Trần Diệu Dương hôm nay rốt cục có thể thở phào. Mà vị kia Trần gia đại trưởng lão độc nhãn lão giả trong lòng tắc cảm thán vạn phần, vô cùng gây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng hắn thế nhưng một vị thứ thiệt hỏa hệ A cấp dị năng giả, nhưng bây giờ, lại cư nhiên bị chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân giáo huấn, và lại vẫn là lấy như vậy trực tiếp, đường đường tránh tránh phương thức, làm hắn không thể không phục. Đồng thời tối trọng yếu là trong mắt hắn Trần Phi tối đa cũng chỉ là hơn 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi. Nhưng cư nhiên có thể có được như vậy thực lực kinh khủng. Nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, hay hoặc là nửa bước tiên thiên, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Bởi vì hắn biết rõ loại sự tình này nếu là bị ngoại giới biết, nhất định sẽ tại thế giới trong phạm vi nhấc lên cự đại phong bạo. Cùng Trần Phi so với, hắn mấy năm nay quả thực sống đến cẩu trên người. Hỗ trợ, ta quả thực cần hai vị giúp ta chuyện. Trần Phi nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm chỉ chốc lát đột nhiên nói. Trần tiên sinh thỉnh nói thẳng, độc nhãn lão giả ngay tức khắc nói. Tiền, ta hiện tại cần một khoản tiền. Trần Phi nghe vậy không chút nghỉ ngợi nói. Cái này giản đơn, 10 ức đủ chưa? Diệu Dương ngươi bây giờ lập tức cho gia tộc gọi điện thoại, nhượng hắn chuẩn bị tiền, 10 ức đô la. Độc nhãn lão giả nghe vậy ngay tức khắc nói. Kỳ khẩu khí dĩ nhiên lớn như vậy kinh người. Há mồm chính là 10 ức, hơn nữa còn là 10 ức đô la. Được rồi. Bất quá không cần nhiều như vậy, ta chỉ là cần một ít tiền vốn mà thôi. Trần Phi nghe vậy cũng có chút bị hù được, chợt ngay tức khắc cười khoát tay nói. Hắn hiện tại kỳ thực chỉ cần một khoản tiền vốn mà thôi, 10 ức nhân dân tệ đều nhiều lắm, chớ nói chi là 10 ức đô la. Vậy trước tiên nhượng trong nhà chuẩn bị 3 ức đô la đi. Diệu Dương, độc nhãn lão giả nghe vậy lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút miệng, nói. Trên thực tế. Mặc dù là lấy bọn họ hương cảng Trần ra tài lực, coi là bọn họ bình thường áp đáy hòm dự trữ, thoáng cái xuất ra 10 ức đô la cái loại này khủng bố mức, cũng vẫn còn có chút quá cật lực. Nhưng hắn sở dĩ còn muốn làm như vậy, nhưng thật ra là vì để cho Trần Phi thấy thái độ của hắn, bọn họ Trần ra thái độ là tuyệt đối thế chân vạc ủng hộ. Bởi vì hắn rất vững tin, bản thân ngày hôm nay hành động này tuyệt đối sẽ vì sau này Trần ra mang đến hậu báo. Vâng, Trần tiên sinh. Đại trưởng lão, ta đây đi trước gọi điện thoại. Trần Diệu Dương nghe vậy không chút do dự đến một bên đi gọi điện thoại, một lát sau, hắn liền cầm điện thoại di động tin nhắn ngắn trở về nói Trần tiên sinh, đại trưởng lão, tiền bên này đã sắp xếp xong xuôi. Tương giác 10 ức đô la cái loại này con số thiên văn, hiển nhiên 3 ức đô la, đối với Trần gia mà nói áp lực muốn nhỏ rất nhiều, chớ nói chi là chuyện này còn là đại trưởng lão chính mồm phân phó. Gia tộc bên kia tự nhiên lại không dám chút nào chậm trễ. Cứ như vậy một hồi mà công phu, cũng đã sắp xếp xong xuôi, xưng là thần tốc. Phải biết rằng, đây chính là 3 ức đô la a. Trần tiên sinh, tiền đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ, độc nhãn lão giả lại một lần nữa hỏi thăm Trần Phi ý kiến. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương nội tâm tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng lại vẫn là không nhịn được không gì sánh được cây ết yêu ta sợ cộng thêm cảm thán. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ Trần gia thực lực kinh khủng nhất, thân phận địa vị cao nhất đại trưởng lão A. Tại bọn hắn hương cảng Trần gia nội bộ hoàn toàn chính là nhất ngôn cửu đỉnh lão tổ tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại cư nhiên đúng Trần Phi như vậy một cái thiểu niên như vậy tôn kính. Như vậy có thể nói rung động một màn, đời này, hắn sợ rằng đều vẫn là lần đầu tiên gặp. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi Trần Phi có kinh khủng bực nào. Chứng minh rồi trước hắn tuyển trạch, đúng. Nếu tiền chuẩn bị xong, Trần tiên sinh, người bên kia phải có cái kia cái gì hà triệt điện thoại đi. Phiền phức giúp ta gọi thông một chút, Trần Phi nghe vậy vuốt cằm nói. Có, đương nhiên là có, Trần tiên sinh ngươi chờ. Trần Diệu Dương nghe vậy ngay tức khắc bấm ma cao hà gia gia chủ con, hà triệt điện thoại. Này,
Trần Diệu Dương ngươi có phiền hay không? Lại có chuyện gì mà? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong tự truyền đến một đạo không nhìn được thanh âm, chính là Hà Triệt. Mà đang nghe đối phương loại giọng nói này, Trần Diệu Dương trên mặt ngay tức khắc lộ ra lau một cái xấu hổ, vẻ giận dữ, mà Độc Nhãn lão giả trong mắt cũng có hàn mang hiện lên. Bởi vì hắn thấy, Trần Diệu Dương tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đối với ngoại thân phận lại là bọn hắn Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng. Nhưng bây giờ bên đầu điện thoại kia chính là một người trẻ tuổi, lại dám dùng loại này không nhịn được giọng nói theo chân bọn họ Trần gia đại gia trưởng nói, cái này có ý tứ. Không đem bọn họ Trần gia không coi vào đâu, người mà Cao Hà gia còn giống như không tư cách này. Hà tiên sinh xin chào, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Phi, Hoa Chí Nam là bằng hữu ta. Trần Phi nghe vậy khóe miệng cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị, theo cười nhạt nói. Nga, Trần Phi. Bên đầu điện thoại kia Hà Triệt nghe tiếng rõ ràng ngẩn người, sau đó giọng nói trở nên bình thường nói Trần tiên sinh, không biết người điện thoại cho ta, có chuyện gì. Hắn lời này có chút giả ngây giả dại hiềm nghi, bởi vì hắn đương nhiên biết đối phương tìm hắn có thể làm gì. Còn không phải là vì người trẻ tuổi kia, không biết sống chết đắc tội Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu tuổi nhỏ người. Nhưng này loại nói hắn đương nhiên không có khả năng chủ động nói ra, vì vậy, cũng chỉ có thể trước trang phong mại xả. Ừ, là như vậy, ta bằng hữu kia không phải là ở Hà tiên sinh các ngươi bên kia thua một cái ức. Ta hiện tại đem tiền mang tới, xin hỏi hiện tại có thể tới chuộc người sao? Nghe vậy Trần Phi đương nhiên đoán được đối phương có là cái gì chủ ý, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Chuộc người, quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Hà Triệt nghe vậy ngay tức khắc chần chờ. Bởi vì quân thiếu bên kia ý tứ thế nhưng ngày mai lại để xuống. Hắn mặc dù biết Trần Phi bên này có thể liên lụy Hương Cảng Trần gia Trần Diệu Dương bối cảnh, thế nhưng, hắn nhưng vẫn là không cho là đối phương bối cảnh có thể mạnh hơn quân thiếu. Nhất niệm đến nước này, Hà Triệt làm bộ ngượng ngùng từ chối nói Trần tiên sinh thực sự là xin lỗi, ta đột nhiên có việc muốn đi vùng Duyên Hải một chuyến, nếu không, ngày mai đi. Người ngày mai lại gọi điện thoại cho ta được không? Đây là cái gọi kéo dài kế. Bởi vì có Hương Cảng Trần gia Trần Diệu Dương cái này so sánh tiêu chuẩn ở, hắn cũng không muốn mạo muội đắc tội Trần Phi cái này địa vị thần bí tên, vì vậy hảo ngôn hảo ngữ. Thế nhưng, có quân thiếu bên kia ý tứ ở, hắn vẫn vô điều kiện thiên hướng Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, vì vậy lựa chọn kéo dài. Dù thế nào hắn thấy cũng liền cả đêm mà thôi, ghê gớm hắn thật chạy đi đại lục vùng Duyên Hải tránh một đêm tổng được chưa? Chỉ cần đối phương tìm không được hắn Hà Triệt người này, đây còn không phải là một đêm tùy tùy tiện tiện tự kéo đi qua. Rất đơn giản chuyện này. Hơn nữa hắn thấy, đối phương bên kia phỏng chừng cũng có thể từ Trần Diệu Dương trong miệng biết được quân thiếu Thánh Hỏa Tông thiếu chủ thân phận, bằng không, không có khả năng như vậy hòa hòa khí khí nói chuyện với hắn. Mà như vậy hiển nhiên thì càng dễ làm. Ngày mai, Hà tiên sinh ngươi đúng là ngày mai. Thế mà, đúng lúc này Trần Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia không hiểu nhượng Hà Triệt nghe có chút cực sợ. Bất quá hắn lại không có để ý loại sự tình này mà, giả ra bình thản miệng, thản nhiên nói đúng vậy, Trần tiên sinh. Chuyện này chúng ta ngày mai rồi hãy nói. Dứt lời, hắn sẽ ở đó biên chủ động cúp điện thoại. Làm càn. Lúc nào chính là một cái Hà gia tiểu bối, đều dám càn rỡ như vậy lớn lối. Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta hiện tại ngay tức khắc tự cho cái gì Thu Minh lão già kia gọi điện thoại. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái gì gọi là chờ ngày mai rồi hãy nói. Dù là Độc Nhãn lão giả cũng có chút nóng tính đại động, nổi giận đùng đùng quát to. Không cần, nếu hắn bảo ngày mai, vậy ngày mai rồi hãy nói. Chỉ hy vọng hắn đừng hối hận đã biết câu là được. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại khóe miệng cong lại, cười nhạt nói đi thôi, chúng ta đi Ngân Hà Cửu Thiên. Đi Ngân Hà Cửu Thiên, Trần Diệu Dương cùng với Độc Nhãn lão giả đều ngẩn người. Không rõ Trần Phi cái này đến tột cùng là có ý gì. Bất quá bọn hắn còn là thức thời không có hỏi tới. Một lát sau, số lượng bá khí uy vũ xa hoa xe có rèm che từ biệt thự trong lái ra, hướng về Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc thẳng tắp đi. Ngân Hà Cửu Thiên, là ma cao cao cấp nhất lục đại sòng bạc một trong, tự nhiên là nội sức xa hoa đến rồi cực hạn, bốn vách tường đều là chói mắt kim sắc, phục trang đẹp đẽ, màu sắc linh lung. Từ xa nhìn lại thật giống như trong thiên địa có một thanh trảm thủ cự kiếm đến cắm vào đại địa trên. Nhìn lên bá khí uy vũ, nhưng là phong thủy tướng học trong kinh khủng trảm thủ tàn sát linh lung cục. Chuyên môn hố giết đến đây đánh bạc người.
Trần tiên sinh, ở đây đó là Ngân Hà Cửu Thiên. Đứng ở mấy chục tầng cao Ngân Hà Cửu Thiên nhà cao tầng dưới, Trần Diệu Dương thoáng ghé vào Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói. Là một tốt địa phương, người bình thường đến phỏng chừng đều là có đến mà không có về a. Trần Phi liếc mắt một cái cao vót trong mây building ngoại bưng, ngay tức khắc nhìn ra Liễu Kỳ trong một tia mánh khóe, chợt lắc đầu, hướng về đổi lợi thế địa phương chậm rãi đi. Mặc dù đối phương ở bản thân sòng bạc nội bày loại này kinh thiên phong thủy cách cục, đó chính là hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn không thắng tiền đều khó khăn. Thế nhưng, tại tu chân giới phong thủy mệnh học thượng, lại còn có một loại thuyết pháp, cái loại này là liều mạng cách. Kỳ ý tứ chính là chỉ cần ngươi tự thân mệnh cách đủ cường, ngoại giới lại kinh khủng cái gọi là cách cục, kỳ thực đều là xem qua phù vân, hoàn toàn có thể quên không thèm để ý. Đến mức Trần Phi mệnh cách có mạnh hay không, ngạch, khụ khụ, ngươi cảm thấy thế nào? Vận đều có thể đủ đi tới hắn loại trình độ đó, tùy tùy tiện tiện đều có thể có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Ngươi nói hắn là cường ni, vẫn là vô cùng cường ni, còn là siêu cấp cường ni. Quả thực đã vô địch. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần đổi lấy bao nhiêu lợi thế? Trước cửa sổ phụ trách đổi lấy lợi thế chính là một vị ma cao bản địa tiểu muội, chỉ thấy hắn làm theo phép lãnh đạm nói. Đổi bao nhiêu? Trước đổi một cái ức đi, đô la. Trần Phi nghe vậy sờ sờ mũi, mở miệng cười nói. Nhiều, bao nhiêu, một cái ức, không chỉ là đổi lợi thế tiểu muội một chút choáng váng. Thậm chí ngay cả chu vi những người khác cũng bị Trần Phi lời này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, cằm mở lớn hợp đều không thể chọn. Ông trời của ta, nhiều, bao nhiêu tới? Một cái ức, còn là đô la. Mà đang ở tất cả mọi người cây idiota sợ là lúc, Trần Diệu Dương đã trực tiếp đưa ra bản thân Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ, bỏ vào trước quầy. Phụ trách đổi lợi thế tiểu muội vừa thấy được loại này thẻ, nhất thời người càng bị sợ choáng váng, vẻ mặt tái nhợt, run rẩy nói khách. Khách nhân còn xin ngươi các chờ một chút. Ta đi tìm quản lý đến. Hiển nhiên loại trình độ này đã hoàn toàn không phải là hắn có thể xử lý, hoặc là nói, đối phương có thể chắc là đến gây chuyện đi. Nếu không, một ức đô la. Cái này, điều này sao có thể? Tuyệt đối là đang nói đùa chứ. Khách nhân các ngươi khỏe, ta là cái này Ngân Hà Cửu Thiên Đại Đường quản lý. Chỉ chốc lát sau. Một vị hơi chút nói xong trên nói đại đường quản lý đầu đầy mồ hôi chạy tới. Mặc dù sòng bạc nội lãnh khí mở 10 phần, hắn cũng vẫn cảm thấy cả người phát nhiệt, lòng bàn tay mờ u bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Không có biện pháp a, muốn, phải biết rằng hắn vừa rồi nghe thấy được cái gì. Bọn họ nữ nhân viên công tác lại còn nói có khách người muốn đổi trù một cái ức, còn là một cái ức đô la. Cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng lại tu sửa một cái bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đều không cần nhiều tiền như vậy. Cái này mẹ không phải là nói đùa là cái gì. Làm sao có thể. Rất hiển nhiên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là nữ nhân viên công tác đang nói đùa, hay hoặc là nói bên kia có người ở nháo sự. Thế nhưng, xem hắn đi tới nhìn thấy để xuống trên quầy Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ lúc, lại nhất thời nhìn không được tê một tiếng mạnh cũng hút lương khí, trong ánh mắt xẹt qua không gì sánh được vẻ kinh hãi. Phải biết rằng có thể ngồi trên Ngân Hà Cửu Thiên Đại Đường quản lý vị trí, hắn đương nhiên biết Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ ý vị như thế nào. Đây chính là Mỹ quốc vận thông American Express SS ở 1999 năm ở Anh quốc đẩy rời đi Hắc Kim thẻ toàn thế giới tối cao phiên bản, được xưng là thế giới Hắc thẻ vua, chỉ có toàn cầu tối cao cấp nhất phú hào mới có tư cách đã bị mời. Như vậy, hắn bỗng nhiên nhìn không được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được trước câu nói kia hình như không phải là đang nói đùa, đối phương hình như thật có tư cách đổi một cái ức đô la lợi thế. Nga, xin chào, phiền phức nhanh lên một chút giúp chúng ta đổi lợi thế đi. Các ngươi làm việc hiệu suất không đến mức chậm như vậy đi, thực sự là. Đúng lúc này, Trần Phi làm bộ rất không nhịn được mở miệng nói. Khách nhân, thỉnh mời các ngươi chờ một chút, ta hiện tại ngay tức khắc phải đi thông chi tổng giám đốc. Xin lỗi, cấp bậc của ta chân thực thiếu, bây giờ không có tư cách cho các ngươi xử lý lớn như vậy ngạch độ lợi thế, vì vậy, còn xin ngươi các lại hơi chút chờ một chút, được không? Đại đường quản lý nghe vậy cả người một cái giật mình, một bên dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, một bên cười theo nói rằng. Được rồi, nhanh một chút đi, Trần Phi đương nhiên cũng không phải đến làm khó hắn, chợt thản nhiên nói. Vâng,
cảm tạ khách nhân sự thông cảm của ngài, ta hiện tại ngay tức khắc phải đi thông chi tổng giám đốc. Đại đường quản lý đầu đầy mồ hôi tiểu bào ly khai. Cùng lúc đó, ngân hà cửu thiên cao tầng ta xa hoa bên trong gian phòng, trên giường lớn, hai điều quang lưu lưu thân thể đang ở lăn lộn, mà còn có rất nặng thổ tức thanh cùng với thở gấp liên tiếp, mê người tâm hồn, nhưng vào lúc này, đột nhiên chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Mẹ, khốn cây Ethiota, ai mẹ vừa vặn loại thời điểm này gọi điện thoại. Chính ở trên giường phong lưu dây dưa một gã quốc tự mặt to nam tử hùng hùng hổ hổ đứng dậy, hướng phía loạn bảy tám đạo vứt quần đi đến. Chuẩn bị đi lấy quần trong túi sách điện thoại. Làm ma cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong ngân hà cửu thiên tổng giám đốc, hắn Kha Hướng Trung mặc dù háo sắc, nhưng cũng biết đúng mực, minh bạch ở vào hắn loại vị trí này người, tối không thể để lộ trôi qua chính là điện thoại. Bởi vì nói không tốt bên đầu điện thoại kia, chính là một cái địa vị kinh khủng đại nhân vật đánh tới, hay là sòng bạc nội chuyện gì xảy ra chuyện gấp gáp mà, phải hắn cái này tổng giám đốc tự mình xử lý. Những này hắn Kha Hướng Đông nếu chỉ hoãn, khẳng định không hề nghi ngờ xảy ra đại sự. Ghét, người thật là xấu chứng. Mới vừa rồi còn tại nơi có thể Hướng Đông dưới háng hầu hạ thân thể mềm mại nhất thời bất mãn hờn dỗi, mị nhãn như tơ. Người cái này tiểu sao hàng gấp cái gì, đừng nóng vội, đợi ca ca ta sẽ từ từ thỏa mãn ngươi. Kha Hướng Đông nghe vậy trên khuôn mặt anh Tuấn hiện ra lau một cái cười, đưa tay dùng sức nắm một cái, sau đó cầm điện thoại lên không kiên nhẫn nói này. Ta là Kha Hướng Đông, xin hỏi là vị nào? Này, Kha Tổng Giám Đốc sao? Ta là lầu một đại đường quản lý XXX, nơi này có vị khách nhân muốn đổi góp sao một cái ức đô la. Bên đầu điện thoại kia nhất thời truyền đến một đạo thanh âm lo lắng, lúng túng hoang mang. Nhiều hơn bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu tới? Một cái ức đô la. Kha Hướng Đông nghe vậy trái tim không khỏi trọng trọng nhảy một chút. Có chút không dám tin bật thốt lên. Đúng vậy, Kha Tổng Giám Đốc, vị khách nhân kia yêu cầu đổi một cái ức đô la lợi thế. Hơn nữa, còn giống như thật không vậy đùa giỡn, bởi vì đối phương kiềm giữ Mỹ quốc vận thông ban bố bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, cao cấp nhất cái loại này. Vị kia lầu một đại đường quản lý đầu đầy mồ hôi nói. Người xác định thật là đẹp vận mệnh quốc gia thông ban bố bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ. Người không nhìn lầm. Kha Hướng Đông nghe vậy rõ ràng bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, ngay cả nguyên bản xanh long hoạt hổ tiểu đệ đệ đều mềm nhũn. Phải biết rằng đây chính là cao cấp nhất bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, hơn nữa đối phương còn muốn đổi lợi thế một cái ức đô la. Cái này nếu là thật, vậy tuyệt đối chính là phát sinh siêu cấp lớn chuyện. Lẽ nào đối phương là tới gây chuyện, cái này, điều đó không có khả năng đi. Bọn họ ngân hà cửu thiên mặt sau thế nhưng có gì nhà bảo bọc, đây chính là Ma Cao Hà Gia A. Đối phương chẳng lẽ không sợ? Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nói bọn họ ngân hà cửu thiên đổi không ra nhiều như vậy lợi thế, hoặc là không dám đổi. Chỉ là, vậy có lớn như vậy thủ bút hào khách hoặc là đều vẫn là sẽ sớm thông báo một tiếng, hoặc là ở biển hiệu trên bàn thua giận mới có khả năng làm ra dọa người như vậy chiến trận. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên cầm bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, cư nhiên cầm một cái ức đô la chạy đến lầu một phổ thông phòng khách đi đổi. Còn không có theo chân bọn họ sớm thông báo, đây không phải là đến gây chuyện, là cái gì? Hơn nữa nhìn hình dạng, khủng bố lai lịch không nhỏ. Người trước ổn định đối phương, ta hiện tại ngay tức khắc xuống tới. Nhưng mặc dù trong lòng một vạn cái nghi vấn, ngân hà cửu thiên tổng giám đốc Kha Hướng Đông cũng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong, một bên nhanh chóng hướng về lầu một chạy đi, một bên bấm hà ra ta vị điện thoại của đại nhân vật. Hắn hiện tại cần chỉ thị. Bằng không mặc dù là lấy hắn ngân hà cửu thiên tổng giám đốc thân phận, đang đối mặt một cái ức đô la lợi thế, đang đối mặt bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ người cầm được thời gian, hắn vẫn xa xa thiếu tư cách. Khoảng chừng gần 10 phút sau, một thân tây trang màu đen Kha Hướng Đông xuất hiện ở ngân hà cửu thiên lầu một đều đổi lợi thế chỗ, nở nụ cười nhìn Trần Phi đám người, đưa tay ra nói khách nhân các ngươi khỏe, ta là ngân hà cửu thiên tổng kinh lý của Kha Hướng Đông. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Đợi lâu cũng không đến mức, chỉ là, bây giờ có thể đổi lấy lợi thế sao? Nghe vậy Trần Phi đều còn chưa mở miệng, một bên Trần Diệu Dương liền có một ít không nhịn được nói. Tuy rằng hắn bình thường ở Trần Phi trước mặt đều là thành thật, rất cung kính, nhưng lúc này ở Kha Hướng Đông loại này ngoại nhân trước mặt, hắn Trần Diệu Dương còn là cái kia hương cảng Trần gia đại gia trưởng, mánh khóe thông thiên,
thân phận phi phàm, là cái loại này nhất cao cấp nhất đại lão. Tự nhiên không cần đúng cái gì sòng bạc tổng giám đốc khách khí cái gì. Cả người lộ ra uy nghiêm cùng bá khí. Đương nhiên, $1 ức mà thôi, chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên tự nhiên còn là đổi đi ra ngoài. Các ngươi tới, đi cho mấy vị khách nhân này đổi $1 ức lợi thế. Kha Hướng Đông tuy rằng cảm giác được Trần Diệu Dương cũng không phải người thường, khí thế phi phàm, nhưng hắn lúc này lại đại biểu cho Ngân Hà Cửu Thiên, tự nhiên không có khả năng rơi xuống khí thế, phi mở miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, có người tiếp nhận Trần Diệu Dương Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ trà $1 ức. Cùng lúc đó Trần Diệu Dương tư nhân điện thoại ngay tức khắc vang lên, là Mỹ Quốc Ngân Hàng bên kia chuyên môn gọi điện thoại đến hỏi thăm hắn tiền bạc sự tình. Không có biện pháp. Cái này bút kim ngạch chân thực quá to lớn, đủ $1 ức. Một lát sau, Ngân Hà Cửu Thiên thật từ Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ nội quét đi $1 ức, khiến ở đây vang lên từ trận cũng hút lương khí thanh âm. Ông trời của ta, đây chính là $1 ức, cư nhiên, thực sự trà, toàn bộ đổi thành Ngân Hà Cửu Thiên lợi thế. Lại là thực sự, Ngân Hà Cửu Thiên tổng giám đốc Kha Hướng Đông thở một hơi thật dài, rất hiển nhiên đã ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Trái tim trọng trọng nhảy dưới, sau đó miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói khách nhân thỉnh chờ một chút, lợi thế lập tức sẽ đưa tới. Một lát sau, 50 VIP 200 vạn Úc Nguyên lợi thế, cộng thêm mấy chục 50 vạn Úc Nguyên lợi thế bị nhân viên công tác đưa tới. Tiên sinh ngươi gặp các ngươi muốn chơi chút gì, nếu không chúng ta đi trước trên lầu VIP tầng trệt đi. Kha Hướng Đông nhìn Trần Phi cầm thưởng thức lợi thế mi giác vừa kéo, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Ừ. Đi thôi, Trần Phi nghe vậy cười cười, theo đối phương lên VIP tầng trệt. Chỉ thấy cùng dưới lầu xanh vàng rực rỡ phổ thông phòng khách bất đồng, trên lầu VIP tầng trệt có vẻ điệu thấp nội liếm rất nhiều, nhìn như điệu thấp, nhưng kỳ thực sở hữu hết thảy đều là tỉ mỉ tạo hình, các bộ phân cố gắng cầu hoàn mỹ, các loại bích họa, thảm, đèn rực rỡ, trang sức phẩm chờ đều là giá trị xa xỉ vật. Đương nhiên người cũng so với dưới lầu thiếu rất nhiều, nhưng mỗi người khí phái không gì sánh được. Vừa nhìn chính là không giống người thường hạng người. Khách nhân bên này thỉnh. Kha Hướng Đông đem Trần Phi dẫn vào một cái đơn độc đỉnh cấp VIP gian phòng, mở miệng cười nói khách nhân muốn chơi chút gì. Bách gia nhạc, bài tú lơ khơ, xúc sắc. Con người của ta óc có điểm ngốc, vì vậy tự giản đơn giờ đi, xúc sắc, ta xem bên ngoài đổ kích thước thật không tệ. Trần Phi nghe vậy cười hì hì mở miệng nói. Trần Diệu Dương còn có vị kia độc nhãn lão giả lúc này đều đứng ở hắn phía sau. Nghe vậy không tự chủ được trong mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Phải biết rằng tuy rằng trong lòng bọn họ sớm có chuẩn bị, mà khi lúc này, Trần Phi thật muốn cùng đối phương Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc bắt đầu đúng đổ sau, trong lòng bọn họ mặt vẫn là không nhịn được cấp tốc tuôn ra nghi hoặc, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không rõ Trần Phi trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Bọn họ Trần gia thủ hạ mình thì có một nhà ma cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc cấp bậc ma cao kim quan. Đương nhiên rất rõ ràng chạy đến sòng bạc nội cùng sòng bạc đúng đổ, là nhất kiện chuyện ngu xuẩn dường nào tình. Quả thực chính là muốn chết. Phải biết rằng sòng bạc nhưng chỉ có ăn đổ chén cơm này, sòng bạc nội khẳng định nuôi mấy quốc tế nổi tiếng đổ thần. Loại trình độ đó, ngươi chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân làm sao có thể đổ được quá. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nín không dám hiển lộ ra. Dù sao Trần Phi tu vi thực lực còn là quá kinh khủng, để cho bọn họ không dám đơn giản lỗ mãng, nghi vấn cái gì. Hơn nữa ở trong lòng bọn họ cũng cho rằng tựu mới mấy cái ức mà thôi, thua tựu thua đi, còn không đến mức bị thương bọn họ Trần gia gân cốt. Hiển nhiên, cái này đều còn chưa bắt đầu, trong lòng bọn họ cũng đã không coi trọng Trần Phi, cho là hắn cư nhiên chạy đến Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc nội đến cùng sòng bạc đúng đổ, cái này chân thực có chút quá xung động, quá coi trọng mình. Phải biết rằng Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong hàng đầu, không chỉ có riêng chỉ là nói chơi. Đồ kích thước, tốt lắm, đi đem rách kêu đến. Kha Hướng Đông nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, phân phó bên cạnh nhân đạo. Câu ca giao nói, vượt đơn giản đánh bạc phương thức vượt dễ thua, nhất là còn cùng sòng bạc bọn họ đúng đổ, bọn họ chính là ăn chén cơm này, sao lại sợ. Vâng, Tổng Giám Đốc, một vị VIP phòng nhân viên công tác lên tiếng trả lời. Hơi cúi đầu lui ra ngoài. Một lát sau hắn dẫn một vị người da đen đã trở về, thoạt nhìn có 30-40 tuổi, nửa người trên mặc một bộ hắc áo khoác, nửa người dưới lại ăn mặc một cái sức tưởng tượng hip hop chân to khố, tóc sơ thành từng cái đại mái tóc,
thần sắc cả lơ phất phơ, đi tới hướng về phía Kha Hướng Đông hỉ hả nói hi, Mia Kha, nghe nói ngươi kêu ta. Ngươi biết ta rách lên sân khấu tiền buộc bơ ơ thế nhưng rất đắt tiền Nga. Rất hiển nhiên, đây là một vị chức nghiệp đổ tay, thậm chí tại thế giới trong phạm vi đều chính mình cực lớn danh khí. Hắn có một biệt hiệu, tên là ma thuật tay rách, ý tứ chính là của hắn tốc độ tay đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái gì đánh bạc công cụ ở trong tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trình diễn vừa ra kinh thiên ma thuật. Cũng bởi vậy hắn rách bị thế giới đánh bạc vòng tròn bầu thành thế giới đổ vương bài danh vị thứ 7, lệ phí di chuyển ít nói 8 vị tính đi lên tính. Tầm thường đổ khách ở người như thế trước mặt cùng đợi làm thịt sơn dương không khác nhau. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, kỳ thực rất đơn giản. Phàm là ma cao thậm chí thế giới trong phạm vi sòng bạc đều biết nuôi người như thế, để ngừa thời khắc cần thiết có người tới gây chuyện, sòng bạc lại đổ bất quá. Vậy đối với bất luận cái gì một nhà sòng bạc đều là không gì sánh được chí mạng sự tình. Mà chí mạng, đương nhiên ý nghĩa hủy diệt. Vì vậy bất luận cái gì một nhà sòng bạc đối với lần này đều tuyệt không dám qua loa đại ý, tất nhiên chuẩn bị 10 phần. Rách, vị khách nhân này muốn chơi độc quyền tiểu. Ngươi tới bồi hắn vui đùa một chút đi. Kha Hướng Đông nghe được rách kiêu ngạo ngôn ngữ cũng không có tức giận, cười nhạt nói. Nga, đồ kích thước. Đây chính là ta thích nhất trò chơi, ngươi thật là thật tinh mắt. Rách theo Kha Hướng Đông nhãn thần phương hướng nhìn lại, thấy được Trần Phi, nhất thời một bên biểu tình khoa trương hét lớn, một bên trong ánh mắt không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng với cười nhạt. Bởi vì hắn thấy được Trần Phi trước người lợi thế. Đủ mấy nghìn vạn nhất cái ức. Rất hiển nhiên hắn Rách hiện tại cũng đã lòng biết rõ vì sao Mia Kha phải gọi hắn tới, nguyên lai là tới đại chủ cố, đại dê béo A. Rách không khỏi trong lòng hiện ra lau một cái tự tin cười nhạt, bởi vì dĩ vãng này cái gọi là số lớn khách, đại dê béo đến sòng bạc bọn họ đến, đều là dẫn người, mang cao thủ đến đổ. Nhưng bây giờ, hơn 20 tuổi ra vàng người lại cư nhiên bản thân tự mình ngồi ở chiếu bạc vị trí, đây ý là muốn bản thân đổ. Nga, thân ái thượng đế, ta Rách có thể không phải cố ý muốn người khi dễ. Bất quá tiểu tử này thực sự sẽ đánh bạc sao? Ha ha ha. Hắn chân thực quá nhớ nở nụ cười, ha ha ha. Hắc nhân kia Rách khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạo, nội tâm từ lâu cười như điên, lớn tiếng nói Nga, thân ái bằng hữu xưng hô như thế nào. Ta là Rách, xin chào, nếu không chúng ta bây giờ mà bắt đầu chơi đi. Rách xin chào, ta họ Trần, gọi Trần Phi, hiện tại đương nhiên có thể bắt đầu chơi, bất quá ngươi được nói cho ta biết trước cái này xúc sắc là cái gì quy củ, chỉ là đổ kích thước sao. Trần Phi nghe vậy cười cười nói. Nga, thân ái Mia Trần, người thật hài hước, đồ kích thước còn có thể có cái gì quy củ, ba xúc sắc đếm lớn hơn 11 là đại, nhỏ hoặc bằng 10 là nhỏ, con báo thông sát. Đương nhiên người còn có thể tuyển trạch chúng ta thay phiên đại lý, hoặc là ta vẫn đại lý. Sách cà lơ phất phơ kéo lại Trần Phi đối diện chiếu bạc cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt làm trò ngược nói. Nga, thượng đế, liên quy tắc trò chơi đều không rõ ràng lắm. Cái này ra vàng ngu ngốc là làm mộng còn chưa ngủ tỉnh sao? Như vậy à, vậy thay phiên đại lý đi. Ngươi tới trước, Trần Phi nghe vậy theo tay cầm lên một đống 200 vạn lợi thế nói. Nga, thân ái Mia Trần, ta Rách tự thích ngươi loại này sảng khoái người. Rách nhìn Trần Phi trong tay lợi thế ánh mắt có vẻ cực kỳ lửa nóng, sau đó tiện tay nắm lên trên chiếu bạc từ lâu chuẩn bị xong một cả bình rượu whisky, ừng ực giống như là uống bia vậy hướng về phía miệng rót hết. Ngay sau đó, hắn ngăm đen màu da mặt xấu xí chứng lộ ra một tia dã lang vậy dữ tợn làm trò ngược vẻ. Hắn có cái quen chính là thích đổ lớn lúc uống rượu, bởi vì này dạng mới có thể nhượng hắn cảm giác được khẩn trương, tinh thần căng thẳng cao độ, hưng phấn. Khi đó hắn ma thuật tay Rách mới thật sự là thế giới đổ vương vị thứ 7. Đương đương đương. Theo Rách ừng ực cùng rượu whisky thanh âm vang lên, bụng của hắn đã tích lũy khởi một đoàn lửa nóng. Miệng một liệt, trên mặt lộ ra không kiêng nể gì cả, phách lối biểu tình thân ái Mia Trần, ta muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền mạnh nhặt lên trên chiếu bạc trên bàn đầu chung, xúc sắc lay động. Toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát, như ăn uống nước vậy tự nhiên, khiến đứng ở cách đó không xa yên lặng Kha Hướng Đông khóe miệng mỉm cười. Hắn biết, Rách vừa lên đến tự nhận chân, vì vậy hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập biểu diễn của hắn thời gian. Bọn họ thắng chắc. Phanh, thân ái Mia Trần, thỉnh đặt tiền cuộc đi. Một lát sau, Rách vững vàng đem đầu chung buông,
lại thuận lợi nhặt lên rượu whisky đã qua trong miệng ực một hớp, hai chân chéo nguễ cả lơ phất phơ nói. Tuy rằng Trần Phi ở trước mặt hắn thoạt nhìn hãy cùng cái đồ ăn con gà không khác nhau, nhưng hắn nhưng cũng cẩn thận không có chút nào nhường, hoàn toàn là dùng để phòng đỉnh cấp cao thủ nghe thanh minh vị thủ pháp đặc biệt dung xúc sắc, thậm chí loại phương pháp này hắn đã từng đều dùng để chế quá một lần hôm nay thế giới đổ vương bài danh đệ tam cái kia da trắng heo. Vì vậy hắn hoàn toàn tự tin Trần Phi tuyệt đối nghe không hiểu, kết quả đã quyết định. Có thể đặt tiền cuộc, đại hoặc là tiểu, đại đi. Thế nhưng Trần Phi lại muốn đến không nghĩ như thế nào, chỉ là trên miệng đích nói mấy câu, sẽ theo tay đem Thịnh Phóng sở hữu lợi thế khai tư thế tiêu sái nhét vào đại mặt trên. Ván này, hắn kế tiếp ức, một cái ức đô la. Thân ái Mia Trần, người muốn toa hắc, mà ở nhìn thấy Trần Phi tiêu sái như vậy ngu xuẩn cử động. Người da đen rách xấu xí, hẹp dài hai mắt ngay tức khắc hiện ra lau một cái trào phúng cùng kích động. Bởi vì hắn rất xác định mình vừa rồi rung đi ra ngoài là 3 năm, con báo. Nhưng bây giờ cái này da vàng ngu ngốc lại cư nhiên toa hắc đến rồi đại mặt trên. Nga, Thượng Đế, ngày hôm nay thực sự là khoái trá một ngày, nhượng ta kiến thức đến như thế một cái không dài óc đại ngu xuẩn. Phải biết rằng đây chính là hơn một ức úc nguyên a. Thực sự là quá tốt thắng. Ha ha ha! Trần tiên sinh, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Mà ở nhìn thấy hắc nhân kia rách xấu xí trong ánh mắt không chút kiêng kỵ cuồng thiếu, Trần Diệu Dương nhìn không được trong lòng lột bột một chút, thần sắc do dự nửa ngày, tiến đến Trần Phi bên tai thấp giọng nói. Hắn không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được hắc nhân kia trong mắt cười nhạo ý vị như thế nào. Tuy nói hắn đã quyết định tâm tư cái này 3 ức đô la, Trần Phi mặc dù là toàn bộ thua sạch sẽ, cũng không có việc gì, thế nhưng, loại này thua pháp có đúng hay không có chút quá thảo suất. Vừa lên đến tự bất chấp tất cả, trực tiếp toàn bộ toa hắc. Này, bằng hữu, thỉnh không nên như vậy được không? Áp lên rồi cũng không thể đổi ý nga. Rách cái lỗ tai dị thường linh mẫn, tựa hồ nghe đến rồi Trần Diệu Dương ghé vào Trần Phi nói ra, nhất thời bất mãn nói. Nói đùa, phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng vững vàng thắng một cái ức, tại sao có thể đổi ý ni? Trên chiếu bạc thế nhưng nhất định phải có thành tín. Vị khách nhân này, mùa định rời tay là cho tới nay quy củ, thỉnh không để cho chúng ta làm khó, cảm tạ. Thấy tình cảnh này, vẫn yên lặng Kha Hướng Đông cũng ngay tức khắc đứng ra nói. Chỉ là cùng trước cái loại này hơi có khẩn trương thần thái so sánh với, hắn hôm nay đã buông lỏng rất nhiều, thậm chí trong lòng từ lâu khinh thường trào phúng lên. Nguyên lai hắn nguyên tưởng rằng đối phương làm cho lớn như vậy chiến trận đến nháo sự. Nhất định là cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia vừa lên đến tự rơi dây chuyền, như vậy liều lĩnh vừa lên đến tự bất chấp tất cả, toa hắc một cái ức đô la. Đây quả thực cùng đồ ăn con gà không khác nhau, bạch hạt hắn vừa rồi khẩn trương như vậy, thực sự là suy nghĩ nhiều. Nhất niệm đến nước này, hắn lại nhịn không được có một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn Trần Phi. Loại này chạy tới tặng không tiền đại dê béo. Bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đương nhiên không gì sánh được hoan nghênh. Tốt nhất mỗi ngày đều đảm đương cái thiện tài đồng tử, vậy đơn giản không thể tốt hơn, ha ha ha. Diệu Dương, câm miệng, nhưng vào lúc này, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói độc nhãn lão giả bỗng nhiên khiển trách. Hắn bây giờ nhãn thần thoạt nhìn rất lạnh mạc, trong ánh mắt cũng rõ ràng không hề mãn, vẻ thất vọng. Đại trưởng lão, vâng, Trần Tiên Sinh xin lỗi, là ta quá khẩn trương. Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình, minh bạch đại trưởng lão có ý tứ, nhất thời đầu đầy mồ hôi nói. Phải biết rằng hắn vừa rồi mặc dù là hảo tâm, có thể rơi vào Trần Phi ở trong mắt trời biết hắn sẽ nghĩ như vậy, dù sao hắn loại này cử động người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính là không tín nhiệm, nếu Trần Phi vì vậy mà sinh lòng bất mãn, vậy bọn họ trước làm đầu tư, tất cả, không đều phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không có việc gì, này, rách. Nhanh lên một chút mở đi, ta đã không kịp đợi. Thế mà Trần Phi cũng không nghĩ có cái gì, ngược lại cười híp mắt nhìn rách nói. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình hoàn toàn tại khi dễ người, trong lòng quả thực quá ngượng ngùng, không biết đầu chung mở sau, hắc nhân kia có thể hay không tinh thần tan vỡ, hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha, tốt lắm, Mia Trần, ta mở, thực sự là không có ý tứ, con báo, ba. Người da đen rách đem vật cầm trong tay rượu whisky trọng trọng đặt lên bàn, vẻ mặt làm trò ngược mở ra đầu chung. Mà khi hắn vẻ mặt kích động, phách lối nói đều còn chưa nói hết, tự bỗng nhiên thanh âm mạnh ngừng,
thật giống như cái cổ bị người ngạnh sinh sinh bóp ở vậy, sắc mặt chợt biến, con người co rút lại, cái trán theo cấp tốc hiện đầy giọt mồ hôi lạnh chiếu người da đen ở dưới ánh đèn chiết xạ ánh sáng trong suốt. Bởi vì hắn mở đầu cuối cùng, thấy xúc sắc đếm cư nhiên không phải là 3 năm con báo, mà là 2 cái 5, 1 cái 6, là đại. Cái gì? Không có khả năng. Kha Hướng Đông thấy tình cảnh này sắc mặt cũng ngay tức khắc thay đổi, nguyên bản nắm chắc phần thắng quốc tự mặt to trên hiện đầy bất khả tư nghị, sợ hãi vẻ. Phải biết rằng hắn đương nhiên rất rõ ràng rách là ai, đây chính là thế giới bài danh đệ thất Đổ Vương. Được khen là ma thuật tay tại thế giới đánh bạc vòng tròn nội đều tiếng tăm lừng lẫy khủng bố tên, vì vậy ở trên người hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phán đoán sai lầm. Mà hắn vừa rồi đối phương đặt tiền cuộc sau rõ ràng ngay tức khắc tự lộ ra làm trò ngược mỉm cười, rất hiển nhiên, đó chính là hắn vững tin bản thân dung đi ra ngoài đếm cũng không phải đại, rất lớn có thể là con báo, cũng có thể là tiểu. Nhưng bây giờ, cái này mẹ đến tột cùng tình huống gì? Vì sao này xúc sắc đếm cộng lại sẽ là đại? Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ đã thua một cái ức. Hơn nữa còn là đô la. Ta, cái này, ta. Trên thực tế hắc nhân kia rách lúc này là thực sự sợ ngây người, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng được điên cuồng đi ra ngoài mạo, con ngươi cực độ co rút lại, hoàn toàn vẻ gây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng hắn thế nhưng ma thuật tay rách ha, thế giới bài danh đệ thất Đổ Vương, nhưng bây giờ lại cư nhiên phán đoán sai lầm, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cao thủ, cao cấp nhất cao thủ. Ở trong đầu hắn trong khoảnh khắc hoàn toàn hiện ra những chữ này mắt, làm hắn theo nhìn phía Trần Phi cái loại này non nớt đông phương mặt nhìn không được hiện ra lau một cái rung động vẻ. Hắn là thế giới Đổ Vương, hắn rách là ma thuật tay, vì vậy hắn đương nhiên rất khẳng định cũng không phải hắn vừa rồi dung xúc sắc không ra, mà cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương cái kia chính mỉm cười đông phương mặt thanh niên nhân, cư nhiên khi hắn ma thuật tay rách hoàn toàn không cảm giác được tình huống dưới. Lặng yên không tiếng động động tay động chân. Nghĩ đến đây, rách phát hiện mình xanh đen bàn tay lòng bàn tay mờ u bàn tay đều đã hoàn toàn ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm thế giới bài danh đệ thất quốc tế Đổ Vương, rách bản thân ủng có thực lực gì, hắn quá rõ, hắn tự tin tuyệt không khả năng có người có thể đủ ở trước mặt hắn làm được loại trình độ này. Ở trước mặt hắn gian lận còn không có bị phát hiện, điều này sao có thể? Quả thực chính là đang nói đùa, Nga. Thượng đế, ta có đúng hay không gặp quỷ? Rách to như ở bản thân nội tâm quát mắng theo, lấy giảm bớt bản thân bây giờ khẩn trương cảm, sau đó, chỉ thấy hắn nhìn Trần Phi biểu tình nghiêm túc nói Nga, thân ái Mia Trần, ván này ngươi thắng. Chúng ta bắt đầu ván kế tiếp đi, ngươi tới, hay là ta đến? Hắn hiện tại đương nhiên không dám lại có bất kỳ khinh thị Trần Phi tâm, lý, để ý, nhìn Trần Phi trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Phải biết rằng, hắn vừa rồi thế nhưng thua một cái ức. Một cái ức đô la. Dĩ nhiên thắng, mà Trần Diệu Dương lúc này cũng có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới đếm cư nhiên thật khai ra đại, Trần Phi cư nhiên thật thắng, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là bọn hắn thoáng cái tựu thắng đối phương một ức đô la. Kinh chính là mình vừa rồi lại dám không biết sống chết nghi vấn Trần Phi, hiện tại xem ra, hắn mới là chân chính chính ngu xuẩn. Thử nghĩ Trần Phi cũng dám trực tiếp giết tới cửa, chạy tới cái này ngân hà cửu thiên cùng sòng bạc đúng đổ, làm sao có thể trong tay thật một điểm nắm chắc cũng không có. Nghĩ đến đây, Trần Diệu Dương nhìn không được mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác tựu từng viên một xông ra. Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên cùng Trần Phi tiếp xúc, thay lời khác mà nói, chính là hắn cho là mình coi như so sánh hiểu rõ đối phương, biết Trần Phi bình thường thoạt nhìn hãy cùng phổ thông thanh niên nhân không khác gì. Cũng không có gì cái giá, chỉ khi nào tức giận phát hỏa, hay là muốn thu thập, đối phương người nào. Đối thủ của hắn sẽ mặc niệm, bởi vì, này Trần Phi hoàn toàn chính là một cái quái vật, là cái quái thai. Hô, làm khó hắn không chỉ có thực lực khủng bố, ngay cả đánh bạc kỹ thuật cũng là thế giới đỉnh cấp. Bằng không, hắn làm sao có thể như vậy lòng có lòng tin, vừa lên đến tựu toa hắc, thắng đối phương một cái ức. Trần Diệu Dương lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cảm giác mình hô hấp từ lâu không tự chủ được dày nặng. Bởi vì hắn phát hiện, Trần Phi trên mặt mỉm cười hoàn toàn chính là cái loại này cực độ vẻ tự tin, định liệu trước. Điều này làm cho hắn nhịn không được nội tâm run lên. Lẽ nào hắn đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem đối phương người da đen không coi vào đâu? Nếu thật nói như vậy,
vậy hắn đánh bạc kỹ thuật có bao nhiêu khủng bố. Trần Diệu Dương quả thực không dám nghĩ. Ta tới cũng đi, ngươi nếu nghĩ đến nói, cũng được. Trần Phi nghe vậy cười tủm tỉm nói. Chớ nhìn hắn hiện tại thoáng cái tựu thắng một cái ức đô la, nhưng thực hắn trong lòng bây giờ mặt không có ý tứ đến không đi, bởi vì hắn hoàn toàn tại khi dễ người. Ngươi hỏi vì sao nói như vậy? Bởi vì vừa rồi cái kia rách quả thực dung đi ra ngoài là con báo, 3 năm. Nhưng hắn chỉ là tùy tùy tiện tiện điều khiển linh khí cách không lật một chút xúc sắc, vốn là con báo 3 năm, là được 2 cái 5 1 cái 6. Vãi cái này hoàn toàn là ở open linh ăn gian được rồi. Vãi liên chính hắn đều ngượng ngùng, gương mặt đỏ rực, có chút trột dạ nhãn thần nơi loạn phiêu. Như vậy đem hay là để ta đi, ta có thể không tin ngươi có thể lại thắng ta một lần. Nghe được Trần Phi nói rách cắn răng nói rằng, mặc dù bị Trần Phi gài bẫy một thanh, hắn cũng không cho là đối phương thực sự so với hắn cường, vì vậy hắn còn muốn tới một lần, chính hắn bản thân một cách tự tin. Đi, bất quá, các ngươi là không phải là trước đem thắng tiền cho ta. Luôn không khả năng nhượng ta vừa rồi đem trắng chơi đi. Trần Phi cười tủm tỉm gật đầu, bỗng nhiên nhìn một bên Kha Hướng Đông bất mãn nói. Mặc dù có chút không có ý tứ, bất quá vãi bản đại thiếu đều thắng lâu như vậy, tiền hoặc lợi thế cư nhiên cũng còn không ai cho hắn. Người đây là đang đùa ta chơi ni. Lớn như vậy cái sòng bạc, còn Ma Cao lục đại đỉnh cấp một trong, một cái ức đều cầm không được. Còn là nói người nghĩ rằng ta Trần Phi là tới người cái này sòng bạc chơi trò chơi, chuẩn bị đùa. Xin lỗi khách nhân, lợi thế lập tức lấy cho người đến. Kha Hướng Đông nghe vậy không khỏi không nể mặt, nhưng là lại phản ứng rất nhanh cấp tốc bài trừ nụ cười nói. Sau đó hắn liền xoay người vẻ mặt âm trầm xuất ra bộ đàm, làm cho lấy lợi thế đến. Non nửa một chút sau, Trần Phi trước mặt trên bàn lợi thế so với trước nhiều hơn gấp đôi, đống ở nơi này cũng giống là nắm tiểu sơn vậy, nhượng rách nhìn viền mắt có chút đỏ lên, cầm lấy trên bàn rượu whisky lại hướng phía miệng mình bên trong ực một hớp. Đương đương đương, theo lại thấy hắn nhặt lên đầu chung mặt không thay đổi lay động, ánh mắt lại ở gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt, còn có hai tay, không làm cho đối phương có bất kỳ nhất cử nhất động lộ quá ánh mắt của hắn. Rất hiển nhiên. Ở vừa rồi ăn một lần kia giảm nhiều sau, hắn cũng không dám. Nữa lấy cái gì đối đãi đồ ăn con gà thái độ đối đãi Trần Phi. Bởi vì hắn trong lòng bây giờ mặt rất rõ ràng, Trần Phi tuyệt đối là cái đỉnh cấp cao thủ, vì vậy trong lòng của hắn cũng không dám. Nữa có bất kỳ khinh thường tâm lý, giờ này khắc này tinh thần cao độ tập trung, buộc chặt. Lấy ra bản thân toàn bộ thực lực. Phanh! Hiện tại thỉnh đặt tiền cuộc đi. Hồi lâu sau. Hắn rốt cục chậm rãi đem đầu chung đỗ ở tại trên chiếu bạc, nhìn chằm chằm Trần Phi mắt nhếch môi vẻ mặt làm trò ngược nói. Lúc này đây, hắn rất tự tin đối phương vừa rồi tất cả động tác đều ở đây hắn rách quan sát trong, không có khả năng lại có bất kỳ gian lận cơ hội. Vì vậy hiện tại tự nhìn đối phương đến tột cùng có thể hay không nghe ra hắn dung là cái gì, bất quá tiểu tử kia hẳn là khẳng định nghe không hiểu đi. Bởi vì hắn, đại, toa hắc. Có thể nội tâm hắn độc thoại đều còn không có mình thôi miên, mình trang bức hoàn tất, Trần Phi cũng đã cười đem cắt đứt, theo lập lại vừa rồi cực độ tiêu sái tư thái, đem thịnh phóng sở hữu lợi thế khai tư thế tiêu sái nhét vào đại mặt trên. Ván này, hắn dưới hai cái ức, lại là toa hắc, hắc nhân kia rách lúc đầu đối với mình rất có tự tin, mà khi hắn nhìn thấy Trần Phi tiêu sái như vậy tư thái, như vậy đạm nhiên mỉm cười biểu tình, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Mạc danh kỳ diệu trong lòng tuôn ra nồng nặc thấp thỏm lo âu. Không có khả năng, tại sao lại là đại? Ta rõ ràng dung chính là dựng thẳng đầu, đem đầu chung nội ba xúc sắc trọng điệp ở tại cùng nhau, cũng chỉ có nét mặt một điểm. Làm sao có thể lại là đại? Cái này đầu chung đều còn không có mở ra, chính hắn cũng đã bắt đầu không tin mình, tâm tình có chút hỏng mất. Có thể nghĩ, lúc này Trần Phi cho hắn nhiều áp lực, quả thực nhượng hắn một lần có dũng khí ảo giác. Đối phương Trần Phi mới là đổ vương, mà hắn ma thuật tay rách, bất quá chỉ là mới vào sòng bạc đồ ăn con gà. Trong lúc nhất thời, hắn cực đại trong tay tâm nắm đầu chung, lại dĩ nhiên run rẩy có chút không dám mở. Mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều lên, cái cổ áo đều bị làm ướt. Phải biết rằng, làm thế giới bài danh đệ thất thế giới đổ vương, hắn rách đã ngoài đế danh nghĩa thề, bản thân dung đi ra ngoài tuyệt đối là dựng thẳng đầu, đem đầu chung nội ba xúc sắc trọng điệp ở tại cùng nhau. Cũng chỉ có nét mặt một điểm. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không dám mở. Sách chuyện gì xảy ra, thế nào còn không mở. Thấy tình cảnh này,
thấy Rách cư nhiên đột nhiên đầu đầy mồ hôi, nắm đầu chung cái tay kia càng mắt thường có thể thấy được đang run rẩy. Cái này khiến Kha Hướng Đông nhịn không được trong lòng một lộp bộp, góp tiến đến, ghé vào Rách bên tai sắc mặt âm trầm nói. Ta, ngươi, ta không phải là... Rách không biết cần giải thích thế nào trong lòng đột nhiên xuất hiện khủng hoảng, đầu đầy mồ hôi lắp bắp nói. Khó khăn, thật chẳng lẽ là đại. Lẽ nào hắn lúc này đây dung đi ra ngoài thật là lớn. Kha Hướng Đông gặp Rách vẻ mặt này nhất thời nhìn không được trái tim mạnh vừa nhảy, liếc mắt một cái Trần Phi trước mặt toa hắc $2 ức lợi thế, chỉ cảm giác mình ra đầu tê dại, tứ chi lạnh lẽo, hạ giọng cắn răng nghiến lợi nói lẽ nào ngươi lần này dung đi ra ngoài thật là lớn. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Phải biết rằng Trần Phi thế nhưng toa hắc $2 ức, nếu là bọn họ như vậy lại thua, vậy sẽ phải bồi $2 ức cộng thêm trước $1 ức, cũng chính là $3 ức. Kinh khủng như vậy to lớn mức, mặc dù là lấy hắn Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc thân phận, cũng tuyệt đối không có cách nào thừa thụ. Nghĩ đến đây, bên trong thân thể của hắn mồ hôi lạnh liền không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống. Phải biết rằng sòng bạc không có thể như vậy cái gì thiện đường, chứ nói chi là hắn Kha Hướng Đông cũng chính là cái tổng giám đốc mà thôi. Nhà này Ngân Hà Cửu Thiên chủ nhân chân chính ra sao nhà, Ma Cao Hà ra. Nếu để cho bọn họ biết mình bên này tựu hai thanh, tựu thua $3 ức. Không đem hắn đầu khớp xương, ra đều lột, nhưng hải lý này cá mập mới là lạ. Không, không, không phải là, ta dung không phải là đại. Ta lúc này đây dung đi ra ngoài tuyệt đối không phải là đại, ta bảo chứng. Bất quá Rách nghe vậy cũng rất phản kích to lớn nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Hơn nữa hắn còn hình như là muốn chứng minh bản thân vậy, hung hăng cắn răng, mạnh một thanh cầm lên đầu chung. Hắn rất vững tin bản thân dung đi ra ngoài tuyệt đối là dựng thẳng đầu, thế nhưng Trần Phi lại ép tới là đại. 4-5-6, đại, không có ý tứ A, ta lại thắng, nhưng ngay khi hắn cầm lấy đầu chung sau. Đang chuẩn bị gồ lên thật lớn dũng khí đi xem thời gian, Trần Phi chợt nhìn Rách trước mặt chiếu bạc nở nụ cười, chỉ là nghe giọng nói kia, nhưng thật giống như thực sự rất không có ý tứ. Mụ mụ, ta lại khi dễ người. Thập, cái gì, 4-4-5-6. Rách nghe vậy cả người như bị sét đánh, triệt triệt để ngốc ở tại chỗ, thân thể cấp tốc sụi lơ xuống phía dưới, vẻ mặt trắng bệch. Cái này, điều này sao có thể? Ta vừa rồi rõ ràng dung dựng thẳng đầu, đem đầu chung nội ba xúc sắc trọng điệp ở tại cùng nhau, cũng chỉ có nét mặt một điểm. Nhưng bây giờ, trên người của hắn bên trong áo khoác y phục đã hoàn toàn làm ướt, ngơ ngác nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn có không dám tin tưởng. Nga, Thượng Đế, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, Rách chỉ cảm giác mình tinh thần nhanh hỏng mất. 4-4-5-6, cư nhiên thật là đại, cư nhiên thật là lớn. Đương nhiên không chỉ là hắn, đồng dạng tinh thần hỏng mất còn có Kha Hướng Đông. Hắn lúc này người lúc này đã hoàn toàn choáng váng, vẻ mặt đều là sát màu trắng. Bởi vì Rách như thế một thua, tự đại biểu cho bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên thua $3 ức. Đây chính là $3 ức A, hơn nữa còn là đô la. Điều này sao có thể? Bằng trên thực tế, Rách trước đây từ không nghĩ tới mình ở trên chiếu bạc cư nhiên thất bại được thảm như vậy. Không chỉ là hai thanh thua trận $3 ức chuyện mà là hắn hoàn toàn cảm giác mình căn bản không thắng được, là thật không thắng được a. Đây mới là lớn nhất bóng đè. Phải biết rằng, đối với bất kỳ một cái nào lĩnh vực kiệt xuất nhất đỉnh cấp nhân vật mà nói, bọn họ tự thân có cường đại nhất không phải là thực lực, cũng không phải kỹ thuật, mà là tự tin. Nhưng nếu là tự tin không có, thì tương đương với cả người đều bị phá hủy, phỏng chừng rời cả người phế bỏ cũng kém không được bao xa. Ta thua, ta không thắng được ngươi. Xin lỗi, Mia Kha, ta chân thực không làm tiếp tục nữa. Rách theo thất hồn lạc phách, buồn bã vô cùng ly khai, bởi vì hắn lúc này đây thật tao thụ trước nay chưa có đả kích. Hắn cảm giác mình không thắng được, là thật không thắng được. Chờ vân vân chờ đã, ngươi đừng. Mà ở nhìn thấy một màn này, Kha Hướng Đông cả người hoàn toàn cũng đã tùng suy sụp xuống tới, cả người y phục sớm đã thành bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một trận gió thổi tới, kìm lòng không đậu sợ run cả người. Phải biết rằng bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên tuy rằng không ngừng Rách như thế nhất người đổ vương cấp bậc người, nhưng vấn đề là hắn lại ở trong đó số 1 số 2, nhưng bây giờ cư nhiên ngay cả ở trong đó số 1 số 2 Rách đều thảm như vậy bại. Hai thanh tựu đủ thua bọn họ $3 ức, cái này nên làm cái gì bây giờ?
hắn quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới, chỉ cảm giác mình cả người đều bối rối. Kha quản lý, ta thắng được tiền đâu? Ván này chắc là 2 ức đô la đi. Có thể nhưng vào lúc này, khi hắn trong tai do dự ma quỷ vậy Trần Phi thanh âm vang lên, làm hắn nhịn không được cả người một cái giật mình. Run rẩy, kinh hoàng. 3 ức đô la, đến bọn hắn bây giờ Ngân Hà Cửu Thiên đã thua 3 ức Mỹ Kim. Vì vậy hắn biết rõ mình đã tuyệt đối không có tư cách tiếp tục nữa, phải mau nhanh thông chi mặt trên, thông chi bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên sau lưng Hà ra người. Khách nhân xin lỗi, ta đi gọi điện thoại. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được kinh hoàng ly khai đỉnh cấp VIP nhà một gian, run rẩy xuất ra tư nhân điện thoại di động, bấm một cái biểu hiện vi lục ra điện thoại. Này, đừng chạy a, tiền của ta ni. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được khởi động đến bất mãn nói. Cái này vãi cũng liền mới thua 2 thanh, tự sợ đến như vậy, cái này cái gì ma cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong hàng đầu cũng quá nước đi. Quả thực mất mặt. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ muốn, cái này mặc dù là mới 2 cục không sai, nhưng vấn đề là hắn cái này 2 cục tự thắng đối phương 3 ức. Hơn nữa còn là đô la. Đối phương chính là một cái tổng giám đốc, nhiều nhất cũng chính là làm công, không có bị sợ nước tiểu cũng đã rất tốt, nào còn dám tiếp tục. Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy mất mặt hình như chưa thấy qua tiền dáng dấp, ở phía sau hắn độc nhãn lão giả cùng với Trần Diệu Dương nếu không có chút nào hèn mọn, trái lại trong ánh mắt nhất thể hiện ra kính nể, vẻ sợ hãi. Đến bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch Trần Phi chạy Hà ra sòng bạc đến, là đến làm gì? Hắn cái này đổ thuật quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung, vẻn vẹn chỉ cùng đối phương đánh cuộc 2 thanh, tự thắng 3 ức không nói. Kinh khủng nhất vẫn là đem đối phương người bị quậy tinh thần đều hỏng mất, cũng không dám như vậy lại tiếp tục đổ xuống phía dưới. Quả thực dọa người. Thử nghĩ một chút, nếu Trần Phi loại này tên ra bọn hắn bây giờ Trần gia danh hạ ma cao kim quan sòng bạc. Chỉ nghĩ nhớ hắn các cũng cảm giác ra đầu tê dại, cực sợ, cột sống có hàn khí cọ 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 đi ra ngoài mạo. Trần tiên sinh, muốn là chúng ta lại tiếp tục như vậy thắng xuống phía dưới, khả năng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận sổ sách. Hơn nữa, sẽ phải kinh động đến Hà gia những người đó. Sau khi cây S.E.O. ta sợ, Trần Diệu Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được ở Trần Phi bên cạnh nhỏ giọng nói. Sẽ không dễ dàng như vậy nhận sổ sách. Trần Phi nghe vậy nhạt cười cười, không nói chuyện. Trần tiên sinh ngươi là muốn huyên náo càng lớn càng tốt sao? Độc nhãn lão giả nhàn nhạt quét Trần Diệu Dương liếc mắt, theo mở miệng nói. Huyên náo càng lớn càng tốt. Trần Diệu Dương nghe vậy nhìn không được chợt sửng sốt. Huyên náo càng lớn càng tốt. Trần Phi nghe vậy nhìn không được híp mắt cười nói lão tiên sinh ngươi lời này đã có thể nói không đúng, ta vậy làm sao có thể gọi nháo sự ni. Đại lộ hướng lên trời đi, đại môn đi vào trong tiến, hắn nơi này nếu là sòng bạc, chẳng lẽ còn không cho phép khách nhân tiến đổ tới sao? Thật muốn là như vậy, cái này phá địa phương mở ra làm gì? Thế nhưng Hà gia. Trần Diệu Dương phản xạ có điều kiện trần chờ. Dù sao đây chính là Hà gia. Gia sao nhà A, bất quá Hà gia lại coi là cái gì? Trần Phi cười nhạt nói. Trần Diệu Dương nghe vậy lúc này mới mạnh cả người một cái giật mình, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu nhô ra. Cho đến lúc này hắn mới phản ứng được, phải biết rằng Trần Phi thế nhưng liên mã gia lão quái vật đều rất treo ngược lên có biến thái, vì vậy mặc dù là Hà gia, lại có thể làm sao? Hơn nữa nhìn ý tứ này, tựa hồ hắn Trần Phi đánh từ vừa mới bắt đầu tự dự định đem sòng bạc phía sau Hà gia dắt kéo vào. Này, Lục gia sao? Là ta, Kha Hướng Đông, sòng bạc bên này xảy ra chuyện lớn. Ngân Hà Cửu Thiên đỉnh cấp VIP nhà một gian ngoại, tổng giám đốc đang cùng một vị tên là Lục gia người gọi điện thoại. Hắn lúc đầu bởi vì vừa rồi hai thanh thua trận 3 ức đô la chuyện tình hoảng loạn, khẩn trương không ngớt, mà khi hắn bấm Lục gia điện thoại, lại tâm tình ổn định không ít. Đặc biệt khi hắn đang nghe được bên đầu điện thoại kia thanh âm trầm ổn, cũng không có trách cứ hắn, chỉ là nhượng hắn từ từ nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra sau, điều này làm cho trong lòng của hắn mạnh tùng một cái đại khí. Lục gia, tên đầy đủ Hà Lục gia, đến mức cụ thể tên thật là gì đã có rất ít người biết. Có người nói trước kia là Hà gia đời trước tối người kiệt xuất, phụ thân của hắn là hiện giữ Hà gia gia chủ đại ca, đơn giản là sau lại phụ thân hắn chết. Hắn tiểu thúc ngồi trên vị trí gia chủ, dẫn đến hắn từ từ nhạt ra Hà gia tầng quản lý lần, nhưng dù vậy, năng lực của hắn cùng uy vọng ở Hà gia nội bộ cũng không có bất cứ người nào sẽ đi nghi vấn.
Sau lại hắn từ từ tiếp thủ Hà gia ngoại vi tương đối kiếm tiền sinh ý, sản nghiệp, tự tỷ như cái này kiếm tiền lũy thừa số một ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc, mà Cao Lục đại sòng bạc một trong, hiện tại tự về hắn Hà Lục gia quản. Mà trước Trần Phi bọn họ xuất hiện lúc, kỳ thực Kha Hướng Đông cũng đã cho Hà Lục gia gọi điện thoại bẩm báo tình huống. Đương nhiên cũng còn là khi lấy được đối phương dưới sự cho phép, mới có mặt sau hắn Kha Hướng Đông một thân một mình chủ trì đúng đổ, có thể không nghĩ tới, Trần Phi cư nhiên như vậy mạnh, vừa lên đến tự hai thanh tự thắng ba người bọn hắn ức đô la. Điều này làm cho hắn chân thực không có can đảm tiếp tục nữa, chỉ có thể một lần nữa lại cho Hà Lục gia gọi điện thoại, kỳ vọng đối phương có thể tự mình xử lý chuyện này. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ dám như thế xin giúp đỡ đối phương, ngoại trừ đối phương hôm nay bảo bọc bọn họ cái này sòng bạc ở ngoài, cũng bởi vì kỳ thực hắn Kha Hướng Đông cùng đối phương quan hệ không giống bình thường. Hắn có cái muội muội, hôm nay miễn cưỡng cũng coi là Hà Lục gia đích tình người, cũng rất được kỳ sủng ái, liên đới thân phận của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngươi nói tựu hai thanh, các ngươi tựu thua ba ức. Đầu ngươi bị cửa chen lấn cư nhiên đổ lớn như vậy. Nhưng dù là Kha Hướng Đông trên đầu chỉ vào Hà Lục gia tiện nghi cậu cả thân phận, đối phương đang nghe bên này cư nhiên hai thanh thua ba ức, cũng vẫn là không nhịn được đem Kha Hướng Đông thối mắng một trận, sau đó sắc mặt ngưng trọng cẩn thận hỏi thăm các loại chi tiết, suy tính đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối phương đến tột cùng là ai? Hắn biết rõ đối phương nếu cầm cho ra lớn như vậy mức một khoản tiền, nhưng lại kiềm giữ Mỹ quốc vận thông ban bố cao cấp nhất bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, hiển nhiên vậy tuyệt đối không có khả năng không biết, Ma Cao Ngân Hà Cửu Thiên phía sau có thể là bọn hắn Ma Cao Hà gia. Có thể dù vậy, bây giờ đối với phương cũng vẫn như cũ hãy tìm tới cửa nháo sự. Chẳng lẽ là bọn họ Hà gia mấy cái thế lực đối nghịch gia tộc? Hà Lục gia bị chính hắn một đột nhiên nhô ra ý tưởng cho lại càng hoảng sợ. Không, cũng sẽ không, nếu những tên kia không cần thiết sòng bạc kia khai đao. Sớm đơn giản chỉ trực tiếp tìm tới cửa. Bất quá Hà Lục gia rất nhanh thì hủy bỏ chính hắn một không thiết thực ý tưởng. Bởi vì làm Ma Cao bản địa tối xu thế chợt long đầu thế lực, bọn họ Ma Cao Hà gia đã không phải là phổ thông thông đổ vương, thương nghiệp gia tộc đơn giản như vậy, mà là vượt qua người bình thường lý giải, nhận chi phạm chủ dị năng giả gia tộc. Vì dị năng giả gia tộc, phương Tây kỳ huyễn điện ảnh trong này có thể ngẫu điều khiển quang ám nước lửa phong thổ lôi phi nhân loại, từ bọn họ cấu thành cũng chấp trưởng dẫn đầu chính là dị năng giả gia tộc. Như vậy có thể có tư cách thành vì bọn họ Hà gia đối địch thế lực gia tộc hoặc thế lực, tự nhiên cũng không phải đèn hết dầu. Nếu thật là bọn họ động thủ, vậy tuyệt đối không có khả năng như vậy tam lưu chạy đi phía dưới chính là nhất người đổ tràng nháo sự. Đây quả thực quá không thực tế, điểm này hắn rất quả thực. Nếu loại bỏ điểm này hiềm nghi, Hà Lục gia khóe miệng nhìn không được buộc vòng quanh lau một cái trào phúng vậy cười nhạt. Nếu không là bọn hắn Hà gia đối địch dĩ năng giả gia tộc, cũng phỏng chừng không phải là nội địa này cổ vũ giả, còn lại dám đến bọn họ Hà gia bảo bọc bãi nháo sự, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Nói là không biết sống chết đều là nhẹ. Ngươi trước đem người ổn định đi, thuận tiện lại tìm người thử dò xét hắn hai thanh, đừng đổ lớn như vậy, quy định cái áp lợi thế hạn mức cao nhất. Ta hiện tại ngay tức khắc tự mình đi qua, ta cũng muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai lại dám ở ta Hà Lục gia thủ hạ chính là bãi nháo sự, muốn chết. Hanh, bên đầu điện thoại kia nặng nề hừ lạnh một tiếng, Hà Lục gia theo cúp điện thoại. Vâng, ta đã biết, Lục gia. Kha Hướng Đông sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục gia muốn đích thân đến, cái này cuối cùng cũng không hắn Kha Hướng Đông chuyện gì. Hắn hiện tại đương nhiên biết rõ, đối phương hoàn toàn là tiên nhân đánh nhau tới. Hắn cái này người phàm cũng không muốn tao ương. Bất quá theo hắn lại nghĩ lại nhớ tới Lục gia phân phó, nhượng hắn thử lại dò xét một chút. Hắn minh bạch đây là nhượng hắn thử lại dò xét một chút đối phương đến tột cùng chỉ là đổ kích thước mạnh như vậy, còn là chơi những thứ khác đều mạnh như vậy. Chợt hắn hướng về cách đó không xa VIP thính phía ngoài nhân viên công tác tuyển nhận nói đến, đi đem ba tử gọi tới cho ta một chút. Ba tử, lại danh Đao Ba Cường. Là bọn hắn Ngân Hà Cửu Thiên bản thân bồi dưỡng lên đánh bạc cao thủ, am hiểu nhất chơi biển hiệu, tại thế giới trong phạm vi đều rất nổi danh. Lần trước thiếu chút nữa bị liệt vào thế giới đổ vương đệ thập người, chỉ bất quá sau lại bị một cái người mễ chen rất thứ tự. Nhưng dù vậy, hắn chơi biển hiệu kỹ thuật còn là không thể nghi ngờ. Tại bọn hắn Ngân Hà Cửu Thiên, thậm chí toàn bộ Ma Cao đều được cho cao cấp nhất. Trước chơi xúc sắc là dựa vào kỹ thuật,
nghe thanh minh vị, nhưng bây giờ chơi biển hiệu là dựa vào tâm lý. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, tâm lý năng lực chịu đựng có thể đủ đạt tới trình độ nào, có thể cùng ba tử so với sao. Ha ha! Sách bên kia hình như ăn hỏng cái bụng, thân thể khó chịu, khách nhân, nếu không ngươi xem chúng ta vui đùa một chút những thứ khác đi. Bài Tú Lơ Khơ thế nào? Kha Hướng Đông lại một lần nữa về tới VIP bên trong gian phòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đang khi nói chuyện, một vị nam tử đầu chọc đi đến, hắn vóc người thoạt nhìn thập phần cường tráng, trên ót còn có một khối bát đại sẹo, lại hợp với cặp kia vừa nhìn để người nghĩ người này hơn phân nửa tính cách cực kỳ âm hiểm hẹp dài đôi mắt, khóe miệng vẫn duy trì kiệt ngạo cùng cười nhạt. Rất có tồn tại cảm, thập phần bắt mắt. Kha tổng ngươi kêu ta. Nam tử đầu chọc vừa tiến đến liền hướng phía Kha Hướng Đông cung kính nói. Chỉ là hắn ở chào hỏi thời gian, khóe mắt dư quang cũng ở len lén đánh giá Trần Phi, cùng với Trần Phi trước mặt đống chồng chất thành tiểu sơn lợi thế, không khỏi lưu ta môi một cái, theo ánh mắt hiện ra ngưng trọng, vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn lúc này cũng cùng trước ma thuật tay rách mới tới lúc vậy, minh bạch là có số lớn khách đến bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên Hào ném thiên kim. Chỉ là không biết. Rốt cuộc là số lớn khách còn là đại dê béo ni. Ha ha, nam tử đầu chọc khóe miệng lộ ra làm trò ngược vậy mỉm cười. Đổi những thứ khác chơi. Vì sao, ta đây không phải là đùa thật tốt sao? Ngay tại lúc đây là Trần Phi chợt vừa cười vừa nói, nhìn chằm chằm Kha Hướng Đông ánh mắt tự tiếu phi tiếu. Kha Hướng Đông nghe vậy sửng sốt, có chút lúng túng mở miệng nói đây không phải là rách hình như ăn hỏng cái bụng, thân thể có chút khó chịu. Hơn nữa cái này bài Tú Lơ Khơ vậy cũng có thể so với chơi xúc sắc, đồ kích thước rất tốt chơi, đáng sợ hơn có giải trí tính một ít. Hắn đương nhiên không có khả năng nói là bọn hắn thật sợ, không dám lại cùng Trần Phi chơi cái gì xúc sắc, cho nên mới đề nghị đổi bài Tú Lơ Khơ. Lung tung giải thích, mà nam tử đầu chọc thấy tình cảnh này, cũng ngay tức khắc khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười tàn nhẫn, làm bộ một bộ tùy ý dáng dấp giễu cợt nói tiên sinh. Nhìn ngươi ngày hôm nay đều tại ta các bên này thắng nhiều tiền như vậy, cũng nên cho chút mặt mũi tùy tiện nhổ ra một ít đi. Còn là nói ngươi sợ, không dám theo ta chơi bài. Mặt mũi, Trần Phi nghe vậy cười nhạt hướng phía nam tử đầu chọc cái hướng kia. Lướt qua, khóe miệng vi câu, bỗng nhiên nói mặt mũi. Ta thế nào cảm giác nghe kỳ quái như thế, ngươi coi là vật gì vậy? Dựa vào cái gì muốn ta Trần Phi cho ngươi mặt mũi? Ngươi! Nam tử đầu chọc ba tử nguyên bản tàn nhẫn nụ cười thần sắc thoáng cái tựu cứng lại rồi, có chút anh tuấn thân thể cường tráng khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế chăng cho hắn mặt mũi, trước mắt bao người như vậy chào phúng hắn, giọng nói như vậy chẳng đáng, điều này làm hắn từ linh hồn ở chỗ sâu trong cảm giác mình bị vũ nhục. Thế nhưng, hắn lại ngươi, nửa ngày lăng là không dám toát ra phản bác, phạm vi nhìn phía Trần Phi ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải ngu ngốc, minh bạch thân phận của mình bất quá là Ngân Hà Cửu Thiên bồi dưỡng lên dân cờ bạc mà thôi, còn đối với Phương, tắc rất có thể là lai lịch gì kinh người đại nhân vật. Bằng không làm sao dám đến bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên nháo sự, làm sao dám đến bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đổ lớn. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn kìm lòng không đậu tuôn ra lòng kính sợ, nhất thời trầm mặc không nói. Tiên sinh, ta thừa nhận ngươi chơi xúc sắc quả thực lợi hại. Tự ngay cả chúng ta sòng bạc nội rách đều không thắng được ngươi. Thế nhưng, ngươi bây giờ đều đã thắng chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên 3 ức đô la, ngươi xem. Kha Hướng Đông sắc mặt khổ sở mở miệng nói. Có thể theo hắn lại bị Trần Phi không nhìn được cắt đứt 3 ức đô la, ngươi có thể hay không trước lấy tiền ra lại nói chuyện này mà. Lớn như vậy cái sòng bạc, chính là vài ức đô la cũng không có. Nguyên lai đến bây giờ đối phương cũng còn không đem lợi thế hoặc là tiền cho hắn lấy tới. Khách nhân xin lỗi, là chúng ta không ra, lợi thế ta ngay tức khắc gọi người đưa ra. Kha Hướng Đông sắc mặt khó coi mở miệng nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lúc này mới hơi không nhìn được gật đầu, nói người muốn ta và các người bài Tú Lơ Khơ cũng được, bất quá có thể hay không đừng đùa cái hai ba đem bỏ chạy, nhiều không có ý nghĩa. Ta không có thể như vậy đến cùng các ngươi lãng phí thời gian đùa. Con mẹ nó ngươi đều thắng 3 ức, còn vãi lãng phí thời gian, vãi. Kha Hướng Đông nghe vậy nhìn không được ở trong lòng điên cuồng nghĩ tức giận mắng, nhưng biểu hiện ra nhưng vẫn là một bộ xin lỗi thần sắc nói khách nhân xin yên tâm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không. Mới vừa rồi là bởi vì rách ăn hỏng.
Kha Hướng Đông còn muốn lặp lại hắn câu kia quỷ đều không tin lời thừa, nhưng bị Trần Phi ánh mắt trào phúng bỗng nhiên đảo qua, trong nháy mắt dừng lại, ngượng ngùng cười cười, lại nói khách nhân chơi bài nói, người nghĩ chơi cái gì? 21 giờ. Trần Phi nhìn hắn liếc mắt, bỗng nhiên nghiêm trang gần từng chữ một, ta muốn chơi, nổ kim hoa. Kim, hoa. Nổ, kim, hoa. Cái gì? Xòe ra đồ chơi. Nổ nổ kim hoa. Không chỉ là Kha Hướng Đông, nam tử đầu chọc ba tử choáng váng, ngay cả lúc này đứng ở Trần Phi trên người Trần Diệu Dương còn có Độc Nhãn lão giả đều ngẩn người, trong ánh mắt nhất tề tuôn ra một loại vẻ cổ quái. Nổ kim hoa, chạy đến Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong Ngân Hà Cửu Thiên đỉnh cấp VIP gian phòng, đến cùng thế giới cấp bậc đổ vương dân cờ bạc chơi nổ kim hoa. Cái này sóng quả thực có thể, để cho bọn họ ở đây tất cả mọi người bất ngờ. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Ngạch, cái kia khách nhân, nổ kim hoa hai người sợ rằng chơi không được. Kha Hướng Đông lau một trán hắc tuyến cộng thêm mồ hôi lạnh, nhịn không được đứng ra mở miệng nói rằng. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy, nhưng trong nháy mắt thay một bộ xem dáng dấp nhìn đối phương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nếu hai người chơi không được, vậy ngươi không biết nhiều gọi mấy người bắt đầu chơi. Lẽ nào các ngươi cái này phá sòng bạc, cũng chỉ có hắn một cái chơi biển hiệu. Trần Phi một câu nói này trực tiếp đem Kha Hướng Đông trận được á khẩu không trả lời được, đúng vậy, bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên làm Ma Cao cao cấp nhất lục đại sòng bạc một trong, làm sao có thể chỉ có một chơi biển hiệu. Khoa trương giờ nói, quả thực hoàn toàn vô số kể. Dĩ nhiên, xem hắn đang nghe Trần Phi trong giọng nói, lại còn nói bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên là phá sòng bạc thời gian, trong ánh mắt cũng còn là ngay tức khắc nhịn không được hiện ra lau một cái tức giận. Mẹ! Muốn là chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên đều coi là phá sòng bạc, phỏng chừng toàn bộ thế giới trong phạm vi, cũng không có mấy nhà chân chính chuyên nghiệp sòng bạc. Vãi, tiểu tử này quả thực quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên không coi vào đâu. Vừa vặn ngươi muốn chơi nổ kim hoa đúng không? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người đến chơi đúng không? Tốt lắm, ta xem một mình ngươi có thể đùa quá mấy cái. Lão tử nhìn ngươi đợi tại sao thua? Khách nhân! Ngươi xem năm cái người chơi có thể chứ? Một lát sau, Kha Hướng Đông tự mình dẫn ba người đã trở về đều là Đông Phương mặt da vàng, thoạt nhìn như là Philippines, người Hoa. Bọn họ sau khi đi vào trực tiếp an vị trên chiếu bạc vị trí, một đám trên mặt tất cả mang theo trào phúng, cười nhạt vẻ, thật giống như rất tự tin. Dù sao không có biện pháp a, nếu lấy bọn họ loại này thế giới cấp bậc chơi biển hiệu kỹ thuật. Bốn cái đánh một cái đều không thắng được. Vậy bọn họ thẳng thắn về nhà nuôi heo, đừng tới đây mất mặt. Vì vậy rất hiển nhiên, bọn họ ba người này cộng thêm chơi biển hiệu lợi hại nhất nam tử đầu chọc ba tử đều cho là mình bên này đã thắng, tuyệt không khả năng có ngoài ý muốn. Một đám thầm tương hỗ nháy mắt ra dấu, khóe miệng không chút kiêng kỵ trào phúng cười nhạt. Đợi mọi người an vị vị trí tốt, Kha Hướng Đông bỗng nhiên tự mình đi lên chia bài vị, cười tủm tỉm nói khách nhân. Ta tự mình đến xào bài, người ứng với cần sẽ không để tâm chứ. Tùy ý, Trần Phi nghe vậy căn bản không để ý. Thấy tình cảnh này Kha Hướng Đông nguyên bản sắc mặt trên đắc ý cấp tốc tiêu thất, thay một bộ mặt không biểu tình sau, nói khách nhân lần này chơi nhiều. 100 vạn lợi thế đặt cơ sở, thấp nhất một tay 50 vạn, tối cao một tay 10 triệu, ám đưa một cái 2, ám 2 cho 5, ám 3 cho 7, ám 4 cho 10, người thấy thế nào? Đi! Trần Phi nghe vậy như trước Phó Vân Đạm Phong khinh dáng dấp, làm cho nhìn ngứa răng. Đã như vậy, khách nhân kia ta mà bắt đầu chia bài. Kha Hướng Đông thở một hơi thật dài, hai tay linh xảo như hoa điệp vậy bắt đầu xào bài, toàn bộ quá trình quả thực cảnh đẹp ý vui, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lưu sướng đến cực điểm. Đồng thời khóe miệng của hắn còn mịt mờ vẽ bề ngoài có một tia cười lạnh, ánh mắt lấp lánh hàn mang. Rất hiển nhiên. Hắn Kha Hướng Đông có thể trộn đến đường đường Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong Ngân Hà Cửu Thiên tổng giám đốc vị trí, tự nhiên không thể nào là cái người ngu ngốc, mà là trên tay mặt chân chính có một ít kỹ thuật. Đây cũng là hắn tại sao muốn chủ động xin đi giết giặc, làm chia bài xào bài nguyên nhân. Một lát sau, năm phó ba bài tẩy bị phân phát đến rồi bao quát Trần Phi, ba tử chờ ba người trước mặt. Mỗi người bọn họ đều lấy ra 100 vạn lợi thế đặt cơ sở. Sau đó đến phiên cái kia Philippines người nói chuyện trước. Thanh thứ nhất biển hiệu A, ta còn là xem trước một chút đi. Philippines người miệng rất lớn, cười rộ lên cả người đều được đại mã hầu, dẫn đầu chuẩn bị cầm lấy biển hiệu nhìn một chút.
bởi vì hắn vừa rồi một mực quan sát Kha Hướng Đông động tác, phát hiện đối phương vừa lên đến thanh thứ nhất xào bài cũng không có làm cái gì tay chân, mà là rất bình thường lung tung xào bài. Vì vậy hắn cũng không trông cậy vào bản thân thanh thứ nhất có thể có cái gì làm, thẳng thắn cầm biển hiệu khởi đến xem, nhìn một cái bản thân hôm nay vận khí thế nào. Xem ra vận khí của ta không sai à, chỉ là Philippe người vừa tùy ý nhìn một chút ba bài tẩy biển hiệu sừng, tự nhất thời ánh mắt mịt mờ nhãn thần sáng ngời, ngay sau đó nhìn như tùy ý mở miệng, tiện tay ném ra một quả 100 vạn úc nguyên lợi thế, vứt xuống trên chiếu bạc, ánh mắt nhìn quét còn lại bốn người cười nói ta cho 100 vạn. Ta không muốn. Nam tử đầu chọc ba tử ngay hắn hạ thủ, nhìn biển hiệu cấp tốc vứt bỏ, không muốn. Ta cũng không cần. Tên còn lại cũng nói không muốn. Đến Philippe hạ thủ đệ tam nhà lúc, người nọ là một thoạt nhìn sắc mặt xanh đen người Đông Phương, khí chất rất lạnh, biểu tình cũng rất lạnh nhạt, bình tĩnh, theo chỉ thấy kỳ tiện tay nhặt lên ba bài tẩy nhìn một chút, sau đó lại ném ra hai cái 100 vạn lợi thế nói ta tăng giá, 200 vạn. Có ý tứ A, xem ra các ngươi đều có biển hiệu A. Rốt cục đến phiên Trần Phi, chỉ thấy hắn chà sát tay mỉm cười nói. Sau đó dĩ nhiên cầm lên hai cái 200 vạn úc nguyên lợi thế ném nhập chiếu bạc, cười hì hì nói đã như vậy, ta cho các ngươi phồng tăng giá, thế nào? Thấy tình cảnh này, trên chiếu bạc còn lại bốn người tất cả biến sắc, có không kiêng nể gì cả lộ ra giễu cợt, cũng có không hiểu chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lột bột một cái. Đại lục tử, muốn làm ta sợ sao? Xin lỗi, ta đây biển hiệu có thể bị ngươi sợ không đi xuống. Ta cùng, 10 triệu. Philippe người thấy thế nhếch miệng cười cười, tiện tay hào ném thiên kim ném nhập chiếu bạc 10 triệu úc nguyên lợi thế. Rất hiển nhiên, hắn lúc này rất tự tin, đã biết tay biển hiệu là tuyệt đối không có khả năng thua. Bởi vì hắn thế nhưng cùng hoa, BQKA, gần với bom lớn nhất cùng hoa. Phải biết rằng cùng hoa là cái gì khái niệm ni, ở nổ kim hoa quy tắc trong, ba chương đếm vậy bom mặt bài không thể nghi ngờ là lớn nhất, sau đó lần lượt là cùng hoa thuận tử, cùng hoa. Thuận tử, văn thơ đối ngẫu, tán biển hiệu. Vì vậy BQKA không thể nghi ngờ là lớn nhất cùng hoa, cũng là lớn nhất cùng hoa thuận. Mà loại này biển hiệu, dưới tình huống bình thường hơn mấy trăm, ngàn đêm cũng không quá quan tâm khả năng xuất hiện một lần. Vì vậy Philippe người đương nhiên đối với mình biển hiệu rất tự tin, căn bản không tin Trần Phi biển hiệu có thể so với hắn đại. Dù sao Trần Phi lúc này mặt bài thế nhưng ám biển hiệu. Cái gọi là ám biển hiệu. Đó là cũng còn không thấy, căn bản không biết mình con bài chưa lật là cái gì. Ta cùng, ra kia xanh đen người Đông Phương nhạt cười cười, nhãn thần tùy theo cùng Philippe người làm ngắn đổ vào, cũng theo một thanh. 10 triệu úc nguyên. Phải biết rằng ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, bọn họ bốn người khác có thể là hoàn toàn một phe, vì vậy hắn đương nhiên có thể cùng, bởi vì. Này chính là cái gọi là mang kiệu hoa, mọi người mang một cái. Cũng đồng thời khiến Trần Phi mặc dù là nhìn biển hiệu, cũng không có cách nào khiêu Philippe người hoặc là bài của mình. Bởi vì ở 5 người nổ kim hoa trong có như vậy một cái quy định, đó chính là làm mặt bàn có 3 người đã ngoài cân bài lúc, phía trước 3 vòng là không có cách nào khiêu biển hiệu. Hơn nữa chỉ cần trên bàn mặt bài minh ám có biến hóa, một vòng hai vòng sẽ toàn bộ về số 0, một lần nữa đếm hết bắt đầu. Thay lời khác mà nói. Cũng chính là mặc dù Trần Phi hiện tại cầm lấy biển hiệu đến xem, lại cho là mình biển hiệu đại, muốn cùng biển hiệu nói, nhất định phải đợi lát nữa 3 vòng, bản thân cho ra tam luân 10 triệu lợi thế sau, mới có thể mở một nhà biển hiệu. Nếu thắng, còn cần cho, nữa 10 triệu khiêu còn lại một người biển hiệu. Như vậy tính được nói cách khác Trần Phi chỉ ít cần muốn xuất ra 5.500 vạn, mới có thể đem hiện ở trên bàn sở hữu biển hiệu mở hết. Nếu là của hắn biển hiệu không đủ lớn, vậy hắn cái chuôi này vậy ít nhất phải thua 5.500 vạn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật nguyện ý cùng. Tiếp tục, thế mà, Trần Phi lại cư nhiên căn bản không có cầm lấy biển hiệu đến xem, tiện tay lại ném ra 400 vạn lợi thế. Hắn tiếp tục ám biển hiệu. Ta cũng tiếp tục, Philippe người khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, không chút kiêng kỵ ném ra 10 triệu úc nguyên lợi thế. Phải biết rằng trên tay hắn thế nhưng lớn nhất cùng hoa. Lớn nhất cùng hoa thuận BQKA, làm sao có thể biết sợ. Cùng, ra kia ngăm đen người Đông Phương đồng dạng tiếp tục cùng, bởi vì hắn cũng chỉ là một tâng bốc, không sợ thua. Có thể thấy tình cảnh này, lão cũng sớm đã đem biển hiệu vứt rơi nam tử đầu chọc ba tử, lại không hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an. Theo lý thuyết,
đều là ngân hà cửu thiên thế giới cấp bài poker tay, hắn tức tự tin so với kia Philippines người còn có sắc mặt ngăm đen người Đông Phương đều cường, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng nghi vấn đối phương hai người năng lực. Tuy nói chơi biển hiệu chính là chơi cái tâm lý, nhưng vấn đề là Philippines người vừa nhìn tự biển hiệu đại, hơn nữa sợ rằng còn là thật rất lớn cái loại này. Trên tay có biển hiệu, hắn tự nhiên không có lý do gì lo lắng. Trở lại. Cùng, 10 triệu. Ta cũng cùng. Nhưng ngay khi hắn miễn cưỡng khu trừ nội tâm bất an sau, trên chiếu bạc, Trần Phi, Philippines người, sắc mặt ngăm đen người Đông Phương cư nhiên cũng đã cấp tốc qua hai đợt. Trần Phi vẫn ở chỗ cũ ám biển hiệu, đối phương hai người vẫn ở chỗ cũ cùng, một màn này nhất thời làm hắn còn có một vị khác biển hiệu tay nghĩ có cái gì không đúng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một vị khác biển hiệu tay nhìn không được cho biển hiệu trên bàn hai người đệ đi ánh mắt. Bởi vì hắn tuy rằng cũng không biết Philippines người còn có vị kia sắc mặt ngăm đen người Đông Phương trên tay biển hiệu là cái gì, nhưng nếu như bọn họ cái chuôi này nếu bị thua, vậy bọn họ hiện tại chỉ ít cũng đã thua hơn 6.000 vạn, thậm chí nếu tiếp tục cân bài, mở biển hiệu nói, còn có thể thua càng nhiều. Ta tiếp tục cùng, Trần Phi vừa tối một tay biển hiệu, khóe miệng mịt mờ lộ ra trào phúng vậy cười nhạt. Nói đùa, bọn người kia thật cho là hắn Trần Phi là tới thua tiền. Chớ suy nghĩ quá nhiều có được hay không, phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng mở ra ngoại treo, mở ra gian dối ở chơi với bọn hắn, nếu hắn cái này còn thua, vậy dứt khoát hãy tìm khối đậu hũ bản thân đụng chết, tiết kiệm mất mặt. Ta tiếp tục cùng. Philippines người lúc này sắc mặt đã mất đi cái loại này cho là mình ổn thắng dáng tươi cười, thay vào đó ánh mắt ngưng trọng, cùng với mặt không biểu tình. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên cũng không cho là một cái có thể đem hơn 10 triệu Úc Nguyên trở thành là mấy khối tiền đến áp chúng người, sẽ là một cái tên đầu heo. Nhưng vấn đề là phải biết rằng trên tay hắn thế nhưng BQKA cùng Hoa Thuật, thiên đại biển hiệu, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì cho là mình thất bại, vì vậy không có khả năng vứt biển hiệu, khẳng định phải cùng xuống phía dưới. Ta vứt biển hiệu, mà ra kia xanh đen người Đông Phương thấy thế trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải tuyển trạch vứt biển hiệu. Bởi vì trên thực tế hắn mặt bài cũng không lớn, chỉ là cái rất nhỏ văn thơ đối ngẫu, có thể hắn hiện tại cũng đã đối với cái phúc biển hiệu hất ra hơn 3.000 vạn, nếu thắng hoàn hảo, chỉ khi nào nếu bị thua. Làm một danh ưu tú bài poker chơi tay, nhất định phải tuyệt đối nếu có thể đủ khống chế được tâm tình của mình, lãnh tĩnh phân tích, kiên quyết chấp hành. Tuyệt đối không có khả năng bị xung động choáng váng đầu óc. Hiển nhiên hắn lúc này đã cho là mình không có khả năng lại tiếp tục cùng đi xuống. Tự ngay tức khắc không chút do dự bước ra trở lui. Mặc dù hắn đã tổn thất hơn 3.000 vạn, mặc dù cái này một đêm bọn họ rất có thể sẽ thắng. Ta lại ám. Trần Phi thấy thế khóe miệng lộ ra cười nhạt, lại muốn tiếp tục ám biển hiệu, có thể Philippines người chợt tuét miệng cười nói ngươi còn phải tiếp tục ám biển hiệu sao? Có thể là như thế này tự chân thực không tốt lắm chơi, nếu không ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ta đây biển hiệu thật lớn, ngươi xem trước một chút biển hiệu. Lời vừa nói ra, đứng ở Trần Phi sau lưng Trần Diệu Dương nhịn không được trên mặt lộ ra cổ quái, vẻ kinh ngạc. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, nếu Philippines người thực sự là mặt bài rất lớn, tại sao muốn nhắc nhở Trần Phi, muốn cho hắn xem biển hiệu, như vậy tiếp tục nhượng Trần Phi cho hắn đưa tiền không phải là tốt vô cùng sao? Lẽ nào như vậy đưa tiền hắn cũng không dám muốn. Thật là lợi hại thanh niên nhân, mà độc nhãn lão giả. Tắc nhịn không được ở trong lòng vui lòng phục tùng cảm thán nói. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn còn có niên kỷ, đương nhiên trải qua những mưa gió so với người bình thường ăn uống nước còn nhiều hơn, tự nhiên nhìn ra bây giờ là Trần Phi thật đem đối phương đánh sợ. Hắn đã sớm chú ý tới đối phương mấy cái biển hiệu tay lén trong lúc đó ánh mắt mờ ám. Vào lúc đó hậu hắn cũng đã khẳng định Philippines người trên tay biển hiệu tuyệt đối không nhỏ, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên Trần Phi làm sợ, ai? Đây quả thực. Hắn nhịn không được lắc đầu, trên mặt cảm thán thần sắc càng đậm úc mấy phần. Bởi vì hắn có dũng khí cảm giác, đối phương nhất định phải thua. Vô luận đối phương lúc này trong tay nắm có lớn bực nào biển hiệu, chỉ cần không phải 3A. Vậy hắn tuyệt đối cũng đã nhất định phải thua. Ngươi nói ngươi biển hiệu đại thế nào còn nói với ta A, gạt ta đi. Thật coi ta khờ A, ta tiếp tục ám biển hiệu. Nhưng Trần Phi nghe vậy chợt nở nụ cười, như là phát hiện cái gì bí mật nhỏ vậy hăng hái bừng bừng. Bộ dáng kia thật giống như thật cho rằng đối phương chân thực hù hắn,
vì vậy không chút do dự lại tiếp tục tối sầm một tay. Ngươi, chỉ là nghe vậy không chỉ là Kha Hướng Đông, nam tử đầu chọc ba tử đám người sắc mặt thay đổi, ngay cả Philip Anh người cũng bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một cái lộp bộp, trên trán mồ hôi lạnh mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn rơi xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Tựa hồ cho tới giờ khắc này hắn rốt cục có chút kịp phản ứng, bởi vì đối phương cái này làm trò diễn quá giả, hắn liếc mắt là có thể xem thấu, nhưng này lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương lại hoàn toàn cho là mình nắm chặt phần thắng, bằng không, hắn không có khả năng như thế diễn, cũng không có khả năng tối như vậy biển hiệu. Sau đó, đó là một trận kéo dài hơn 10 giây trầm mặc. Philip Anh nhân thủ trong nắm khăn lụa đều bị mồ hôi làm ướt, tí tách, tí tách. Kha Hướng Đông sắc mặt thay đổi. Nam tử đầu chọc ba tử sắc mặt cũng thay đổi. Da kia ngăm đen người Đông Phương cùng với một vị khác biển hiệu tay sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một màn này ý vị như thế nào. Ý nghĩa Philip Anh người cho là mình có thể sẽ thua. 10 triệu, ta khiêu ngươi biển hiệu. Đúng lúc này, Philip Anh người môi run run nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi âm điệu lại có vẻ có chút khàn giọng. Tiếng nói vừa dứt. Hắn đem bài của mình lật ra, QKA. Cùng hoa thuận bích QKA. Thế nhưng loại này biển hiệu hắn lại cư nhiên khiêu người, nhưng lại là khiêu Trần Phi một bộ ám biển hiệu. Zaro con mẹ nó ngươi làm cái gì? Loại này biển hiệu ngươi khiêu người. Kha Hướng Đông thấy thế trực tiếp có chút tạc mao, nhịn không được sắc mặt âm trầm nhảy ra ngôn ngũ lạnh nhạt chất vấn. Phải biết rằng hắn vừa rồi chủ trì chơi xúc sắc, đổ kích thước đánh cuộc. Để cho bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đủ thua 3 ức. Hơn nữa còn là đô la. Hiện tại thật vất vả có hy vọng có thể thắng trở về một chút. Có thể Philip Anh Heo Zaro dĩ nhiên khiêu người. Cầm loại này lớn nhất cùng hoa thuận Big QKA dĩ nhiên khiêu người. Cái này mẹ, vãi. Hắn tức giận đến cả người run. Cảm giác cái ót đều nhanh mạo khói xanh. Con mẹ nó người có đúng hay không óc bị cửa chen lấn. Bị lừa đá, mã lạc qua. Wow. Lớn như vậy biển hiệu ngươi cư nhiên khiêu ta, thanh minh trước ta có thể với ngươi không phải là một phe. Gì, vân vân chờ đã, cái này cái gì, bom 3 năm. Qua ha ha ha, ta thắng. Xem ra lão thiên gia thật đúng là quan tâm ta, ha ha ha. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi chợt sốc lên biển hiệu cười như điên. Chỉ thấy hắn chở mình đi ra ngoài ba bài tẩy, rõ ràng là 3 năm. Bom 3 năm, đương nhiên hành động quả thật có chút tốn. Quá giả, ha ha. Đối với hắn mà nói, bởi vì hắn trong cơ thể linh khí kỳ dị, vì vậy bất luận cái gì đánh cuộc với hắn mà nói đều giống như là mở ra đẳng cấp cao nhất gian dối, cái gì thấu thị xem biển hiệu đều là tiểu nhi khoa. Cách không đổi biển hiệu mới là tinh túy. Người Big QKA rất nghiêu ép, tốt lắm, ta 3 năm bom tổng được chưa? Vừa vặn cũng chỉ lớn hơn ngươi một điểm, thỏa thỏa. Có thể hắn mặc dù lúc này cười đến như thế vui, cười như vậy đồ ăn con gà, có thể vấn đề mọi người tại đây trên mặt cũng hoàn toàn không có bất kỳ khinh bỉ nào, bất luận cái gì chẳng đáng chào phúng. Trái lại Trần Diệu Dương, độc nhãn lão giả trong ánh mắt, đã không biết khi nào nhiều hơn một tia cây ết yêu ta sợ, cùng với thật sâu kính nể. Đến mức Philip Anh người Zaro, cùng với nam tử đầu chọc ba tử chờ biển hiệu tay, lúc này đều không sai biệt lắm hoàn toàn sắc mặt trắng bệch lên, thân thể run. Bởi vì bọn họ lúc này đã hoàn toàn ý thức được, bọn họ ngày hôm nay gặp phải cao thủ, và lại còn là cái loại này cao cấp nhất, kinh khủng nhất siêu cấp cao thủ. Nếu không vừa lên đến chính là 3 năm bom áp Big QKA cùng Hoa Thuật, thật cho là bọn họ nhược trí. Nhất niệm đến nước này, bốn người bọn họ đã đầu đầy mồ hôi. Mà Kha Hướng Đông còn lại là vẻ mặt dại ra. Bởi vì, hắn đạp mã lại thua rồi, và lại là sắp tới một cái ức. Đi mẹ ngươi cái đi dây kẹo que a còng. Giờ này khắc này, nam tử đầu chọc ba tử cùng với Philip Anh người Zaro chờ đều cứng rắn sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng ngày hôm nay đây chỉ là cái vô cùng đơn giản tồi, bốn người bọn họ cùng đối phương một người chơi biển hiệu, quả thực hoàn toàn tại khi dễ người, không có khả năng thua. Có thể bọn hắn bây giờ lại ngạc nhiên kinh khủng phát hiện, sự thực tựa hồ đã xa xa vượt quá bọn họ sở liệu. So với trong tưởng tượng nghiêm trọng vô số lần. Phải biết rằng bốn người bọn họ bất kỳ người nào đơn độc lấy ra nữa nói, đều tuyệt đối là ma cao đứng đầu nhất bài poker tay, nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên bị chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người thu thập, và lại kinh khủng nhất còn là, bọn họ liên mình tại sao thua cũng không biết.
bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nhìn ra, Trần Phi đến tột cùng là làm sao ra tay chân, làm sao đem bài của mình đổi thành 3 năm bom, lại cho Philippines người Zaro đổi đi Big QKA cùng Hoa Thuận. Phải biết rằng, đây chính là tại bọn hắn Ngân Hà Cửu Thiên mình VIP sòng bạc, nhưng vẫn là. Mấy người bọn hắn nghĩ đến đây lại nhìn không được ra đầu phiền phức, đầu đầy mồ hôi. Kha Tổng, người nọ là cao thủ, hơn nữa còn là rất kinh khủng cái loại này. Chúng ta không thắng được. Nam tử đầu chọc ba tử nhìn không được đứng dậy làm bộ đi buồng vệ sinh, hướng về cổ áo đúng giảng thiết bị thấp giọng nói. Ở vào chia bài vị Kha Hướng Đông nghe vậy thân thể run rẩy, sau đó trên mặt hiện ra rất nụ cười miễn cưỡng, nói xin lỗi xem ra ta còn là không thích hợp chia bài công việc này, người tới thay thế ta một chút đi. Xin lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Hắn đầu tiên là hướng chờ ở một bên, lúc này đã run run chia bài mở miệng, sau đó lại một lần nữa cáo từ, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đổ điểm nhỏ, ổn định hắn, nhượng hắn thắng. Ly khai VIP gian phòng sau, khóe miệng hắn khổ sở mở miệng nói. Đổ điểm nhỏ, nhượng hắn thắng. Nhượng hắn đường đường Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc nói ra những lời này đến, quả thật có chút châm chọc, cũng quả thực chứng minh hắn là thật chịu phục. Cái này Trần Phi quả thực chính là một cái thay đổi tai. Không được, ta phải cho. Nữ Lục Gia gọi điện thoại. Đối mặt Trần Phi loại này siêu cấp đổ chính là thần cấp thay đổi tai, Kha Hướng Đông là thật ăn xong, sắc mặt huyết sắc đều nhanh thốn được không còn một mảnh, nhịn không được lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Lục Gia. Dù sao Lục Gia mới là bọn hắn Ngân Hà Cửu Thiên phía sau núi dựa lớn, cũng là Ma Cao Hà Gia đối ngoại duy nhất người phát ngôn. Không có một trong. Tại đây Ma Cao, thậm chí cả Úc lưỡng địa, ai dám không để cho Ma Cao Hà ra mặt mũi. Trên thực tế, nếu không đối phương vừa lên đến liền lấy ra một cái ức đô la, còn như vậy tùy ý lấy ra Mỹ quốc vận thông cao cấp nhất bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, hắn đã sớm hất bàn tử dở mặt, trở mặt. Nhưng bây giờ hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì hắn không dám, cũng bởi vì hắn biết rõ không phải là Mạnh Long bất quá sông đạo lý này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao hắn Kha Hướng Đông nhiều nhất chính là cái khôi lỗi, chính là cái người làm công, xa không giống Lục Gia như vậy ở Ma Cao Hà Gia trong đều chính mình năng lượng thật lớn chấm đất vị, vì vậy mà hắn cần cố kỵ đích thực rất nhiều. Hắn cũng không muốn lung tung muốn chết. Này, Lục Gia sao? Là ta, Tiểu Kha, Kha Hướng Đông. Hắn lại một lần nữa bấm Lục Gia điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Hà Lục Gia đang ở tới rồi Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc trên đường, gặp Kha Hướng Đông cư nhiên lại cùng hắn gọi điện thoại tới, nhất thời nhìn không được nhướng mày, ánh mắt lóe lên, nhận điện thoại chậm rãi nói chuyện gì xảy ra. Không phải là gọi người trước ổn định những người đó sao, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề? Lục Gia, ta vừa rồi tìm tới sòng bạc nội bốn vị lợi hại nhất biển hiệu tay, thử dò xét hắn một chút, kết quả, bọn họ chỉ dùng một thanh. Tự lại thua rồi sắp tới một ước Ma Cao tiền. Kha Hướng Đông không dám nói chuyện lớn tiếng, nhỏ giọng nói. Chỉ dùng một thanh, tự lại thua rồi sắp tới một ước Ma Cao tiền. Hà Lục Gia nghe vậy chân mày chợt một hiên, trong lòng nhất thời giật mình lên, cũng ở đây trong sát na đưa tới chân chính coi trọng. Hắn bây giờ không phải là đau lòng vấn đề tiền, mà là đối với phương thắng tiền thắng được quá kỳ quái. Quá ngoại hạng. Phải biết rằng Ngân Hà Cửu Thiên này lợi hại biển hiệu tay hắn thế nhưng có hiểu một chút, mặc dù là tại thế giới trong phạm vi, đều chính mình rất mạnh thực lực cùng với rất lớn nổi tiếng. Nhưng bây giờ, bốn cái thử dò xét một cái cư nhiên đều lại thua rồi. Điều này làm cho ánh mắt của hắn trong không khỏi hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, thật là bọn hắn phải không? Trước đêm người ổn định đi, ta bên này đại khái còn có 10 phút đến. Hà Lục Gia trầm ngâm chỉ chốc lát. Chậm rãi nói, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hà Lục Gia hướng về hàng tài xế ra lệnh nhanh hơn tốc độ, ta muốn ở trong vòng 10 phút chạy tới Ngân Hà Cửu Thiên. Cũng may là hắn vừa rồi địa phương sở tại, cự ly Ngân Hà Cửu Thiên không xa, vì vậy hiện tại, nếu là siêu tốc nói, 10 phút rất dễ là có thể chạy tới. Vâng, Lục Gia, hắn tài xế nghe vậy dưới chân đạp mạnh cần ga, tốc độ xe tăng vọt lên. Hô! Bên kia, Kha Hướng Đông nghe được Lục Gia nói trong vòng 10 phút là có thể chạy tới, cuối cùng cũng hình như bắt được người cứu mạng Lục Bình vậy thở dài nhẹ nhõm, tim đập tốc độ bình thường mấy phần. Hắn không phải người ngu, tương phản hắn còn cực kỳ thông minh, vì vậy đi qua trước mở điện nói,
hắn lúc này đã đại khái đoán được Lục Gia thái độ. Đó chính là hình như ngay cả Lục Gia, đều tựa hồ cho rằng đối phương là tới đầu rất tốt đại nhân vật, nếu hắn không là vừa rồi giọng nói không có khả năng như vậy ngưng trọng. Cũng không có khả năng nói trong vòng 10 phút đến. Phải biết rằng hắn Lục Gia thân phận gì. Đây chính là Ma Cao Hà Gia đối ngoại duy nhất người phát ngôn. Phóng nhãn toàn bộ Ma Cao, thân phận địa vị có thể cùng hắn cùng so sánh, sợ rằng đều không mấy cái. Vì vậy nếu là tầm thường nhân vật, người thường, lại làm sao có thể sẽ làm hắn thái độ như thế ngưng trọng, khẩn trương đến trong vòng 10 phút muốn đích thân tới rồi. Nghĩ đến đây, hắn Kha Hướng Đông thẳng thắn liên lại đi vào VIP gian phòng tâm tư cũng bị mất, trực tiếp đi xuống lầu bãi đỗ xe chờ, chờ Lục Gia bên kia tự mình đến. Lúc này đèn rực rỡ lóng lánh, Ma Cao đường phố đã qua thông nhau thời gian tốt nhất, màu đen lao tư ở rộng mở lối đi bộ chạy vội, cũng liền mấy phút, cũng đã lái đến Ngân Hà Cửu Thiên bãi đỗ xe. Mà ở nhìn thấy chiếc xe này đến, Kha Hướng Đông ngay tức khắc cung kính đi ra phía trước sau khi mở ra bài cửa xe, khom người nói Lục Gia, người đã đến rồi. Ừ, một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên trong xe truyền ra, theo thì có một vị ăn mặc áo che gió màu đen được trung niên nhân từ bên trong xe đi ra, hai mắt lấp lánh hữu thần, khí vũ hiên ngang. Cả người thoạt nhìn khí chất phi phàm, phảng phất không tự chủ có thể để cho người cảm thụ được một uy nghiêm. Đây là một cái rất có tồn tại cảm nam nhân, mà hắn, tự nhiên cũng chính là Kha Hướng Đông trong miệng Lục Gia, Hà Lục Gia. Người đâu, ở đâu? Hắn vừa xuống xe tiện huề suy nghĩ con ngươi lạnh lùng nói. Cho dù ai đều có thể đủ nghe ra kỳ trong giọng nói bất mãn, cùng với oán giận, tổng kết lại chính là bốn chữ trong cơn giận dữ. Hắn vừa nộ Kha Hướng Đông cái tiện nghi này cậu cả không có chí tiến thủ, điểm ấy chuyện nhỏ đều xử lý không tốt, cho hắn thọc lớn như vậy một cái sọt, đến bây giờ, cư nhiên đều đã thua hơn 3 tỷ đô la. Cũng nộ đối phương không biết đến tột cùng người nào, lại dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, dám chạy tới bọn họ Hà Gia bảo bọc sòng bạc Ngân Hà Cửu Thiên nháo sự, đây quả thực buồn cười, tự tìm tử lộ. 6. Lục Gia, bọn họ ở phía trên ni, tầng chót nhất VIP gian phòng. Vừa nghe đến Lục Gia rõ ràng bao vây lấy tức giận lạnh giọng, Kha Hướng Đông nhất thời giúp cái cổ nơm nớp lo sợ nói. Tầng chót nhất VIP gian phòng. Hà Lục Gia nghe vậy uy nghiêm hai tròng mắt xẹt qua một tia màu sắc trang nhã, vung tay lên, hừ lạnh nói hanh. Đi, đi tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền dẫn người hướng về đi thông sòng bạc tầng chót nhất hướng thang lầu đi đến. Phanh. Cửa thang máy mở, Hà Lục Gia dẫn người đại mã kim đao đi vào. Sau đó hắn hoặc như là bỗng nhiên vang lên cái gì, nhịn không được hỏi, đối phương người nào. Có hỏi rõ đến tột cùng là lai lịch gì thân phận sao? Cái này, Kha Hướng Đông nghe vậy sửng sốt, sau đó thấp giọng nói Lục Gia, ta cũng không biết đối phương lai lịch gì. Hiện tại chỉ biết là bọn họ tự ba người, một già một trẻ, còn có một cái 30-40 tuổi trung niên nhân. Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ hình như chính là của hắn. Mặt khác, trên chiếu bạc đánh cuộc với chúng ta chính là người tuổi trẻ kia. Hắn đổ thuật rất lợi hại. Tự ba người, Hà Lục Gia nghe vậy nhíu mày một cái, trong ánh mắt nghi hoặc sâu hơn. Bởi vì tự ba người, đối phương cư nhiên cũng tới rồi nháo sự. Suy nghĩ một chút hắn liền rơi vào trầm tư, một lát sau cửa thang máy mở, hắn mới bừng tỉnh, hướng về phía trong thang máy cái gương sửa lại một chút y phục, sau đó bước dài ra cửa thang máy. Cùng lúc đó, trên mặt hắn trước vẻ trầm tư, lúc này cũng từ từ trở thành một loại mặt không biểu tình, hai mắt sắc bén, uy nghiêm. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Kha Hướng Đông đi ra ngoài lúc đã quên đóng cửa, nhân viên công tác khác cũng không ai dám đến quan, vì vậy VIP cửa phòng là khép hờ, thậm chí còn có thể từ đó nghe được Trần Phi không nhịn được, ngáp thanh âm này, ta nói các ngươi tốt xấu cũng trấn tác tinh thần, chăm chú chơi hai thanh A. Như thế đem đưa tiền có ý gì? Thật là lớn miệng. Nghe được bên trong gian phòng Trần Phi lớn lối như thế, cuồng vọng một câu nói, Hà Lục Gia không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, sắc mặt trầm xuống, một bên đẩy cửa ra tựu đi vào, còn vừa quát lạnh. Chỉ là hắn lời nói này cũng còn có nói hết phân nửa, hắn một đôi uy nghiêm hai tròng mắt lại đột nhiên sợ hãi trông thấy Trần Phi người phía sau, sắc mặt chợt biến đổi, trở nên sợ hãi, thậm chí mắt thường có thể thấy được dần dần có chút trắng bệch, theo mồ hôi lạnh như bộc bố vậy từ cái trán treo xuống tới. Tứ chi băng lãnh như nhũn ra. Phải biết rằng Kha Hướng Đông loại tầng thứ này người thường không nhận ra hương cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, nhưng hắn Hà Lục Gia làm Ma Cao Hà Gia đời trước kiệt xuất nhất người,
tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hắn vạn lần không ngờ Hương Cảng Trần gia bị phong vi lão tổ đại trưởng lão, lúc này cư nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu không hắn đã từng có may mắn gặp qua đối phương một mặt, hơn nữa thật sâu đem khuôn mặt khác ở bản thân trong đầu, vì vậy tuyệt không khả năng nhận sai. Hắn đều tuyệt đối không thể tin được thực sự là vị kia Trần gia đại trưởng lão tới. Phải biết rằng, coi như là bọn họ Ma Cao Hà gia hôm nay xưa nhất, cũng là thực lực cực mạnh kinh khủng nhất trước một đời lão tộc trưởng, cũng bất quá là cùng đối phương bị vây cùng một thời đại, thực lực đã ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Theo hắn biết đại khái đều là ở A cấp dị năng giả trình tự tả hữu, chỉ là một là hỏa hệ, một là phong hệ mà thôi. Nhưng bây giờ, cái loại này đối với hắn Hà Lục gia mà nói không thể nghi ngờ là lão tổ tông cấp bậc siêu cấp lão quái vật lại cư nhiên rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Đồng thời còn tới mới tới cuối cùng giống như cái người hầu vậy đứng ở Trần Phi phía sau, cúi đầu, cũng tội liên đới đều không ngồi. Nhất thời Hà Lục gia chỉ cảm giác thân thể của mình không cách nào khống chế run rẩy, cái trán trong nháy mắt hiện đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh giọt mồ hôi. Hà Lục gia vẻ mặt dại ra, sắc mặt trắng bệch, phỏng chừng ngay cả chính hắn đều không thể giải nghĩa bản thân lúc này nội tâm cảm thụ, dù thế nào nói chung chính là trên trán nhỏ đến lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi. Đều nhanh đem cổ áo của hắn làm ướt, tứ chi lạnh lẽo, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Dù sao Trần gia đại trưởng lão loại cấp bậc đó chân thực quá kinh khủng. Tự ngay cả hôm nay bọn họ Ma Cao Hà gia đương đại trưởng môn nhân đều chỗ thua kém vô số chủ, hoàn toàn có thể nói không ở một tầng thứ trên, nhưng bây giờ. Người trẻ tuổi kia là ai? Cư nhiên có thể khiến cái loại này lão quái vật cấp bậc Trần gia lão tổ đại trưởng lão. Giống như cái trung thực người hầu vậy cúi đầu thành thật đứng ở kỳ phía sau. Thực sự, xảy ra chuyện lớn. Hà Lục gia trong lòng tuôn ra khó có thể tưởng tượng chấn động cùng với sợ hãi, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm. Thân thể của hắn lại một lần nữa không cách nào khống chế run rẩy. Nhưng theo, hắn vẫn là không nhịn được cả người một cái giật mình, minh bạch lúc này cũng không phải hắn hẳn là sững sờ thời gian, chợt mạnh lấy dũng khí, hung hăng cắn răng một cái. Trực tiếp lướt qua VIP bên trong gian phòng những người khác đi tới độc nhãn trước mặt lão giả, cư nhiên trực tiếp loan hạ thân tử, dùng một loại không gì sánh được cung kính cộng thêm kính úy thanh âm nói rằng ngài, người khỏe. Hắn không biết mình hẳn là xưng hô đối phương cái gì, vì vậy chỉ có thể lấy ngài đến biểu thị tôn trọng, vô cùng tôn trọng. Vì vậy hắn lúc này làm ra lễ thành ý cực đại, hoàn toàn là 75 độ, ót đều nhanh lần lượt hắn đại con ngựa bì ngoa. T. Mà ở thấy tình cảnh này, Kha Hướng Đông đám người sắc mặt chợt biến, sau đó điên cuồng cũng hít một hơi khí lạnh, trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được tái nhợt, tràn ngập chấn động và sợ hãi. Muốn, phải biết rằng đây chính là Ma Cao về nhà Hà Lục gia a. Toàn bộ Ma Cao thượng lưu vòng tròn cao cấp nhất đại lão, không thể nghi ngờ cự kiêu. Có thể hắn hiện tại lại cư nhiên đúng Trần Phi phía sau vẫn khiêm tốn như là người hầu vậy độc nhãn lão giả cung kính đến trình độ như vậy. Đây quả thực làm bọn hắn như là đang nằm mơ. Hô! Ngân Hà Cửu Thiên tầng chót cao cấp nhất VIP bên trong gian phòng, phảng phất trong nháy mắt tính được chỉ có liên tiếp ồ ồ tiếng hít thở. Nhất là Kha Hướng Đông, ba tử chờ biết Hà Lục gia thân phận người, lúc này càng đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái liên đường đường Ma Cao Hà gia Hà Lục gia đều cung kính như thế, kính nể tới cực điểm độc nhãn lão giả. Như vậy đại nhân vật cư nhiên tới mới tới cuối cùng đều cùng người hầu vậy đứng ở Trần Phi phía sau, thậm chí ngay cả ngồi đều không ngồi. Mà cái này, ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho bọn họ tâm linh tan vỡ. Ngươi nhận thức ta. Mà độc nhãn lão giả nghe vậy chỉ là thoáng kinh ngạc mang ngẩng đầu, kỳ khàn khàn đôi mắt ở Hà Lục gia trên mặt quét một vòng, nghĩ có chút xa lạ sau, liền không hề cảm thấy hứng thú, mí mắt một gây sự chú ý nữa. Cúi đầu tiếp tục trầm mặc không nói. Thật giống như hắn thực sự là Trần Phi người hầu vậy. Mà ở nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đặc biệt Kha Hướng Đông đám người, trên mặt trắng bệch cùng với mâu quang trong kính nể sâu hơn, ngón tay bóp trắng bệch. Lúc đầu hắn nhìn thấy Hà Lục gia tiến lên cùng độc nhãn lão giả chào hỏi, và lại vẫn là lấy như vậy dọa người, hèn mọn phương thức, hắn lúc đầu đều nhanh sợ choáng váng. Nhưng bây giờ... Hắn cư nhiên nhìn thấy độc nhãn lão giả cư nhiên căn bản cũng không nhận thức Hà Lục gia, hoặc là nói là căn bản sẽ không để ở trong lòng, điều này làm cho hắn không khỏi trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn,
người thực sự bị sợ choáng váng. Phải biết rằng đây chính là Hà Lục Gia a, đường đường Ma Cao Hà Gia Hà Lục Gia, hôm nay Ma Cao thượng lưu vòng tròn tuyệt đối có tư cách lấy thúng úp voi đại lão, nhưng bây giờ, cái loại này đỉnh cấp đại lão lại cư nhiên như thế hèn mọn đi dùng nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh cái mông, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cũng quá không cách nào để cho người tin tưởng. Dù sao lấy thân phận của hắn, địa vị, chân thực không cần thiết hèn mọn đến trình độ như vậy đi. Vãn bối may mắn từng ở mấy năm trước trải qua ngài một lần. Thế nhưng, ngài ngày hôm nay thế nào đến nơi này? Hà Lục Gia nhìn Độc Nhãn lão giả khuôn mặt càng ngày càng sợ, trên dưới răng thắt nói. Không có biện pháp, chớ nhìn hắn Hà Lục Gia ở Ma Cao, thậm chí cả Úc Lưỡng Địa cái gọi là thượng lưu vòng tròn hàng đầu rất tiếng vang, như bức hò hét, rất nhiều người đều biết cùng hắn mặt mũi, nhưng vấn đề là ở Trần Gia đại trưởng lão cái loại này lão tổ tông cấp bậc hóa thạch trước mặt. Hắn nhưng ngay cả thí đều không phải là một cái, thậm chí ngay cả hắn chết đi phụ thân cái kia bối phận đều chỉ có thể coi là tiểu con tôm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Như vậy, hắn là thật sợ, cảm thụ được đã biết suốt đời chưa bao giờ có áp lực. Dĩ nhiên, cùng lúc đó hắn cũng đang nghi ngờ, Trần gia đại trưởng lão, còn có vị kia đại gia trưởng tại sao lại xuất hiện ở cái này. Còn ngươi nữa vẻ mặt mỉm cười thanh niên nhân, đến tột cùng là ai? Nga! Ngươi là cái kia cái gì vàng rực nhi tử? Độc Nhãn lão giả nghe vậy trầm mặc một hồi, đột nhiên vang lên nhớ lại cái gì nói. Hắn tuy rằng lớn tuổi, nhưng trí nhớ tốt, vì vậy mơ hồ còn nhớ rõ Ma Cao Hà gia từng có cái là cái gì vàng rực hậu sinh thật tốt, chính là chỉ tiếc, trời không làm mỹ, mắc phải tuyệt chứng gì chết sớm. Là vâng, cái gì vàng rực là cha ta, cái gì thu rõ là gia gia ta. Hà Lục gia gặp đối phương cư nhiên biết mình phụ thân. Vội vã bồi cười rộ lên nói. Tư thái thả cực kỳ hèn mọn. Trên thực tế, coi như đến bây giờ, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm mà chống đỡ phương cái loại này thân phận, địa vị, làm sao sẽ tự mình hạ mình hàng đắt, tới đây loại sòng bạc tam lưu địa phương nháo sự. Cũng bởi vì như thế, hắn lúc này nội tâm rất sợ, thậm chí sợ đến toàn thân run. Bởi vì Trần gia đại trưởng lão loại cấp bậc đó lão tổ tông tồn tại, kỳ thân phận, địa vị thật sự là quá đặc thù, mỗi tiếng nói cử động đều bị bọn họ coi là có phi phàm hàm nghĩa. Hà Lục Gia nghĩ đến đây bỗng nhiên đôi mắt co rút lại. Cột sống hàn khí cọ ra bên ngoài mạo. Lẽ nào, đối phương đây là muốn cùng hắn các Ma Cao Hà Gia mở, khai chiến. Cái gì thu minh, hanh, nhưng vào lúc này, Độc Nhãn lão giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng, càng làm cho trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm Hà Lục Gia cả người mạnh run rẩy. Lão nhân gia, ngài đây tột cùng là, hắn chân thực không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn kiên trì hỏi lên. Dù sao nếu thật là như hắn suy nghĩ, hương cảng đỉnh cấp nhà giàu có Trần gia muốn cùng hắn các Ma Cao Hà gia khai chiến, thậm chí ngay cả vị kia Trần gia cường đại nhất lão tổ tông đại trưởng lão đều tự mình xuất động. Hắn không cách nào tưởng tượng đây là kinh khủng bực nào đại sự món. Sợ rằng lúc này coi như là bọn họ Hà gia lão tộc trưởng tự mình đến. Cũng tất nhiên bình tĩnh không được. Ta nói đại thúc, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi như thế mạo muội quấy rối chúng ta chơi trò chơi, là nhất kiện rất không lễ phép sự tình sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhạt mở miệng cười nói. Ngươi, Hà Lục Gia nghe vậy phản xạ có điều kiện sửng sốt, không phản ứng kịp chính là một người trẻ tuổi lại dám làm trò Trần gia đại trưởng lão mặt mà, nói ra như thế không lễ phép nói đến, nhất thời đôi mắt trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhịn không được giải thích vị tiên sinh này, ta là nhà này sòng bạc người tổng phụ trách. Người tổng phụ trách làm sao vậy? Làm phiền ngươi không có chuyện gì có thể hay không đi ra ngoài trước, như ngươi vậy, ảnh hưởng chúng ta chơi biển hiệu a. Trần Phi trực tiếp cắt đứt lời của hắn, bĩu môi nói. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng thân phận gì, nhưng thấy hắn vừa thấy được Độc Nhãn lão giả tự sợ thành bộ dáng này, phỏng chừng cũng không có gì lớn thân phận. Cũng liền mất đi hứng thú, thẳng thắn tiếp tục diễn. Hiển nhiên hắn đây là đang ghét bỏ thân phận đối phương thiếu. Không có biện pháp, bản thân huynh đệ tốt nhất bị đối với phương gia trong tộc người bày cuộc gài bẫy, hắn hiện tại kỳ thực đương nhiên vẫn còn nổi nóng, vì vậy không làm khó cái long trời lở đất, không đem đối phương này cái gì như quỷ xà thần toàn bộ nổ ra đến, hắn là đương nhiên không chuẩn bị lúc đó đơn giản thu tay lại. Ngươi! Hà Lục Gia nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Không có biện pháp, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị,
thật đúng là thật lâu không có bị một người trẻ tuổi như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới chất vấn qua. Hà Lục, ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì? Mau đi ra đi, đừng quấy rầy chúng ta Trần tiên sinh nhã hứng. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở Trần Phi phía sau trầm mặc không nói Trần Diệu Dương bỗng nhiên mở miệng, nhìn đối phương Hà Lục ra hai mắt, nhãn thần truyền lại đi đặc thù nào đó hàm nghĩa. Làm bạn cùng lứa tuổi, hắn đương nhiên cũng cùng đối phương nhận thức, nhưng lại không giống cùng Hà Triệt như vậy quan hệ không tốt, vì vậy tự nhiên không muốn đối phương như vậy hồ lý hồ đồ chọc Trần Phi, bằng không đến lúc đó, chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là chính là một cái Hà Triệt chuyện. Mà Trần Diệu Dương như thế vừa mở miệng, Hà Lục ra nghe vậy nhìn không được cả người mạnh chấn run lên một cái, chợt ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Diệu Dương, lại trộm liếc một cái vị kia Trần gia đại trưởng lão trên mặt thần sắc, sau đó toàn bộ mặt huyết sắc thốn hết, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể, sợ hãi. Dù sao có thể được khen là Hà gia đời trước kiệt xuất nhất người, hắn Hà Lục gia dĩ nhiên không phải tên đầu heo, trái lại rất thông minh. Lúc này hắn mặc dù lại ngu xuẩn, cũng rõ ràng đã biết ở đối phương tổ hợp ba người trong Trần Phi tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thật giống như nói là nói tối có phân lượng người. Và lại hay là đang vị kia Trần gia đại trưởng lão tự mình ở tình huống dưới, còn nói tối có phân lượng. Trần Phi thấy thế khóe miệng vi câu, cười nhạt, độc nhãn lão giả thấy tình cảnh này mâu quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nói Trần Diệu Dương, người dẫn hắn đi ra ngoài đi. Hắn tựa hồ hình như minh bạch Trần Phi dụng ý. Vâng, đại trưởng lão. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Trần Diệu Dương nghe vậy ngay tức khắc hành động, chuẩn bị đem Hà Lục gia lĩnh đi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Hà Lục gia cả người mạnh một cái giật mình, cũng không dám. Nữa lộ ra chút nào ủy khuất, không phục vẻ, gặp Trần Diệu Dương muốn tới dẫn hắn đi ra ngoài, ngay tức khắc hướng về phía độc nhãn lão giả, cùng với Trần Phi cúi người chào thật sâu, thanh âm run rẩy, giọng nói tôn kính nói, ta đây tự cáo từ trước. Lão nhân gia. Còn có vị này Trần tiên sinh, xin lỗi, quấy rầy. Dứt lời, hắn còn nhịn không được dùng một loại hoảng sợ nhãn thần xem ra Trần Phi liếc mắt. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, thanh niên nhân này đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Trần gia đại trưởng lão đều đối kỳ như vậy tôn kính, nói gì nghe nấy. Phải biết rằng, đây chính là có thể sánh ngang bọn họ Hà gia lão tộc trưởng siêu cấp khủng bố thế hệ trước, nhưng bây giờ, hắn lại. Mà ở nhìn thấy một màn này, Kha Hướng Đông, ba tử đám người tự nhiên nhìn không được tê một tiếng, câu đều mạnh cũng hít một hơi khí lạnh nhìn Trần Phi biểu tình thật giống như cùng gặp quỷ vậy, vẻ mặt đều là kinh hãi. Hiện tại cư nhiên ngay cả Hà Lục gia đều bị đối phương sợ đi, vậy bọn họ loại này tiểu con tôm, phải làm gì? Đến, tiếp tục, làm cho khởi. Bất quá theo Trần Phi cũng đã cười tủm tỉm, vì bọn họ làm ra tuyển trạch. Đó chính là, gâu gâu. Tiếp tục làm cho khởi. Trần Phi ngày hôm nay rõ ràng chính là đến câu cá, vì vậy nếu không rơi đến mong muốn con cá, tự nhiên còn phải tiếp tục, vì vậy cười ha hả lại chơi khởi biển hiệu lên. Ngươi thật đúng là đừng nói, loại này open link, mở gian dối nổ kim hoa cảm giác là thoải mái ngây người, làm hắn thậm chí có một ít muốn ngừng mà không được. Rồi hãy nói Trần Diệu Dương mang theo Hà Lục ra đi ra đỉnh cấp VIP phòng sau, liếc mắt một cái người sau mãn mồ hôi chán thích. Nhìn không được ngữ trọng tâm trường nói Hà Lục a, cũng may là ngươi vừa rồi phản ứng cũng đủ nhanh, bằng không, nếu là chọc giận vị kia Trần tiên sinh, tự thực sự xảy ra chuyện lớn. Ra đại sự. Hà Lục ra nghe vậy cả người run lên, ngón tay bản thân nắm bắt, đều có chút hơi trở nên trắng, sau đó chợt lôi kéo Trần Diệu Dương vai, sắc mặt ngưng trọng nói Diệu Dương, chúng ta coi như là bạn cũ, hơn nữa trước đây cũng cùng một chỗ vui vẻ hợp tác rồi rất nhiều lần. Ngươi có thể hay không cho ta thấu cái đấy, ngày hôm nay đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không chỉ là các ngươi Trần gia lão nhân gia kia cũng đích thân tới, còn có vị trẻ tuổi kia, hắn đến tột cùng là... Ai, kỳ thực ngày hôm nay chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, cũng với các ngươi Hà gia quan hệ không lớn, chỉ là... Trần Diệu Dương nghe vậy thở dài nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói đến mức vị kia Trần tiên sinh. Tình huống cũng cùng ngươi vừa mới nhìn đến không kém bao nhiêu đâu. Hắn đến tột cùng là thân phận gì ta bây giờ còn không cách nào trả lời ngươi, bất quá, có một chút ta nhưng có thể phi thường rõ ràng nói cho ngươi biết, đó chính là vị kia Trần tiên sinh thực lực, rất có thể, so với chúng ta Trần gia đại trưởng lão còn mạnh hơn. Cái này lời mặc dù là từ trong miệng hắn nói ra được,
đã có thể liên chính hắn cũng không nhịn được trong mắt hiện ra lau một cái cảm thán, khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng đại trưởng lão thế nhưng hắn Trần Diệu Dương đời ông nội phân, hôm nay chỉ ít nhất, cũng đã có 90 tuổi, vì vậy thực lực kinh khủng như vậy, vẫn có thể lý giải. Nhưng vấn đề là hôm nay Trần Phi trong mắt hắn nhiều lắm cũng liền hai chừng 15 tuổi, lại cư nhiên có thể đem Mã Gia Tôn lão quái vật treo ngược lên đánh không nói, ngay cả bọn họ Trần gia cường đại nhất đại trưởng lão, ở nhìn thấy đối phương sau, cũng nhất thời có vui lòng phục tùng hiềm nghi, cái này há có thể không cho hắn giật mình, chấn động. T, cái gì, điều này sao có thể? Dù là Hà Lục gia coi như là ma cao đại lão, lúc này cũng không nhịn được mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Mọi người bị sợ choáng váng. Bọn họ Hà gia cùng Hương Cảng năm đại hào môn là một cái tính chất gia tộc, vì vậy hắn đương nhiên minh bạch đối phương trong miệng thực lực, cụ thể chỉ là cái gì. Nhưng vấn đề là phải biết rằng đây chính là Trần gia đại trưởng lão A. Tối thiểu cũng là một vị hỏa hệ A kỹ dị năng giả, cùng bọn chúng ma cao Hà gia lão tổ tông cái gì thu minh thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng bây giờ ở đối phương trong miệng, hơn 20 tuổi tiểu tử cư nhiên so với Trần Phi đại trưởng lão còn lợi hại hơn, cái này điều này sao có thể? Phải biết rằng A cấp dị năng giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, mỗi một tôn đều là đông, phương Tây thế giới dưới đất bá chủ, thậm chí bởi vì tiên thiên ưu thế, câu đều so với cùng đẳng cấp nhất lưu cổ vũ giả cường nửa chu. Lại là chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân có thể so. Là đang nói đùa. Ngươi không tin, kỳ thực vài tháng trước, ta cũng không tin, chỉ là ở nhìn thấy vị kia Trần tiên sinh sau ta sẽ tin. Trần Diệu Dương gặp đối phương biểu tình, chỉ biết đối phương nghĩ cái gì. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nói cũng không biết các ngươi gia tộc nhận được tin tức không có, Mã gia cái kia lão quái vật đột nhiên bị thương nặng. Ngươi biết là ai làm sao? Chuyện này gia tộc bọn ta nội bộ quả thực điều tra đến một ít dấu vết, vân vân chờ đã, lẽ nào? Hà Lục gia vừa nghe đến đối phương nhắc tới việc này, phản xạ có điều kiện trả lời một tiếng, mà khi hắn tiếp rốt cục phản ứng kịp sau, con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt mũi hiện ra lau một cái vẻ cây ết yêu ta sợ. Lẽ nào? Vâng, chính là bên trong ngồi vị kia. Cùng ngày phát sinh chuyện kia thời gian, ta ngay chàng, ta chính mắt thấy được Mã gia vị kia lão quái vật ở trong tay hắn, hầu như có thể nói là không có sức đánh trả. Trần Diệu Dương lại tung một cái tạc đạn nặng ký. Sợ đến Hà Lục gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xòe ra đồ chơi. Không có sức đánh trả. Hà Lục gia nhìn không được cổ họng quản chật vật nhuyễn giật mình, nuốt vào nhất khẩu nước, nhìn Trần Diệu Dương sắc mặt dại ra nói trọi lọi, Diệu Dương, vậy chuyện này ni. Chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự có nghiêm trọng như vậy. Các ngươi Hà gia mấy ngày hôm trước có đúng hay không tiếp đãi Thánh Hỏa Tông thiếu chủ? Trần Diệu Dương nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Hà Lục gia nghe vậy sắc mặt mạnh đổi, bởi vì Trần Diệu Dương lúc này nhắc tới người này, cũng là cái đại nhân vật, địa vị thậm chí làm bọn hắn Ma Cao Hà gia đều cảm thấy kiêng kỵ. Lẽ nào chuyện này cùng hắn có quan hệ? Hà Lục gia gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói. Mấy ngày hôm trước có vị tên là Hoa Chí Nam tuổi nhỏ người, không cẩn thận cùng hắn xảy ra xung đột. Kết quả người này ghi hận trong lòng, lén ý bảo Hà Triệt bày cuộc gài bẫy vị trẻ tuổi kia một cái ức, sau lại bây giờ còn đem người cho giam lên. Mà vị kia tên là Hoa Chí Nam tuổi nhỏ người, chính là vị bên trong kia huynh đệ. Trần Diệu Dương cuối cùng đem sự tình toàn bộ thác suất nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn dùng tay vỗ Hà Lục ra vai, mặt không chút thay đổi nói tốt rồi, lời nói và việc làm nơi này. Ta đi vào trước. Diệu Dương huynh. Hà Lục gia phản xạ có điều kiện còn muốn kéo Trần Diệu Dương, lại phát hiện đã vồ hụt, người sau đã lại lần nữa tiến vào VIP bên trong gian phòng. Thấy tình cảnh này, hắn Hà Lục gia kỳ thực trong lòng là thật lạnh, một bên thầm mắng Hà Triệt ngu xuẩn cư nhiên cho gia tộc rước lấy chuyện lớn như vậy mà, một bên cũng đang suy nghĩ, Trần Diệu Dương trước nói lần nói, đến cùng chân giả giả có vài phần có thể tin độ. Lấy Diệu Dương thân phận, còn có lão nhân gia kia đều đã tự mình xuất hiện. Cũng quả thực không cần thiết gạt ta. Thế mà rất nhanh hắn tự run rẩy lio ta môi một cái, minh bạch đối phương là thật không cần thiết lừa gạt hắn. Người trẻ tuổi kia, sợ rằng thật chính mình mạnh hơn La Gia đại trưởng lão, trọng thương Mã Gia lão quái vật thực lực. Nghĩ đến đây hắn kìm lòng không đậu sắc mặt lại tái nhợt mấy phần.
So với bá chủ cấp bậc A cấp dị năng giả đều còn mạnh hơn, vậy sẽ là loại nào kinh khủng trình tự? A cộng dị năng giả, nhất lưu cổ vũ giả đỉnh. Một bên nội tâm sợ hãi, rung động, hắn Hà Lục Gia lại nhìn không được khẽ lắc đầu cười khổ. Bởi vì chuyện này mà vừa nhìn chính là bọn họ Hà Gia cũng huyết môi, trời xui đất khiến đánh lên thiết bản. Hắn thấy Hà Triệt xử lý chuyện này tuy rằng đồ phá hoại, nhưng là không sai, dù sao đối phương vị kia thế nhưng Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, không có khả năng không nể tình. Có thể sự tình hỏng tự phá hủy ở đối phương cũng có không yếu địa vị, có như thế một vị có thể nói nghịch thiên thanh niên nhân là hắn huynh đệ. Bây giờ lại bị bọn họ Hà Gia người bày cuộc gài bẫy, còn bị giam lên. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra hắn còn chú ý tới một điểm, đó chính là Trần Gia ở biết rõ chuyện này liên lụy đến Thánh Hỏa Tông tình huống dưới, cũng vẫn như cũ ra mặt, còn thái độ như vậy rõ nét. Lẽ nào, ở trong mắt bọn hắn cho rằng, người trẻ tuổi kia địa vị so với Thánh Hỏa Tông còn khủng bố phải không? Phải biết rằng, đây chính là Thánh Hỏa Tông A, nội địa có chừng 11 cái nhị lưu cổ vũ tông phái một trong, chính mình nửa bước tiên thiên cường giả tọa chấn. Tương đương với dị năng giả nửa bước S cấp. Xem ra chuyện này ta là xử lý không được. Hà Lục Gia chỉ cảm giác mình đầu đều phải nổ, nhịn không được lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm, tên là Hà Nguyên Bồi. Đương nhiên cùng hắn Hà Lục Gia phụ thân cái gì vàng rực cũng xưng là Hà Gia song tinh, hoàn toàn có thể nói là thời đại đó tối lóng lánh tuổi nhỏ người, sau bởi vì người sau bất hạnh được bệnh nan y qua đời. Hắn mất đi người cạnh tranh, cũng liền thuận lý thành trương xưng là hôm nay trưởng môn nhân. Mà trên thực tế đối với Hà Lục Gia phụ thân cái gì vàng rực bất hạnh qua đời, hắn Hà Nguyên Bồi trong lòng nhưng thật ra là thập phần tiếc hận. Hắn không phải là như vậy đầu óc thu hẹp người, hơn nữa cũng quả thực cho rằng đối phương kiệt xuất như vậy người, bởi vì bệnh nan y qua đời đi, thật sự có một ít quá đáng tiếc. Chỉ là hôm nay, hắn nhưng ở Hà Lục Gia trên người lại gặp được đương sơ cái kia hắn. Còn có cái bóng của mình, vì vậy cho tới nay đều đúng Hà Lục Gia thập phần coi trọng cùng với ủy lấy trọng trách. Tuy rằng không muốn thừa nhận, đó chính là hắn Hà Nguyên Bồi tuy rằng thắng hắn cái gì vàng rực, có thể con của hắn, lại bị đối phương nhi tử xa xa vẫy ở tại phía sau. Cho nên khi hắn lúc này nhận được Hà Lục Gia gọi điện thoại tới, ngay tức khắc không chút do dự kết nối, mở miệng trực tiếp hỏi Tiểu Lục. Chuyện gì? Gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Hà Lục Gia ngưng trọng đang nói, làm hắn sửng sốt. Đại sự gì? Nói đi, đến tột cùng làm sao vậy? Hà Nguyên Bồi biết rõ nói Hà Lục Gia tính cách còn có năng lực, tuyệt không khả năng ở loại sự tình này trên phán đoán sai lầm, cho nên đối phương nói là đại sự, chỉ sợ sẽ là thật sự có đại sự xảy ra. Điều này làm hắn nhịn không được trên mặt hiện ra lau một cái ngưng túc, chậm rãi nói. Hà Triệt bày cuộc gài bẫy một người trẻ tuổi một cái ức, bây giờ còn đem người bắt lại. Bên đầu điện thoại kia Hà Lục Gia thở một hơi thật dài, chậm rãi nói rằng. Tiểu Triệt hắn lại đã gây hỏa, nói tiếp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà Nguyên Bồi nghe vậy nhíu mày một cái, tiếp tục hỏi. Dù sao nếu vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này, vậy cũng không đến mức coi là đại sự gì mới đúng a. Hà Triệt là bởi vì đã bị cái kia Thánh Hỏa Tông thiếu chủ lén ý bảo. Mới làm như vậy. Có thể bị hắn bày cuộc lừa gạt hại người vị trẻ tuổi kia địa vị cũng không bình thường, bây giờ đối với phương người phía sau đã tìm tới cửa, đang ở Ngân Hà Cửu Thiên nháo sự. Trần Diệu Dương cùng với Trần Gia, lão nhân gia kia đã ở. Hà Lục Gia giải thích nói. Trần Gia lão nhân gia kia, chưa vị lão nhân nhà. À, ngươi là nói Trần Gia đại trưởng lão. Hà Nguyên Bồi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mạnh như là cái mông lửa vậy. Trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sắc mặt đại biến nói. Phải biết rằng vị kia thế nhưng Trần gia đại trưởng lão A. Cùng bọn chúng Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng ở đồng nhất khủng bố trình tự, ngay cả hắn Hà Nguyên Bồi, thấy đối phương cũng phải khom người cẩn cẩn rực rực nói. Hôm nay đối phương cư nhiên tự mình xuất hiện, đến bọn họ Ma Cao tới. Ngươi lại ý nói, Trần gia đại trưởng lão là vì vị trẻ tuổi kia tới. Hà Nguyên Bồi giọng nói tương đương ngưng trọng nói. Nếu thật sự là như thế, chuyện này vấn đề quả thực lớn. Không, lão nhân gia kia còn giống như không phải là người chủ sự, chân chính chủ sự thật là tốt, tựa hồ là một vị trẻ tuổi. Hà Lục Gia cười khổ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dù là lấy Hà Nguyên Bồi đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng thân phận, bản thân hắn cũng là một vị B cộng dị năng giả, nhưng khi hắn lúc này nghe được Hà Lục Gia nói như vậy,
cũng vẫn là không nhịn được mạnh hít một hơi lãnh khí, con mắt thấu không gì sánh được vẻ kinh hãi. Trần gia vị kia cường đại nhất đại trưởng lão đều không phải là nhân vật chính, còn chân chính chủ sự, cư, lại là một vị trẻ tuổi. Điều này sao có thể? Đùa giỡn đi. Phải biết rằng Trần gia đại trưởng lão đó là hạng thân phận, hạng khái niệm. Hoàn toàn là cùng bọn họ Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng cái gì Thu Minh cùng cấp một. Mặc dù là hắn Hà Nguyên Bồi hôm nay thân là Cần gia tộc tộc trưởng, nhìn thấy đối phương lúc, cũng đều được khom người cẩn cẩn rực rực nói. Nhưng bây giờ, Hà Lục gia lại còn nói lão nhân gia ông ta còn chưa phải là người chủ sự mà. Đúng, đối phương chân chính chủ sự mà, nói có phân lượng lại là vị trẻ tuổi, cái này vãi là ở Cần vui đùa đi. Làm sao có thể? Tiểu Lục, người xác định ngươi bây giờ không theo ta nói đùa. Hà Nguyên Bồi thở một hơi thật dài, mâu quang run rẩy nói. Tộc trưởng, người nghĩ loại sự tình này mà ta dám đùa giỡn với ngươi sao? Hà Lục gia nghe vậy cười khổ nói. Hắn đương nhiên cũng có thể lý giải đối phương vì sao không tin, nhưng không có biện pháp a. Đây là sự tình, không phải do bọn họ không tin a. Nhất niệm đến nước này, hắn lại nhịn không được mở miệng nói tộc trưởng, vừa rồi Trần gia Trần Diệu Dương trả lại cho ta lén tiết lộ một ít tin tức. Là về vị trẻ tuổi kia. Về vị trẻ tuổi kia, nói tiếp, Hà Nguyên Bồi nghe vậy mạnh nghiêm túc nói. Tộc trưởng, người hẳn còn nhớ đoạn thời gian trước chúng ta nhận được tin tức kia đi. Hương Cảng Mã gia vị kia, đột nhiên mạc danh kỳ diệu bị thương nặng, cũng không biết là ai làm. Hà Lục gia nói đến đây hơi ngừng một chút, như là tự cấp Hà Nguyên Bồi thời gian phản ứng. Ta đương nhiên còn nhớ rõ, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là Mã gia vị kia thật bởi vậy trọng thương không rũ, qua đời nói. Con ngựa kia nhà tuyệt đối sẽ gặp trọng đại đả kích, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn kể từ lúc này vị trí rớt xuống, thậm chí chưa gượng dậy nổi, cũng có thể. Hà Nguyên Bồi nói rằng, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra lau một cái đồng tình, vẻ chờ mong. Hắn đồng tình tự nhiên là yếu Mã gia lão quái vật thật chết, con ngựa kia nhà tất nhiên sẽ bởi vậy gặp thật lớn đả kích, không thủ được hôm nay Hương Cảng năm đại hào môn bài vị thứ ba đỉnh vị trí, thậm chí chưa gượng dậy nổi, cũng có thể. Đến lúc đó, cảng Úc lưỡng địa thượng lưu vòng chỉ sợ cũng lại muốn phát sinh động đất, một lần nữa xào bài. Mà cái này, tự nhiên cũng là hắn Hà Nguyên Bồi sở mong đợi. Có thể tộc trưởng, người biết sự kiện kia là ai làm sao? Vừa rồi Trần Diệu Dương nói cho ta biết, vâng, là vị trẻ tuổi kia làm. Nhưng vào lúc này, Hà Lục gia đột nhiên gian nan nuốt nước bọt nói rằng, khiến Hà Nguyên Bồi nghe vậy đôi mắt chợt co rút lại, sắc mặt tùy theo đại biến lên. Tê, hắn nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Hà Lục, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Ngươi mới vừa nói, Mã gia vị kia lão quái vật, là bị hiện ở thanh niên nhân này đánh thành trọng thương. Hà Nguyên Bồi chỉ cảm giác mình trên dưới răng đều đang run rẩy, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Phải biết rằng Mã gia lão quái vật đó là nhân vật nào? Chính là cùng bọn chúng Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng, Hương Cảng Trần gia đại trưởng lão cùng một thời đại. Thực lực chân chính chạy song song với hóa thạch cấp bậc lão tổ tông. Càng Hương Cảng Mã gia Định Hải Thần Châm. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên từ Hà Lục gia trong miệng nghe được, đường đường Mã gia lão quái vật lại là bị một người trẻ tuổi đánh thành trọng thương, điều này sao có thể? Dù là hắn Hà Nguyên Bồi cũng là một nhân vật, lúc này cũng thực sự bị dọa đến có chút mơ hồ. Đầu đầy mồ hôi, tứ chi lạnh cả người, da đầu tê dại. Bởi vì kinh khủng hơn chính là, có thể người khác không biết, nhưng hắn làm Hà gia tộc trưởng có chuyện lại nhất thanh nhị sở, biết một cái bí ẩn. Đó chính là ở trước đây không lâu, kỳ thực bọn họ Hà gia lão tộc trưởng cái gì Thu Minh, từng ở một cái bí ẩn giao dịch hội trên cùng đối phương Mã gia vị kia lão quái vật có xung động, kết quả song phương đồng khởi tay đến, bọn họ Hà gia lão tộc trưởng có điều không địch lại, thậm chí bị đánh đổ máu. Mà bây giờ, tôn đánh bại bọn họ Hà gia lão tổ Mã gia lão quái vật. Lại cư nhiên ở Hà Lục gia trong miệng là bị một người trẻ tuổi đánh thành trọng thương. Đây quả thật là làm hắn khó có thể tin. Cùng lúc đó, thân thể của hắn không cách nào khống chế run rẩy. Bởi vì chuyện này nếu là thật, chuyện này nghiêm trọng đến trình độ nào, quả thực làm hắn không có can đảm tưởng tượng. Tộc trưởng, có muốn hay không thông chi lão tộc trưởng? Đúng lúc này, bên đầu điện thoại kia truyền đến Hà Lục gia nhỏ giọng thanh âm. Tuy rằng làm cho tộc trưởng Hà Nguyên Bồi mặt mà, nói ra những lời này có chút không thích hợp, có thể không có biện pháp a. Bởi vì hắn cho rằng chuyện này bọn họ thật xử lý không được.
hơn nữa nếu là một cái nháo không tốt, chỉ sợ là xảy ra đại sự. Lão tộc trưởng hắn không ở gia tộc bên trong, có thể Hà Nguyên Bồi nghe vậy trầm mặc nửa ngày, lại lắc đầu mở miệng nói. Lão tộc trưởng không có ở. Hà Lục Gia nghe vậy ngẩn người, cũng có chút mất đi đúng mực nói vậy phải làm thế nào. Ta hiện tại ngay tức khắc chạy tới, ngươi cũng ngay tức khắc cho Tiểu Triệt gọi điện thoại, nhượng hắn lập tức cút cho ta đi sòng bạc. Hà Nguyên Bồi làm ra quyết định muốn ngay tức khắc chạy tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cúp điện thoại. Hà Lục Gia nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ lại, chuyện này mấu chốt là Hà Triệt. Bởi vì cục là hắn thiết, người cũng là hắn giam lên, căn bản chạy đều chạy không thoát. Mẹ, tên khốn kiếp này lúc này cư nhiên cầm điện thoại đóng. Có thể giữa lúc hắn cầm ra điện thoại của mình cho Hà Triệt đẩy đi qua thời gian, không nghĩ tới dĩ nhiên không gọi được, tức giận đến hắn thiếu chút nữa sẽ đưa điện thoại cho ném. Phải biết rằng chuyện này thế nhưng liên lụy đến vị kia nhiều vị khủng bố đại nhân vật, đủ để tưởng tượng là có cỡ nào thiên đại sự tình. Nhưng bây giờ, Hà Triệt tên khốn kiếp kia cư nhiên cầm điện thoại đóng, đây là muốn hại chết bọn họ Hà ra sao? Này, là ta, Hà Lục, các người hiện tại ngay tức khắc cho ta đem Hà Triệt tên khốn kiếp kia bắt được đến, đưa Ngân Hà Cửu Thiên bên này. Cái này là tộc trưởng đại nhân tự mình ra lệnh, tối đa nửa giờ, ta muốn xem gặp tên khốn kia người. Hiện tại ngay tức khắc cho ta đi làm, hắn lấy điện thoại ra bấm bên trong gia tộc một cái bí ẩn dãy số. Ma Cao XXX Hưu Nhàn Giải Trí Hội Sở, chính là Ma Cao Hà Gia nhận lấy vòng ngoài sản nghiệp, tập Hưu Nhàn Kiện Thân, KTV Giải Trí, bơi tắm rửa ấn mo làm một thể, thuộc về chân chính cao cấp, xa hoa lần nhân quần tiêu phí đứng đầu chỗ ăn chơi. Bên trong bộ xanh vàng rực rỡ, phục trang đẹp đẽ, mỹ ngọc như vân. Hội tụ đến từ Đông Nam Á, nội lục vùng Duyên Hải Vân. Vân chờ đã, các nơi tinh anh, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Ma Cao, cũng rất nổi danh thanh, và lực ảnh hưởng. Giờ này khắc này, cần Hưu Nhàn Giải Trí Hội Sở tầng chót nhất bên trong hồ bơi nội, đông đảo quần áo hở hang áo tắm hai mảnh mỹ nữ đang ở trong nước chơi đùa, tùy ý theo cảnh xuân, trắng nõn như nước, ba đào nhộn nhạo, vòng eo non mịn. Đây quả thực là thực sắc người trong mộng thiên đường, đủ để cho người huyết mạch căng phồng, tiểu phúc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Tại nơi bên trong hồ bơi hơi nghiêng, mặc sức tưởng tượng bãi cát quần cụt Hà Triệt chính vẻ mặt thích ý nằm ở bãi cát ghế, hưởng thụ bên cạnh hai vị quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng nữ hài xoa bóp. Thậm chí trong đó có một vị ăn mặc hắc sắc lôi ti, miếng vải vậy áo tắm hai mảnh che đậy ở thân thể mềm mại trên hỗn huyết mỹ nữ, lúc này còn vẻ mặt xuân trinh nhộn nhạo nũng nịu khiêu khích. Kỳ non mềm tay nhỏ bé ở Hà Triệt coi như cường tráng thân thể qua lại xoay quanh, thậm chí hữu ý vô ý đi hướng cao ngất kia thần bí mang. Cái gì ít, thế nào, nặng nhẹ thích hợp sao? Có muốn hay không ta lại dùng lực một ít? Hắn hiểu điệu ở Hà Triệt bên tai cười nói. Ừ, không sai, không sai, ha ha ha. Hà Triệt chỉ cảm giác mình tiểu phúc có một đoàn rào rạt hỏa diễm đang thiêu đốt, chợt trên mặt hiện ra lau một cái xuân tình nhộn nhạo cười, chầm ở sau ót một tay vươn đến, tại nơi hiểu điệu hờn dỗi trong tiếng không kiêng nể gì cả tại nơi lửa nóng thân thể mềm mại thượng du đi. Bàn tay kia làm cho cảm giác thập phần tham lam cùng lửa nóng. Lúc đầu để tránh né Trần Phi còn có Trần Diệu Dương đám người, hắn là chuẩn bị ngày hôm nay chạy đến vùng Duyên Hải Thẩm Quyến hoặc là địa phương khác đi dạo, chờ ngày mai trở về, kéo cả đêm rồi hãy nói. Dù sao Hương Cảng Trần gia ở Ma Cao có năng lượng cũng không bình thường, vì vậy nếu là đưa hắn Hà Triệt ở Ma Cao tìm được, cũng có chút phiền phức cũng khó nhận. Có thể càng về sau sắc trời dần dần tối sầm. Hắn lại cảm thấy đối phương cũng sẽ không như thế tích cực, cả đêm thời gian cũng không chờ, dù sao đây chính là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu ý tứ, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật. Dĩ nhiên sự thực là hắn bỗng nhiên lười chạy, vì mình tìm như thế một cái lấy cớ. Sau đó, tựu đã xảy ra chuyện. Bởi vì tựu sau đó một khắc, Hưu Nhàn Hội Sở tầng chót kiến trúc nội đột nhiên vang lên thang máy đến thanh âm. Sau đó hàng loạt băng lãnh tiếng bước chân xuất hiện ở bên trong lối đi. Khiến nguyên bản chính đang hưởng thụ xuân ý Hà Triệt, hơi biến sắc mặt, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Phải biết rằng, nơi này thế nhưng hắn Hà Triệt tư nhân lãnh địa, bình thường căn bản cũng không đối ngoại mở ra. Nhưng bây giờ, là ai? Phanh! Nhưng vào lúc này, một đám thân mặc màu đen áo khoác ngoài, mang kính râm hắc y nhân đẩy ra bên trong hồ bơi cửa, đi đến. Trong đó có một vị thốn đầu trung niên nam tử như là người cầm đầu, mặt không thay đổi đi tới Hà Triệt bên cạnh. Thanh âm không hề tâm tình nói thiếu gia,
Lục gia tìm ngươi, hiện tại mời ngay tức khắc theo chúng ta đi qua một chuyến. Lục gia, Hà Lục, hắn tìm ta ta tự nhất định phải đi qua. Núi ưng, lẽ nào ngươi đã quên ta là thân phận gì? Ta Hà Triệt là tộc trưởng nhi tử, hắn Hà Lục dựa vào cái gì như thế hết năm uống sáu chỉ huy ta? Hà Triệt sắc mặt có chút âm trầm nói. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức cái này thốn đầu trung niên nam tử, đúng là bọn họ Ma Cao Hà gia tư nhân đặc biệt bộ đội phó thủ lĩnh. Nhị lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả núi ưng. Thiếu chủ, là tộc trưởng đại nhân tự mình ra lệnh. Còn xin ngươi không để cho chúng ta làm khó. Đem thiếu gia mang đi. Thế mà thốn đầu trung niên nhân núi ưng chỉ là mặt không thay đổi giải thích một chút, liền phất tay ý bảo bên cạnh thuộc hạ mang Hà Triệt đi, khiến ở đây này yểu điệu mỹ nữ giật nảy mình, câm như hến. Phải biết rằng, đây chính là Ma Cao Hà gia cái gì đại thiếu a? Hiện tại lại cư nhiên bị người minh mục trương đảm xông tới, muốn dẫn đi. Cái này, đây thật là quá dọa người, những người áo đen kia đến tột cùng là lai lịch gì, thân phận gì? Ngươi nói là ba ta tự mình ra lệnh, Hà Triệt trước còn là vẻ mặt nổi giận hình dạng. Mà khi hắn rõ ràng núi ưng theo như lời nói, nhất thời trong ánh mắt nhìn không được hiện ra lau một cái hoảng loạn, chẳng lẽ là bởi vì... Suy nghĩ một chút, hai chân của hắn đột nhiên có chút như nhũn ra. Bởi vì hắn tuy rằng thiếu kiệt xuất, nhưng cũng không phải người ngu, sự kiện kia cư nhiên tự mình đến tai liên phụ thân hắn, đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi đều tự mình ra mặt, khẳng định tình thế không nhỏ. Cái này, đây là, xảy ra chuyện lớn. Mang đi. Song lần này mặt không thay đổi thốn đầu trung niên nhân núi ưng lại không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng vung tay lên. Kỳ phía sau ngay tức khắc đi ra hai vị hung hãn hắc y nhân, một tả một hữu, đem thần sắc đã đờ đẫn Hà Triệt cái đi, mang đi sòng bạc ngân Hà Cửu Thiên. Theo lý thuyết nếu chỉ là cái Trần Diệu Dương, lấy Hà Nguyên Bồi hôm nay thân phận đương nhiên không sợ, thậm chí đối phương đều vẫn là hắn hậu sinh vãn bối, không cần để ở trong lòng. Nhưng vấn đề là hiện tại Hương Cảng Trần gia lão nhân gia kia cũng tới, hơn nữa còn có một vị thực lực kinh khủng hơn tuổi nhỏ người, hắn đương nhiên sợ. Một là sợ Trần gia lúc đó bỏ đá xuống giếng, hai là sợ vị trẻ tuổi kia thực sự tức giận, chuyện kia có thể to lắm đại không ổn. Dù sao vị trẻ tuổi kia, thế nhưng liên đường đường Mã gia lão quái vật đều có thể trọng thương, thay lời khác mà nói chính là bọn họ Ma Cao Hà gia căn bản không người có thể địch, không cách nào tìm ra một người có thể ngăn trở đối phương lửa giận. Như vậy, hắn há có thể không sợ. Nếu không, lấy hắn đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm thân phận. Sao bởi vì chính là một người trẻ tuổi giống như cái này hỏa cấp hỏa liệu tới rồi ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc. Nói chung chính là một chữ. Sợ. Hắn là thật sợ. Tộc trưởng, ngài đã tới. Ước 20 phút, thần sắc hốt hoảng Hà Nguyên Bồi chạy tới ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc. Mà ở nhìn thấy tự gia tộc trưởng đánh tới, Hà Lục gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời, tiến ra đón cung cung kính kính chào hỏi. Hà Nguyên Bồi. Hôm nay Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm, tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ niên kỷ cũng không lớn, thần sắc uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, tóc nhuộm hắc. Nhưng thực hắn hiện tại đã có hơn 70 tuổi, là theo Trần Diệu Dương phụ thân bối một cái bối phận. Rất có thân phận địa vị. Nhưng dù vậy, hắn lúc này thần sắc cũng có vẻ hơi có chút hốt hoảng, nhìn liếc mắt Hà Lục gia bên cạnh trống trải vị trí, nhìn không được cau mày nói Hà Triệt Ni. Còn không có đến. Vừa rồi hắn điện thoại tắt điện thoại. Không gọi được. Vì vậy ta nhượng núi ưng đi tìm người. Vừa rồi núi ưng gọi điện thoại đến tiếng người tìm được rồi, thập phần bên trong đến. Hà Lục gia giải thích. Đồ hỗn trướng này, Hà Nguyên Bồi nghe vậy tức giận không nhịn được nghĩ cho con trai mình một cái tát, chỉ tiếc người còn chưa tới. Phải biết rằng chuyện này tuy rằng Hà Triệt hắn không nhiều lắm sai, nhưng vấn đề hôm nay đến tiếp sau đại sự món, có thể đều là do hắn dẫn đi ra ngoài, hôm nay lại cư nhiên đột nhiên tắt điện thoại. Lẽ nào, đồ hỗn trướng này là cố ý? Đúng lúc này, một trận giày đặc chân bản tiếng vang lên, đầu thôn trung niên nhân hắc ưng mang theo Hà Triệt đi đến. Người đồ hỗn trướng này, Hà Nguyên Bồi thấy thế nhất thời nhìn không được lửa giận trong lòng nhanh bộc phát ra. 3. Hà Triệt giúp cái cổ nơm nớp lo sợ kêu lên, lại nhìn không được mở miệng hỏi ba, người đây tột cùng là làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Người còn có mặt mũi hỏi ta? Ta hỏi ngươi, trước ngươi có đúng hay không bày cuộc gài bẫy một cái tên là Hoa Chí Nam tuổi nhỏ ngươi. Bây giờ đối với phương người phía sau đều đã tìm tới cửa, ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra.
Hà Nguyên Bồi nghe vậy nhìn không được nổi giận đùng đùng nói. Ba, ngươi nói Trần Diệu Dương, chuyện này ta quả thực biết, có thể đây không phải là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu ý tứ sao? Hắn Trần Diệu Dương mặc dù nghiêu bức nữa, cũng không phải so với quân thiếu mặt mũi lớn hơn nữa đi. Nghe vậy Hà Triệt tuy rằng trong lòng sinh ra một tia không ổn, nhưng vẫn là kiên trì giải thích. Dù sao chuyện này hắn cũng không phải làm loạn, mà là xác xác thật thật bên kia có quân thiếu ý tứ. Đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột, đối phương địa vị kinh khủng như vậy, hắn Hà Triệt dám không nể tình sao? Quân thiếu, người cái này ngu ngốc có đúng hay không ở trong mắt cũng chỉ có quân thiếu. Nào biết Hà Triệt không như thế biện giải hoàn hảo, một biện giải, Hà Nguyên Bồi càng nhìn không được tức giận. Một cái tát hung hăng vẫy ở con trai mình trên mặt, đưa hắn mặt đều cho đánh sưng lên. Trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Ba, ngươi, Hà Triệt nhất thời ngây người, không nghĩ tới cha mình cư nhiên sẽ vẫy bản thân một cái tát. Lẽ nào, hắn nói sai rồi cái gì không? Thấy tình cảnh này, Hà Lục gia vẫn là có mấy phần năng lực xử sự, biết chuyện nặng nhẹ, nhịn không được thận trọng nói tộc trưởng, nếu chuyện bây giờ đã xảy ra, chúng ta bây giờ còn là mau nhanh nghĩ biện pháp. Làm sao tranh thủ đối phương tha thứ đi. Hà Triệt nghe vậy bỗng nhiên một cái giật mình, trong ánh mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm Hà Lục ra, nhịn không được hỏi cái gì, Hà Lục, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Hà Lục ra nghe vậy nhìn hắn một cái, nhịn không được thở dài một tiếng nói tuy rằng chuyện này không trách ngươi, có thể bị ngươi giam tuổi nhỏ người tựa hồ có đại lai lịch. Hiện tại, không chỉ là Trần gia vị kia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tới, còn có Trần gia lão nhân gia kia cũng tới. T. Hà Triệt nghe vậy nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh, cắt đứt Hà Lục gia nói, run rẩy nói chờ, vân vân chờ đã, ngươi là nói, Trần gia đại trưởng lão. Cùng Hà gia chúng ta lão tộc trưởng một cấp bậc Trần gia đại trưởng lão. Ngươi nói hắn đích thân đến. Thân là Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi thân tử. Hắn đương nhiên biết cái gọi là Trần gia lão nhân gia kia, đại biểu là cái gì? Đại biểu là cùng bọn họ Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng một cấp bậc Trần gia đại trưởng lão. Là cái loại này chân chân tránh tránh hóa thạch cấp bậc siêu cấp khủng bố dị năng giả lão quái vật. Đồng thời cũng là Trần gia đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên tự mình đến rồi, cùng hắn so với cái gọi là Trần Diệu Dương quả thực buồn bã thất sắc, không hề tồn tại cảm. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết ba hắn vì sao như vậy sinh khí. Lẽ nào tiểu tử kia, thật có cái gì khủng bố lai lịch phải không? Liên đường đường Trần gia đại trưởng lão cũng như cái này nể tình, tự mình đến đây. Nghĩ đến đây, Hà Triệt lòng bàn tay đều ướt, đầu đầy mồ hôi. Ngón tay các đốt ngón tay trắng bệch. Đúng vậy, chính là lão nhân gia kia. Nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề đều còn chưa phải là hắn, mà là một vị trẻ tuổi. Hà Lục gia nghe vậy gật đầu, tiếp tục giải thích. Trần Phi, người trẻ tuổi kia hình như gọi Trần Phi. Hà Triệt nghe vậy ngơ ngác cắt đứt Hà Lục gia nói. Hắn hình như nhớ kỹ, người nọ gọi là Trần Phi. Họ Trần. Hà Nguyên Bồi nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó hoặc như là đột nhiên nhớ tới cái gì, mâu quang lóe ra, lo lắng nói được rồi, được kêu là làm hoa chí nam tuổi nhỏ người ở đâu. Người không đem hắn thế nào đi. Hắn sợ mình nhi tử trả lời ra cái gì chấn động tin tức, vậy bọn họ Ma Cao Hà gia không muốn thực sự xảy ra chuyện lớn, thật to không ổn. Không, không có, hắn bây giờ đang ở trên lầu gian phòng, ta chỉ gọi là người đem hắn coi chừng, không cho hắn ly khai mà thôi, kỳ, cái khác ta cái gì đều làm. Hà Triệt nghe vậy ngay tức khắc lắp bắp nói, đồng thời trong lòng cũng giống là thở dài một hơi. Cũng may là có Trần Diệu Dương sớm cho hắn đánh tới mở điện nói. Nhưng hắn ý thức được đối phương khả năng cũng có chút địa vị, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt, bởi vậy cũng chỉ là khách khí hạn chế đối phương nhân sinh tự do mà thôi, vẫn là lấy đối phương thua cuộc, thiếu tiền danh nghĩa. Vì vậy, tình huống sẽ không có hư như vậy đi. Hà Triệt đầu đầy mồ hôi trong lòng dù gì nói. Tự ở phía trên, nhanh, hiện tại ngay tức khắc mang ta đi qua. Hà Nguyên Bồi nghe vậy cuối cùng cũng buông lỏng xuống, chợt ngay tức khắc nhượng con trai mình dẫn hắn đi. Giải Linh còn hứa hệ linh người, hiện tại Hoa Chí Nam chính là cái kia hệ linh người, vì vậy trước hết đem đối phương thỉnh đi ra rồi hãy nói. Cùng lúc đó, Ngân Hà Cửu Thiên cao tầng đại tửu điếm bên trong một gian phòng. Bên ngoài phòng có hai cái vóc người khôi ngô hắc y nhân gác theo.
Bên trong gian phòng, một mảnh đen kịt, không có ngọn đèn, tối dựa vào góc trong bóng tối, Hoa Chí Nam xõa tung theo tóc cả người co rúm ở một đoàn, không biết là bởi vì sợ còn là tự trách, trong miệng vẫn luôn ở tự lẩm bẩm ta thật vô dụng. Vì sao, vì sao, vì sao ta vô dụng như vậy? Rất hiển nhiên hắn giờ này khắc này tâm tình nghiễm nhiên là hỏng mất, nội tâm khẩn trương thậm chí kinh hoàng bất lực hoàn toàn có thể nói là nghiêm trọng nhất, từ sinh ra tới nay nghiêm trọng nhất. Vì vậy hắn cả khuôn mặt đều là trắng bệch, môi run rẩy, thậm chí có một ít phát thanh. Ở nơi này một hai ngày thời gian, nhượng hắn từ vân vô ích đỉnh thẳng tắp rơi vào vực sâu tuyệt cốc. Hắn ở Ma Cao sòng bạc đổ lớn, thua một cái ức, hắn thừa nhận áp lực hoàn toàn đơn giản là thường nhân khó có thể tưởng tượng thật lớn. Tuy rằng đến bây giờ hắn đã có một ít thanh tỉnh, minh bạch bản thân rất khả năng bị người bày cuộc lừa gạt hại người, thế nhưng, như vậy có gì khác biệt? Hiện tại kết quả là hắn ở Ma Cao sòng bạc thua một cái ức, lẽ nào hắn còn lẫn mất rơi? Lẽ nào đối phương không biết gọi điện thoại thông chi đến ba mẹ hắn? Không, nghìn vạn không muốn. Ba, mụ, đừng tới cứu ta, nghìn vạn đừng đưa tiền đây cứu ta. Giống như là một dây thần kinh bị cực tàn nhẫn lôi kéo đến cực hạn trình độ, lại cư nhiên không có dạn nứt mở. Hoa Chí Nam thật sâu chôn đầu mình, không tiếng động nức nở nói. Hắn hận bản thân vô năng, cũng hận tại sao mình như vậy ngu xuẩn. Chịu không nổi đối phương khiêu khích mà lâm vào tuyệt vọng như vậy hiểm cục. Hắn thua cuộc không quan hệ, thậm chí hắn đã chết, cũng không quan hệ, thế nhưng, hắn thực sự sợ bản thân liên lụy phụ mẫu của chính mình. Phải biết rằng đây chính là một cái ức a, một cái ức, thế nào còn? Không muốn, đừng tới, nghìn vạn đừng tới. Một cái ức a, các ngươi còn không được, ba, mụ, nghìn vạn đừng tới. Hoa Chí Nam chôn thật sâu theo đầu, một bên nghẹn ngào, một bên tự lẩm bẩm. Hắn chỉ cảm giác mình chưa bao giờ có thể thảm như thế cùng chật vật, cũng chưa từng có như thế trăng dám, nếu hắn có thể cường một điểm thì tốt rồi, mạnh hơn chút nữa. Hoa tiên sinh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở. Theo chỉ thấy Hà Nguyên Bồi thần sắc lo lắng xuất trước một bước đi tới, kỳ đi theo phía sau thần sắc giống vậy lo lắng Hà Lục Gia, cùng với run rẩy hiển hách Hà Triệt. Cái này, nguy rồi. Mà khi người trước Hà Nguyên Bồi nhìn thấy một màn này, bên trong gian phòng vị trẻ tuổi kia vẻ mặt lệ ngân co rúm ở tối góc tối, điều này làm hắn nhịn không được trong lòng cây huyền mạnh một băng bó, phía sau lưng phát lạnh, không khỏi ra đầu tê dại lên. Cái này, nguy rồi. Hắn thiên toán vạn toán, lại không coi là đến đối phương tinh thần năng lực chịu đựng như vậy kém. Vì vậy nếu là đối phương cái trạng thái này, nếu như bị Trần gia đại trưởng lão cùng với vị trẻ tuổi kia nhìn thấy nói. Dù là hắn Hà Nguyên Bồi tại đây cảng Úc Lưỡng Địa coi như là cái đại nhân vật, có thể hắn hiện tại cũng không nhịn được thân thể có chút run rẩy lên, khó có thể khống chế. Ai, là ngươi, mà ở nhìn thấy đối phương đột nhiên xông tới, Hoa Chí Nam ngạnh sinh sinh ngừng nghẹn ngào, cúi đầu, nhãn thần có chút không rõ nói. Hắn không biết Hà Nguyên Bồi, Hà Lục Gia là ai, nhưng hắn lại đương nhiên nhận thức Hà Triệt, cái kia thân thủ đưa hắn Hoa Chí Nam từ vân vô ích đạp rơi xuống vực sâu tuyệt cốc Hà Triệt. Mặc dù đối phương lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng này, sợ đến sắc mặt đều trắng bạch, không có chút huyết sắc nào, có thể hắn lại nhìn không thấy. Một là bởi vì hắn cúi đầu. Hai là bởi vì hắn nghẹn ngào khóc nhiều lắm, thấy không rõ. Tiểu tử xin chào, ta là Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi. Xin lỗi, trước chúng ta tựa hồ xảy ra một điểm hiểu lầm, bất quá bây giờ đã không sao, nếu không, người trước sửa sang một chút tâm tình của mình. Ngay Hoa Chí Nam có chút trở tay không kịp, cả người ở vào hỗn loạn mơ hồ dưới trạng thái lúc, Hà Nguyên Bồi chợt lên tiếng, giọng nói thập phần khách khí nói. Ma Cao Hà gia. Hoa Chí Nam nghe vậy mạnh một cái giật mình, vô ý thức ngẩng đầu trộm liếc một cái mỉm cười Hà Nguyên Bồi, theo trong ánh mắt dại ra hiện ra lau một cái chấn động, cùng với nồng nặc khó có thể tin. Lúc đầu lấy hắn hôm nay thân phận, địa vị là không có khả năng tiếp xúc được cảng Úc Lưỡng Địa đỉnh cấp vòng tròn, tự nhiên, cũng không thể nào nói đến biết được Ma Cao Hà gia, đến tột cùng là hạng cao độ quái vật lớn tồn tại. Chỉ bất quá, ngay hắn mấy ngày trước đây rơi vào đối phương thiết tốt cục sau, đã có may mắn hiểu được Ma Cao Hà gia tồn tại. Đó là kéo dài qua cảng Úc Lưỡng Địa cao cấp nhất long đầu một trong những gia tộc, đồng thời cũng là Ma Cao bản địa tối không thể tranh cãi cự kiêu. Ngay cả chính phủ phía chính phủ cũng phải nể tình,
tỷ kỳ phong mang, bởi vậy có thể thấy được Hà gia ở Ma Cao bản địa chính mình cỡ nào năng lượng kinh khủng. Nói là trong bóng tối đế vương, đều không quá đáng. Có thể, nhưng bây giờ, đối phương lại còn nói mình là Ma Cao Hà gia tộc trưởng, Hà Nguyên Bồi. Hoa Chí Nam chỉ cảm giác mình trong nháy mắt hỗn loạn, tâm tình cùng tư duy đều rất không rõ. Lẽ nào, đối phương là vì hắn thua một cái ước tới? Cái gì, Hà tộc trưởng, xin lỗi ta thực sự cầm không ra nhiều tiền như vậy. Hắn mím môi, thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy, đây chính là một cái ức, hắn thực sự cầm không được. Rất hiển nhiên, cái này nhất thời nửa khắc trong nháy mắt, hắn cũng không có cẩn thận muốn, mà chống đỡ phương Ma Cao Hà gia tộc trưởng thân phận, sao có thể vì chính là một cái ức bỏ chạy đến tự mình tìm hắn, nhưng lại giọng nói khách khí như vậy. Chỉ là cái này không thể trách hắn. Dù sao hắn mấy ngày này thừa nhận áp lực chân thực quá khủng bố, quá thật lớn, đều nhanh muốn tiếp cận tan vỡ biên giới. Mà Hà Nguyên Bồi cùng với Hà Lục gia đám người ở nghe được Hoa Chí Nam những lời này, loại tinh thần này tiến gần hỏng mất trạng thái, nhịn không được mặt mũi trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Người sau càng nhịn không được cướp lời nói đầu nói Hoa tiên sinh ngươi hiểu lầm, trước chúng ta quả thực không biết ngươi là Trần tiên sinh bằng hữu, cho nên đối với ngươi làm ra như vậy mạo phạm chuyện tình. Thực sự là xin lỗi. Người bây giờ trước chớ khẩn trương, chúng ta thật không có ác ý gì, Hà Triệt, còn không cho Hoa tiên sinh xin lỗi. Vừa nói, hắn còn một bên liều mạng cho Hà Triệt nháy mắt. Không có biện pháp a, muốn là đối phương hiện tại bộ dáng này, nhượng Trần gia đại trưởng lão còn có vị trẻ tuổi kia nhìn thấy nói, không lầm sẽ bọn họ mới là lạ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng thực sự đại sự không ổn. Không sai, tiểu tử. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi nghịch tử này, vẫn còn cái này đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau nhanh lăn tới đây cho ta xin lỗi. Hà Nguyên Bồi nghe vậy một bên xem thường chậm nói khuyên bảo, an ủi Hoa Chí Nam cảm xúc, một bên hung hăng trừng mắt một cái con trai mình, quát lạnh. Đúng, xin lỗi, Hoa tiên sinh ta thật không biết ngươi là vị kia Trần tiên sinh bằng hữu, đều là hiểu lầm, xin lỗi. Hà Triệt nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự. Cấp tốc đi tới Hoa Chí Nam trước mặt khom lưng nói khiểm, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hình dạng. Mặc dù nói lên, chuyện này hắn cũng có chút oan, rõ ràng là bởi vì Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu bên kia thân phận, hắn mới làm như thế, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám lại tính toán nhiều như vậy. Dù sao phải biết rằng bên này thế nhưng liên Trần gia đại trưởng lão cũng đích thân tới. Hơn nữa càng chuyện kinh khủng vâng, trừ lần đó ra. Còn có một vị khác hư hư thực thực so với lão nhân gia ông ta kinh khủng hơn tuổi nhỏ người. Không phải là, các ngươi đây là, chỉ là bọn hắn bên này nói dễ dàng, thế nhưng Hoa Chí Nam đầu kia nhưng thật giống như cùng nghe thiên thư vậy trong mắt càng mở càng lớn, miệng cũng hợp không hơn. Cái gì Trần tiên sinh, Trần phi sao? Không thể nào đâu. Hắn mặc dù hiện tại ở tỉnh Giang Nam nội lẫn vào hình như có chút thật tốt, nhưng này biên dù sao cũng là Ma Cao a. Chỉ sợ cũng xem như là Thương Hải tập đoàn cao tổng loại cấp bậc đó Bắc Sơn thị thủ phủ, cũng rất khó đưa tay đưa đến bên này, chớ nói chi là đem hiện ở trước mặt hắn ba người này sợ đến như vậy. Đây chính là Hà Gia A, Ma Cao Hà Gia, cảng Úc lưỡng địa cự kiêu cấp bậc quái vật lớn. Tiểu tử, người phải có vị bằng hữu gọi Trần Phi đi. Đối với Hoa Chí Nam hiện tại loại này nghi hoặc dáng dấp Hà Nguyên Bồi cũng không có cảm thấy kỳ quái, trái lại khách khí hỏi. Rất hiển nhiên, nếu là hắn sớm biết mình vị bằng hữu kia chính mình năng lượng to lớn như vậy, cùng với cái loại này có thể nói biến thái thực lực kinh khủng nói, trước đã sớm sẽ mang ra đối phương Trần Phi hàng đầu. Cũng không có khả năng còn giống như vừa rồi như vậy tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, hắn Hà Nguyên Bồi hiện tại cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì, đối phương vị trẻ tuổi kia tự mình tìm tới cửa, hơn nữa vị trẻ tuổi kia từng đem ngựa nhà lão quái vật đánh thành trọng thương. Người nói Trần Phi, thực sự là hắn. Hắn lại có biện pháp tìm được Ma Cao đến. Hoa Chí Nam vừa nghe đến lời của đối phương, không khỏi cả người rung chấn động, không nghĩ tới cư nhiên thực sự là hắn huynh đệ tìm được Ma Cao tới cứu hắn. Hơn nữa, liên đường đường Ma Cao Hà gia đều cư nhiên như thế sợ hắn. Mà ở nhìn thấy Hoa Chí Nam quả nhiên không biết Trần Phi bí mật, nếu không hắn lúc này không thể nào biết kinh ngạc như thế, Hà Nguyên Bồi mâu quang lóe lên, sau đó cười nói tiểu tử. Nhìn ngươi như thế nghi hoặc, ta đây trước giải thích cho ngươi một chút đi. Hắn theo liền đem mình hiểu rõ đến tình huống, về Hà Triệt vì sao biết bày cuộc lừa gạt hại người hắn một ức, cùng với Thánh Hỏa Tông thiếu chủ thân phận,
còn có Trần Phi cùng với Trần gia đại trưởng lão tìm tới cửa sự tình, còn Nguyên, không có bất kỳ thêm dầu thêm mỡ nói ra. Rất hiển nhiên, đây cũng là chỗ thông minh của hắn, không đi làm này không ý nghĩa giải thích cùng giấu giếm. Cho nên khi hắn cuối cùng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ thác xuất sau, hắn bỗng nhiên hướng phía Hoa Chí Nam hơi khom người nói những lời này mặc dù có chút không được tốt nghe, nhưng chúng ta trước quả thực không biết người vị bằng hữu kia, giống như cái này dọa người địa vị, vì vậy, thực sự xin lỗi. Chuyện này là Hà gia chúng ta lỗi, xin lỗi. Lão tiên sinh đừng như vậy. Hoa Chí Nam nghe vậy lại càng hoảng sợ, vừa líu lưỡi đối phương quả quyết, cũng cây S-Iota sợ huynh đệ mình đối với đối phương lực trần N-S-Iota. Phải biết rằng chính hắn cũng là vòng tròn nội lẫn vào, tuy rằng trình tự thiếu, nhưng cũng biết có thể để cho đường đường cảng Úc lưỡng địa cự kiêu cấp bậc ma cao Hà gia tộc trưởng, thấp như vậy đầu, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đối phương là thật sợ, sợ hắn huynh đệ Trần Phi tức giận. Có thể nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên có chút phiền muộn nhược thất, ngơ ngác nói Hà tộc trưởng, lão tiên sinh, người có thể nói cho ta biết cái gì là dị năng giả, cái gì là cổ vũ giả sao? Ta vậy huynh đệ Trần Phi, là một vị rất lợi hại cổ vũ giả. Người muốn biết sao? Hà Nguyên Bồi nghe vậy đến không có ngoài ý muốn, bỗng nhiên vươn tay, mở ra lòng bàn tay, sau đó chỉ thấy đến một vòng rậm rạp chẳng chịt lôi văn xuất hiện, bùm bùm loạn hưởng, khiến bỗng nhiên nhìn kỹ đến một màn này Hoa Chí Nam đôi mắt co rút lại. Đây là dị năng giả, mà cổ vũ giả. Nói như thế nào đây, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả như vậy vậy, có công pháp, có chiêu thức, cũng có thể so với trong tiểu thuyết miêu tả khoa trương hơn. Đến mức người vị bằng hữu kia, hắn không có nói cho người biết, ta bên này tự nhiên cũng không tiện nhiều lời. Đương nhiên người nếu muốn biết rõ ràng nói, không ngại tự mình đi hỏi một chút hắn đi. Hắn tiếp mở miệng như thế nói. Là thế này phải không? Ta hiểu được, Hoa Chí Nam nghe vậy có chút trầm mặc, biểu tình ngơ ngác. Dị năng giả, cổ vũ giả. Hắn cảm giác mình cổ xưa thế giới, hình như bỗng nhiên bị người từ ngoại giới thô bạo vạch tìm tòi một đường may, mở ra một cánh cửa, làm hắn máu quý động. Muốn, nếu trước hắn cũng chính mình thực lực như vậy, có hắn huynh đệ Trần Phi như vậy cường, có thể, cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy đi. Cảm ơn ngươi, lão tiên sinh, huynh đệ ta hiện tại ở đâu, thỉnh dẫn ta đi gặp hắn đi. Sau một hồi, Hoa Chí Nam bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hắn bây giờ đang ở phía dưới sòng bạc nội, tuy rằng không có ý tứ, nhưng tiểu tử, ngươi như thế này, có thể hay không ở ngươi trước mặt bằng hữu giúp Hà gia chúng ta nói tốt vài câu. Hà Nguyên Bồi nghe vậy chỉ dưới chân phương, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Lão tiên sinh xin yên tâm đi, ta sẽ nói với hắn. Hoa Chí Nam nghe vậy, khóe miệng miễn cưỡng buộc vòng quanh lau một cái cười. Lúc này, hắn có chút không yên lòng. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn Hoa Chí Nam còn có con của hắn Hà Triệt đi tới đỉnh cấp VIP cửa phòng ngoại. Bất quá lúc này đây hắn lại không nhượng những người khác theo tới, Hà Lục gia cũng không nhượng, bởi vì này sự kiện hiện nay kỳ thực cũng chỉ liên lụy đến Hoa Chí Nam, còn có con của hắn Hà Triệt. Hiện tại hai người đều ở đây, tự nhiên cũng không cần những người khác nhiều hơn nữa chuyện, để tránh khỏi phức tạp. Bên trong gian phòng, Hoa Chí Nam mơ hồ có thể nghe được Trần Phi quen thuộc tiếng ồn ào, đầu tiên là nhượng hắn hơi cảm thán, có thể sau lại, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên cổ quái, sau đó càng nhìn không được liền đẩy ra cửa phòng. Cửa đẩy mở, Hoa Chí Nam rõ ràng thấy Trần Phi trước mặt sòng bạc trên, bày đặt ba bài tẩy. Ây ây ây! Mẹ, cái này xòe ra đồ chơi! Nổ, nổ kim hoa! Hắn bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó thật không tốt hồi ức. Nhìn không được cả người một cái giật mình. Lúc này người muốn hỏi hắn đại học ấn tượng tối khắc sâu sự tình, là lúc nào, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho người biết. Đại học hắn lần đầu tiên cùng Trần Phi nổ kim hoa thời gian, hắn đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ, nghĩ lại mà kinh. Kẻ dối trá. Mà Trần Phi ở nhìn thấy nhà mình huynh đệ cư nhiên xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không chút do dự đứng dậy bước nhanh đi tới trước người hắn. Vỗ vỗ thân thể hắn, vẻ mặt quan tâm nói ngươi không sao chứ. Bọn họ không đối với ngươi dưới cái gì độc thủ đi. Nếu là có ngươi liền trực tiếp nói, bọn họ thế nào đối với ngươi làm, bất kể là ai ra tay, là ai dưới khiến, ta đều biết để cho bọn họ nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Nói được thì làm được. Trần Phi lời vừa nói ra,
vô luận là Hà Nguyên Bồi hay là Hà Triệt đều sắc mặt mạnh biến đổi, người trước trong mắt càng theo bản năng hiện ra lửa giận. Mà khi hắn tiếp khóe mắt dư quang trùng hợp quét Trần Phi trước ngồi vị trí kia hậu phương, nhất thời lại nhìn không được cả người một cái giật mình, mơ quang run lên, sau đó cấp tốc bước nhanh đi tới phương hướng kia, đi tới Độc Nhãn trước mặt lão giả cung kính nói Trần Thúc Thúc, ngài đã tới. Ừ, Độc Nhãn lão giả chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, dùng giọng mũi lên tiếng. Hà tộc trưởng, nhưng thật ra một bên Trần Diệu Dương lập tức chắp tay nói. Tuy rằng hắn hiện tại chính là Trần gia đại gia trưởng, nhưng đối phương dù sao cũng là phụ thân hắn bối, đương nhiên không có khả năng thất lễ. Đối với Hà Nguyên Bồi loại này nhân vật thế hệ trước mà nói, Trần Diệu Dương hôm nay tuy rằng ngồi trên Trần gia đại gia trưởng vị trí, nhưng dù sao vẫn là quá tuổi còn trẻ, mới 3-40 tuổi, đủ cùng hắn chênh lệch gần nửa cái một giáp, tự nhiên không cần đối kỳ cùng đúng Trần gia đại trưởng lão như vậy tôn kính, dù sao, thân phận bất đồng. Dĩ nhiên, tuy rằng lấy thân phận của hắn có thể không thèm để ý Trần Diệu Dương, có thể ở đây có một. Khác vị trẻ tuổi hắn cũng không dám chút nào khinh thường. Đó chính là, Trần Phi. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Ma Cao Hà gia tộc trưởng, Hà Nguyên Bồi. Hắn sau một khắc không dám có chút chần chờ, lại xoay người hướng phía Trần Phi đi đến, biểu tình khẩn trương hướng Trần Phi vươn tay chào hỏi. Thái độ thập phần khách khí, cung kính. Không có biện pháp a, phải biết rằng hiện tại ngay cả đường đường Trần gia đại trưởng lão, cũng không có so với khiêm tốn cùng cái người hầu tựa như đứng ở đối phương vị trẻ tuổi kia phía sau. Dù là hắn Hà Nguyên Bồi hôm nay đều 70, tại đây cảng Úc Lưỡng Địa cũng xưng là một nhân vật, lúc này trong lòng cũng là khẩn trương đến rất. T. Mà ở nhìn thấy Hà Nguyên Bồi cư nhiên chủ động bắt đầu hướng Trần Phi loại này thiểu niên vươn tay, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn còn lộ ra mấy phần khẩn trương, Kha Hướng Đông nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh, đều thiếu chút nữa trợn tròn, còn tưởng rằng gặp được quỷ đâu. Phải biết rằng người khác không rõ ràng lắm Hà Nguyên Bồi thân phận. Có thể hắn bởi vì là Hà Lục gia tiện nghi cậu em vợ duyên cớ, lại biết nhất thanh nhị sở. Đây chính là đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm A. Không hề nghi ngờ chân chính cự kiêu cấp bậc đại lão, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng chính là một người trẻ tuổi như vậy tôn kính, thậm chí kính nể, điều này làm cho hắn có dũng khí chính đang nằm mơ, không thực tế cảm giác, đầu đầy mồ hôi. Mẹ, may là lão tử đủ thông minh, nếu không tự xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó hắn đã ở may mắn bản thân vừa rồi đủ thông minh, không có làm ra cái gì chuyện điên rồ, bằng không, hiện tại chỉ sợ là thần tiên tới cũng đều cứu không được hắn. Quá kinh khủng. Đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Thế mà càng làm cho người ta chuyện kinh khủng là Trần Phi thậm chí ngay cả xem đều không xem Hà Nguyên Bồi thân đi ra ngoài tay, liền trực tiếp lôi kéo kẻ dối trá đi ra căn này đỉnh cấp VIP gian phòng đơn cửa. Quả thực liền đem đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng làm không tồn tại. Ngươi, thấy tình cảnh này, Hà Triệt nhịn không được biến sắc, trong ánh mắt theo hiện ra hừng hực lửa giận. Bởi vì phải biết Hà Nguyên Bồi thế nhưng phụ thân hắn, nhưng bây giờ phụ thân hắn, đường đường Ma Cao Hà gia hiện tại tộc trưởng, lại cư nhiên bị chính là một người trẻ tuổi như vậy không nhìn, đây quả thực là nhục nhã, há có thể nhượng hắn không tức giận. Đến mức Hà Nguyên Bồi thấy tình cảnh này, gặp Trần Phi chính là một người trẻ tuổi lại dám chim cũng không chim hắn, nếu đổi một chỗ giờ đổi một người, hắn tuyệt đối muốn thẹn quá thành giận. Nhưng hôm nay hắn lại muốn tức giận đều sinh không đứng dậy, thậm chí mạc danh kỳ diệu nội tâm cảm giác được một tia sợ hãi, cái trán không khỏi nhiều hơn mấy viên giọt mồ hôi. Bởi vì phải biết vừa rồi, hắn thế nhưng rõ ràng đã tự giới thiệu, nói ra thân phận của mình, là Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm. Có thể dù vậy, đối phương nhưng cũng còn là giống như chưa từng nghe qua, hay là nghe được cũng tốt giống như cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề vậy, ý tứ này theo cái gì? Ý nghĩa đối phương căn bản cũng không có đem bọn họ Ma Cao Hà gia không coi vào đâu. Nghĩ đến đây, dù là lấy hắn Hà Nguyên Bồi thân phận, lúc này cũng không nhìn được đầu đầy mồ hôi, thân thể cũng theo không cách nào khống chế run rẩy, xoay người nhìn phía Trần gia đại trưởng lão xin giúp đỡ lên, nói Trần Thúc Thúc, vị kia đến tột cùng là... Rất hiển nhiên, hắn hiện tại thầm nghĩ làm rõ ràng vị trẻ tuổi kia đến tột cùng là thân phận gì. Lẽ nào đối phương thật có tư cách liên bọn họ đường đường Ma Cao Hà gia, cũng không coi vào đâu. Ngươi muốn biết cái gì? Trần gia đại trưởng lão gặp Trần Phi lôi kéo kẻ dối trá đi tới, rốt cục không lại hiển lộ được thấp như vậy điều, ngẩng đầu, khàn khàn trong con ngươi hiện ra lau một cái bá khí, nhìn quét toàn trường nói không liên hệ người,
toàn bộ đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, Kha Hướng Đông lập tức sắc mặt tái nhợt mang theo không liên hệ người thần tốc ly khai. Hoàn toàn không dám có chút chần chờ. Thấy tình cảnh này, Hà Nguyên Bồi hoàn toàn không dám có chút dị nghị, trái lại không hiểu cảm giác phía sau lưng cảm giác mát sâu hơn, ngón tay các đốt ngón tay trắng bệch, khẽ run lên. Hà tiểu tử, xem ở thúc thúc ngươi mặt mũi, ta còn là cho ngươi để tỉnh đi. Chuyện này, làm sai hành lý chặt nhận, không có làm sai cũng nghìn vạn đừng. Nữa xen vào tiến đến, bằng không, sau đó quả chỉ sợ ngươi gánh chịu không dưới đến. Đợi được này không thể làm chung toàn bộ thần tốc ly khai đỉnh cấp VIP gian phòng sau, Trần gia đại trưởng lão bình thản đến rồi liếc mắt đầu đầy mồ hôi Hà Nguyên Bồi, lạnh lùng nói. Trong miệng hắn đúng phương thúc thúc, tự nhiên là Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng cái gì Thu Minh. Đối phương cùng hắn là người cùng một thời đại, coi như là cùng nhau chịu đựng nổi, có chút giao tình, vì vậy cũng không nguyện nhìn thấy đối với phương gia tộc mơ hồ chọc đại họa, không đáng. Cái này, Trần thúc thúc. Dù là Hà Nguyên Bồi trước đã có to lớn chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn bây giờ nghe lời của đối phương, cũng vẫn là không nhịn được giật mình, trái tim như là bị búa tạ đánh vậy, thiếu chút nữa cả người hít thở không thông. Phải biết rằng lấy Trần gia đại trưởng lão cái loại này người đời trước, nói thái độ thế nhưng rất có ý tứ, rất lâu không có khả năng đem lời nói chết như vậy, sẽ có quay về chỗ trống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại gọn gàng dứt khoát đem lời đều quán sáng tỏ. Nhưng hắn có sai nhất định phải nhận, đừng đang suy nghĩ cái gì ba phải, có thể nghĩ chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm trọng, tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi trước hắn mong muốn, khó có thể tưởng tượng. Trần thúc thúc, người trẻ tuổi kia thật có lợi hại như vậy. Dù sao thoạt nhìn hắn cũng liền mới hơn 20 tuổi a. Bất quá tiếp hắn lại vẫn còn có chút không cam lòng nói. Hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, thật có lợi hại như vậy. Ngươi nhìn không thấy hắn. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Không phải là, ta không phải là ý tứ này. Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong lòng run lên, nhịn không được giải thích. Được rồi, ta lười nghe ngươi giải thích. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy trực tiếp đem cắt đứt, mơ quang đột nhiên xẹt qua một tia sáng kỳ dị nói Hà tiểu tử. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi các Ma Cao Hà gia, theo chợ đêm so với, ai lợi hại? Đương nhiên là chợ đêm, Hà gia chúng ta làm sao có thể cùng chợ đêm so với, phải biết rằng, đây chính là cảng Úc Lưỡng địa cường đại nhất thế lực dưới đất. Hà Nguyên Bồi nghe vậy không chút do dự giọng nói kiên quyết nói. Phải biết rằng, đây chính là chợ đêm A, kéo dài qua cảng Úc Lưỡng địa kinh khủng nhất thế lực dưới đất, được khen là không thể tranh cãi hắc ám đế hoàng, ngay cả là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ thế giới, đều tuyệt đối là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật khủng bố. Thế lực cường đại. Mà cùng cái loại này quái vật lớn so với, bọn họ cái gọi là Hà gia chính là cái rắm. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dù sao tại nơi được khen là cảng Úc Lưỡng địa hắc ám đế hoàng chợ đêm nội, cũng không cầm phó hội trưởng cấp bậc tiên thiên cường giả hay là S cấp dị năng giả, liền nói vậy ít nhất có thể sử dụng 10 người ngón tay đi lên tính nửa bước tiên thiên cường giả hay là nửa bước S cường giả. Tùy tiện phái ra một vị, đều đủ để đưa bọn họ Ma Cao Hà gia dễ dàng nghiền diệt vô số lần. Như vậy có thể so với tuyệt vọng chênh lệch, làm hắn Hà Nguyên Bồi căn bản không sanh được đinh giờ dám cùng đối phương tương đối ý niệm trong đầu. Bởi vì, hoàn toàn không thực tế. Tốt lắm, Thánh Hỏa Tông Ni, người nghĩ Thánh Hỏa Tông cùng chợ đêm so với, ai mạnh ai yếu. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy lại hỏi một vấn đề, nói. Đương nhiên là chợ đêm. Lúc này đây Hà Nguyên Bồi cũng trả lời không gì sánh được kiên quyết. Thánh Hỏa Tông, phỏng chừng cũng liền nhiều nhất là chợ đêm phân bộ loại cấp bậc đó, hoàn toàn không có đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Kém thực sự quá xa quá xa. Tốt lắm, ta đây hiện tại nói cho người biết, tiểu tử kia từng cùng chợ đêm một vị phó hội trưởng bay qua mặt, nhưng bây giờ, hắn vẫn sống thật tốt. Đến mức Mã gia lão già kia đến bây giờ cũng không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Trần gia đại trưởng lão rốt cục nói ra hắn muốn nói ra. Thập, cái gì? Hà Nguyên Bồi nghe vậy thiếu chút nữa không bị dọa đến đặt mông ngã xuống đất. Thập, cái gì? Chợ đêm phó hội trưởng, đây chẳng phải là tiên thiên cường giả, hay là S cấp dị năng giả? Lúc này trên mặt hắn thần sắc mắt thường có thể thấy được thốn trắng bệch, cảm thấy từ trận hàn ý kéo tới, mồ hôi lạnh như không lấy tiền vậy không bị khống chế bừng lên. Hầu như trong nháy mắt làm ướt cổ áo của hắn. Ta đánh chết ngươi cái này không dài óc ngu ngốc,
Sau một khắc, hắn nhịn không được môi trở nên trắng run rẩy, giơ tay lên chính là một cái tát hung hăng khác ở con trai mình trên mặt, đánh cho Kỳ gương mặt đều có chút sưng lên đến. Có thể người sau lại cũng chỉ là ngơ ngác bụng mặt, hình như căn bản không cảm giác được đau vậy, thân thể cuồng run, mâu quang trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắc, chợ đêm. Phó hội trưởng. Tuy rằng lấy thân phận của hắn, địa vị, sợ rằng còn không cách nào giải trừ chợ đêm phó hội trưởng, rốt cuộc là loại nào kinh khủng cao độ. Nhưng vấn đề là, khi hắn khái niệm trong căn bản không cần những thứ khác, chỉ cần hai chữ, chợ đêm. Tựu đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trong mắt hắn cái gọi là Thánh Hỏa Tông cho chợ đêm sách giày cũng không xứng. Nhưng bây giờ, Trần gia đại trưởng lão lại còn nói người trẻ tuổi kia cũng dám cùng chợ đêm đại nhân vật dở mặt, và lại đến bây giờ còn sống thật tốt. Phù phù. Hà Triệt rốt cục không khống chế được sợ hãi của nội tâm, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ dắt cha mình ống quần thất thanh nói ba, người có thể nhất định phải cứu ta, nhất định mau cứu ta. Ta thật không biết tiểu tử kia sẽ có kinh khủng như vậy bằng hữu. Ta thật không biết a. Nhưng vấn đề là hiện tại không chỉ là hắn, ngay cả phụ thân hắn, đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi, lúc này cũng luống cuống. Hắn lý, để ý đều không lý, để ý con trai mình, nhìn Trần gia đại trưởng lão thất kinh nói Trần thúc thúc, chuyện này không nghiêm trọng như vậy chứ. Tất, dù sao chân chính muốn nói làm chủ người, cũng là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa. Chúng ta, có nghiêm trọng không ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, ta xem vị trẻ tuổi kia tựa hồ thật dễ nói chuyện, chỉ là điều kiện tiên quyết là, các ngươi chớ tự mình muốn chết, vậy thần tiên cũng khó cứu. Trần gia đại trưởng lão nghe vậy bình thản mở miệng nói. Sẽ không, Hà Nguyên Bồi liền vội vàng gật đầu nói. Bản thân muốn chết, nói đùa, bọn họ hiện đang sợ còn không kịp, nào còn dám bản thân muốn chết. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng kẻ dối trá đi hướng một cái đơn độc bên trong gian phòng. Tiến vào trong phòng, Trần Phi nhìn vẻ mặt trầm mặc Hoa Chí Nam quan tâm nói này, ta nói ngươi đừng như thế không nói lời nào a. Ta tới, đã không sao. Lấy kẻ dối trá nhảy thoát tính tình, nếu là trầm mặc, vậy khẳng định là khác thường, há có thể nhượng hắn không lo lắng. Ta biết đã không sao. Bất quá, tiểu tử ngươi có đúng hay không hẳn là giải thích cho ta một chút. Cổ vũ giả là vật gì? Kẻ dối trá đang nhìn mình huynh đệ chân thành biểu tình, bỗng nhiên nhếch môi cười cười, một thanh ôm Trần Phi đầu lớn thanh nói. Đáng chết, chớ đem ta kiểu tóc làm rối loạn. Này, Trần Phi nhất thời bất mãn lầm bầm nói. Cũng đưa tay ra ở đối phương trên đầu dùng sức mà xoa xoa, song phương như vậy đùa giỡn một trận. Thẳng đến song phương như vậy đùa giỡn một trận sau, Trần Phi đây cũng lại lần nữa thay một bộ nghiêm túc thần sắc, nói cổ vũ giả. Ngươi biết? Ừ, đã biết, vừa rồi vị kia Hà gia tộc trưởng nói cho ta biết, hơn nữa hắn còn nhượng ta ở trước mặt ngươi nói tốt vài câu, nhượng ta thay bọn họ van cầu tình. Kẻ dối trá nói cũng có chút cảm thán. Phải biết rằng, đây chính là đường đường Ma Cao cự kiêu cấp bậc gia tộc Hà gia tộc trưởng, lại cư nhiên dùng loại thái độ đó xin giúp đỡ hắn như vậy một tiểu nhân vật, để cho mình ở Trần Phi trước mặt thay bọn họ năn nỉ một chút, loại sự tình này mà nếu phát sinh ở bình thường. Đổi cái địa phương đổi cá nhân, quả thực không có cách nào khác tưởng tượng. Phải, vậy hắn cũng thật thông minh. Trần Phi nghe vậy đích lẩm bẩm một câu, lại mở miệng nói cái gọi là cổ vũ giả, kỳ thực liền cùng chúng ta bình thường thấy tiểu thuyết võ hiệp không sai biệt lắm. Chỉ là có thể sẽ hơi chút khoa trương giờ. Còn muốn khoa trương hơn một điểm, có thể khoa trương tới trình độ nào. Luôn không khả năng liên đạn đều không uy hát yêu ta được các ngươi đi. Kẻ dối trá lúc này đã là lần thứ hai nghe thế loại bảo, nhịn không được hỏi. So với tiểu thuyết võ hiệp còn khoa trương, luôn không khả năng, liên đạn đều uy hát yêu ta không được loại người kia tồn tại đi. Đạn, Trần Phi nghe vậy không nói chuyện, nói thẳng ánh mắt lóe lên sờ sờ mũi. Đạn, đồ chơi kia mà hiện tại với hắn mà nói, sợ rằng cùng món đồ chơi không sai biệt lắm, không nhiều lắm khác biệt. Ngươi, không phải đâu, cổ vũ giả thật nghiêu như vậy. Liên đạn cũng không thể đủ đối với các ngươi tạo thành uy hát yêu ta. Mà ở nhìn thấy huynh đệ mình bộ dáng này, kẻ dối trá ngay tức khắc nhìn không được tê một tiếng cũng hít một hơi khí lạnh, đôi mắt con người theo có rút lại lên, không dám tin nói. Phải biết rằng đối với các nàng loại này người thường mà thôi, đạn, súng lục các loại súng ống hoàn toàn là đại sát khí vậy tồn tại, nhưng bây giờ, huynh đệ mình biểu tình nhưng thật giống như có chút không, chẳng đáng.
Cái này vãi không thể nào đâu. Cổ vũ giả thật có như vậy như bức. Cái kia, cũng không có thể nói không có khả năng tạo thành uy hát Iota. Trên thực tế, chúng ta cổ vũ giả vòng tròn nội phân chia, từ thấp đến cao là tam lưu cổ vũ giả, nhị lưu cổ vũ giả, nhất lưu cổ vũ giả, nửa bước tiên thiên, tiên thiên cường giả. Đến mức đạn, nhị lưu cổ vũ giả tả hữu trình tự thì có thể tránh né, nhất lưu cổ vũ giả tả hữu hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Trần Phi nhịn không được giải thích. Tam lưu nhị lưu nhất lưu. Vậy ngươi bây giờ ni, ngươi bây giờ là cấp bậc gì? Còn có Hà gia tộc trưởng hình như là cái dị năng giả, hắn lại là cấp bậc gì? Kẻ dối trá lúc này hoàn toàn giống như tốt kỳ bảo bảo, bị người mạnh mẽ mở ra tân thế giới, nghi hoặc không ngừng nói. Ta hiện tại không sai biệt lắm sắp đến nửa bước tiên thiên đi. Đến mức Hà gia tộc trưởng cấp bậc gì, ta cũng không biết, bất quá hẳn là chỉ có A cấp dưới đi. A cấp chính là, Trần Phi đầu tiên là vẻ mặt đắc ý nói, sau đó lại giải thích. Dị năng giả chia làm C cấp, B cấp, A cấp, nửa bước S cấp, S cấp. Phân biệt đối ứng tam lưu cổ vũ giả, nhị lưu cổ vũ giả, nhất lưu cổ vũ giả, nửa bước tiên thiên cường giả, tiên thiên cường giả. Mà ở tiên thiên cường giả cùng S cấp dị năng giả dưới, đồng cấp đừng trong, dị năng giả bởi vì tiên thiên ưu thế, có thể so với đồng cấp cổ vũ giả cường ra nửa chu. Đến mức Hà gia tộc trưởng, tuy rằng hắn không có tận lực đi quan sát thực lực đối phương trình tự, kỳ thực cũng không quá dễ dàng quan sát, bởi vì dị năng giả không động thủ thời gian hãy cùng cái người thường vậy, hoàn toàn không có cái gọi là khí thế lưu lộ đáng nói, tự nhiên không thể nào phán đoán. Nhưng dù vậy, loại sự tình này mà hơi chút dùng óc ngẫm lại cũng đã biết. Trần gia đại trưởng lão ước chừng thực tại lực chắc là A cấp dị năng giả. Hà gia tộc trưởng khẳng định so với hắn yếu đi. Vì vậy phỏng chừng cũng liền ở B cấp dị năng giả trên dưới đi. Nói cách khác, đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng, đều mới cũng chỉ có B cấp dị năng giả tả hữu trình độ. Mà ngươi, cũng đã sắp tiếp cận nửa bước tiên thiên. Giống như là nửa bước S cấp dị năng giả. Mà ở nghe xong Trần Phi giải thích sau, kẻ dối trá dùng một loại xem thế là đủ rồi cây Iota sợ giọng nói, có chút thất thanh nói. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết vì sao trước đối phương những người đó sẽ khẩn trương như vậy. Hiện tại xem ra, vậy hẳn là đều còn chưa phải là khẩn trương, mà là sợ a. Đại Phi, nghĩ đến đây kẻ dối trá có chút trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nhịn không được mở miệng nói ngươi nói, ta có thể với ngươi trở thành một người như vậy sao? Trở thành cổ vũ giả, hoặc là dị năng giả, có khả năng sao? Ngươi nghĩ tập võ, Trần Phi nghe vậy giật mình. Nhưng không thế nào cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là hắn là một người thường, chợt có cơ hội va chạm vào thế giới kia đại môn, tiếp xúc được một. Khác phiến càng mở mang, càng sáng chói bầu trời, chỉ sợ cũng không cách nào bình tĩnh trở lại đi. Cùng đương sơ vậy, ta muốn xem thử một chút xem, nếu ta trước cũng giống như ngươi, là một cổ vũ giả, hoặc là dị năng giả, lại có như vậy thực lực cường đại đẳng cấp nói. Cũng sẽ không chật vật như vậy. Ta thiếu chút nữa đều tuyệt vọng. Kẻ dối trá thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Ngươi, ta đã biết. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt xẹt qua một tia lý giải, chợt mở miệng nói tập võ nói, ngươi cái này tuổi tạm thời còn là đừng suy nghĩ. Bởi vì niên kỷ chân thực quá lớn, bất quá, ngươi bây giờ ngồi xuống trước, ta cho ngươi kiểm sát một chút. Tập võ y tứ thở nhỏ mà đi. Kẻ dối trá hôm nay đều 25-26, niên kỷ quá lớn, sớm qua hoàng kim thời kỳ, tự nhiên không được. Bất quá, hắn Trần Phi không chỉ có riêng chỉ có cổ vũ giả, cái này một cái con bài chưa lật. Phải biết rằng, hắn thế nhưng thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, trong đó bừa bộn tu chân công pháp một đống lớn. Tuy rằng so ra kém hắn tiên môn thần công tọa vong kinh, nhưng đối với địa cầu loại này thế tục phàm giới mà nói, cũng có thể nói truyền thuyết. Không gì sánh được đáng sợ. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn kẻ dối trá phải có cái loại này có thể tu luyện thiên phú, tư chất mới được, nếu không hết thảy đều là không tốt. Phải biết rằng mặc dù là tại nơi cái kỳ quái tu chân giới, chân chính có thể tu tiên tu chân, kỳ thực cũng chỉ là cái thế giới kia số ít. Ở cái thế giới kia trong, tuyệt phần lớn là người kỳ thực đều không thể tu tiên tu chân, bởi vì không cái kia thiên phú, tư chất, cho nên mới càng lộ ra người tu chân địa vị tôn quý. Tôn sùng. Thả lỏng, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn muốn. Đợi được kẻ dối trá nghe vậy lão lão thật thật ngồi xếp bằng xuống đến sau,
Trần Phi vươn tay chậm rãi ở giữa không trung vẽ họa, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó liền có một đạo nhũ bạch sắc quang mang từ trên xuống dưới, không có vào xảo quyệt đầu cốt, thiên linh cái. Đây là, a, đau quá. Kẻ dối trá chỉ cảm thấy không hiểu có một loại khí ấm áp chảy vào nhập thân thể hắn, nhưng hắn cả người cũng bắt đầu run, nóng lên, có thể theo, hắn chợt cảm giác được ót tâm truyền đến một loại toàn tâm đau nhức, làm hắn thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu có chút tiếc nuối nói không được. Rất hiển nhiên, mới vừa biểu hiện, đã chứng minh rồi kẻ dối trá cũng không có tu tiên thiên phú. Bởi vì hắn thiên linh cái hoàn toàn là chết, không có linh. Không được, quên đi đi, kẻ dối trá nghe vậy có chút thất vọng mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết loại sự tình này không có biện pháp cưỡng cầu, vì vậy chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên cũng không biết phải an ủi như thế nào, đơn giản thay đổi một đề tài, nói Nga, được rồi, ngươi và Thánh Hỏa Tông thiếu chủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là hắn tìm ngươi phiền phức. Còn nhớ rõ ngươi lên lần ở Sa Loan hội sở lái ra ngọc bích có khiếu sao? Ta đây lần đem nó mang tới, chuẩn bị tham gia XXX ngọc thạch triển lãm sẽ, vi về sau tạo thế. Có thể triển lãm ngày đó, cái kia họ Quân lại mạnh hơn mua ép bán, chỉ cho 100 vạn, vừa muốn đem có khiếu mua đi, ta đương nhiên mặc kệ. Sau lại ta đã bị người rượt dây đến Ngân Hà Cửu Thiên tiểu chơi, sau đó tự thua một cái ức. Hoa Chí Nam trước nói xong rất tức giận, có thể càng về sau. Lại giọng nói thay đổi hạ. Bởi vì hắn nghĩ chuyện này, nhưng thật ra là chính hắn vô dụng mà thôi, nếu không không có khả năng biến thành như vậy. Vậy có khiếu ni? Không có, bị vừa rồi người kia cầm đi, nói là mượn nợ ta cá là thua tiền. Là như thế này. Trần Phi nghe vậy sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói người có nghĩ là báo thù. Kẻ dối trá nghe vậy sửng sốt, nhất thời nói lời thừa, dĩ nhiên muốn. Muốn là được. Chuyện này giao cho ta đi cùng vị kia Hà gia tộc trưởng hảo hảo nói chuyện, Trần Phi nghe vậy mâu quang lóe lên nói. Kẻ dối trá nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái kích động, sau đó chợt có chút vô lực lên, nói ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này ta là ở quá mệt mỏi, quả thực, hắn mấy ngày nay thừa chịu quá nhiều lắm áp lực, hôm nay rốt cục có thể trầm tĩnh lại, đương nhiên mệt mỏi. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại hơi sững sờ. Sau đó như là đoán được cái gì, đưa tay ở kẻ dối trá vỗ vỗ lên bả vai nói chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi là huynh đệ ta, ngươi có nguyện vọng gì, ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt thành. Tập võ phương diện này lấy ngươi tình huống hiện tại không được, nhưng, dị năng giả bên kia, có thể còn có thể có hy vọng. Nói chung cho ta chút thời gian, hãy chờ tin tức của ta. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi đi ra khỏi phòng. Huynh đệ, tạ, cảm tạ. Bên trong gian phòng kẻ dối trá lại không biết khi nào cúi thấp đầu xuống, nỉ non thanh có chút nghẹn ngào. Khoảng chừng thập phần sau, Ngân Hà Cửu Thiên tầng chót ta tổng thống gian phòng. Trần Phi, Trần Diệu Dương cùng với Độc Nhãn lão giả đều ở đây, theo tiếng đập cửa vang lên. Trần tiên sinh, Hà gia tiểu tử kia tới. Độc Nhãn lão giả chậm rãi nói, biết chắc là Hà Nguyên Bồi đến rồi. Ừ, để cho bọn họ vào đi. Trần Phi nghe vậy gật đầu, nói. Mặc dù bảo hôm nay chuyện này đến lúc này, đều đã không sai biệt lắm, có thể trong mắt hắn, vẫn còn có chuyện mà không xử lý tốt, đó chính là cái gọi là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa, tiểu tử kia mới là làm chủ người. Lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, Trần Diệu Dương ngay tức khắc ra đi đón người, một lát sau, Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi cùng với con của hắn Hà Triệt, tất cả vẻ mặt tất cung tất kính, kính nể đi đến. Đối với Hà Nguyên Bồi, Hà Triệt hai phụ tử mà nói, hôm nay Trần Phi đã cùng quái vật không khác nhau nhiều. Dù sao đây chính là chợ đêm A, cảng Úc lưỡng địa kinh khủng nhất thế lực dưới đất, nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi lại dám theo bọn họ dở mặt, cái này để cho bọn họ há có thể không sợ. Cảm thấy một áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Người sau tức thì bị sợ đến trái tim đều nhanh ngưng đập, cả người như trong tảng băng mỏng vậy. Ngón tay các đốt ngón tay trở nên trắng, một đôi tay cũng không biết cần để nơi nào. Tuy nói hắn cũng oan, chuyện này hắn cũng không phải chủ mưu, nhưng vấn đề là dù sao bày cuộc bẫy người chuyện này là hắn làm, chống chế không được, cũng không lá gan đó dám chống chế. Vì vậy nghĩ đến đây, Hà Triệt nhịn không được hung hăng cắn răng một cái,
lên tiếng nói Trần tiên sinh, chuyện này trách ta, trước ta quả thực không biết vị kia Hoa tiên sinh, là bằng hữu ngài. Đương nhiên, ta cũng không phải nói xạo, vì vậy mời nghiêm phạt ta đi, Hà gia thật cùng chuyện này không quan hệ. Lời vừa nói ra, vô luận là Hà Nguyên Bồi hay là Trần Diệu Dương đều ngẩn người, không nghĩ tới Hà Triệt lại muốn đem chuyện này toàn bộ bản thân lãm dưới, cũng khiến Trần Phi thoáng coi trọng hắn mấy phần. Chợt Trần Phi nhìn đối phương hai người thản nhiên nói được rồi, cũng đừng khiến cho ta hình như muốn ăn thịt người vậy. Ta biết chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, nhưng, dù sao cũng là ngươi đối với ta huynh đệ thiết cục, vì vậy tử tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha, hiểu ý của ta không? Minh bạch, minh bạch. Hà Triệt cũng là một người thông minh, ngay tức khắc nghe hiểu Trần Phi đây là không chuẩn bị đối phó hắn, thần sắc vừa chậm, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Hà Nguyên Bồi thấy tình cảnh này cũng hiểu được trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, nhịn không được đứng ra mở miệng nói Trần tiên sinh, ta xem chuyện này có chút hiểu lầm, vì vậy khuyển tử mới có thể đối với ngươi vị bằng hữu kia như vậy thất lễ. Bất quá bây giờ ngài yên tâm, ngài vị bằng hữu kia ở chúng ta sòng bạc thua tiền, chúng ta sẽ một phần không thiếu đủ số trả, mặt khác, Hà gia chúng ta còn có thể lấy thêm ra 10 ức ma cao tiền tỏ vẻ thành ý, coi là làm vị kia Hoa tiểu huynh đệ tinh thần an ủi kim. Ngươi xem. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ta nói lão tiên sinh, ngươi nghĩ, ta thiếu tiền sao? Không, không phải là, ta không phải là ý đó. Trần tiên sinh ngươi hiểu lầm. Hà Nguyên Bồi nghe vậy thần sắc mạnh biến đổi, giọng nói lo lắng giải thích. Hiển nhiên hắn biết mình nói sai. Đúng vậy, lấy Trần Phi cái loại này thực lực kinh khủng, tùy tiện ngoắc ngoắc tay. Chỉ sợ cũng có vô số người tễ phá đầu nguyện ý cho hắn đưa tiền đến. Vì vậy hắn người như thế, căn bản không thiếu tiền. Được rồi, dù thế nào ta vừa rồi đã ở các ngươi sòng bạc thắng không ít, coi như ta thay hắn với các ngươi huề nhau. Ta hiện tại có một chuyện khác hỏi các ngươi. Trần Phi phất phất tay có chút không nhịn được nói, rốt cục chuẩn bị nói chuyện chính sự. Trần tiên sinh mời nói. Hà Nguyên Bồi nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự nói. Trần Phi quét mắt nhìn hắn một cái, lại đưa mắt rơi xuống Hà Triệt trên mặt, chậm rãi nói ta hỏi ngươi, Quân Nguyên Nghĩa ở đâu? Hiển nhiên, đây mới là mục tiêu của hắn. Ngài là nói Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, Quân Nguyên Nghĩa. Hà Triệt nghe vậy nhìn không được lio ta môi một cái, có chút run run nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Chính là hắn hiện tại ở đâu? Trần Phi không kiên nhẫn nói. Trần Phi không nhịn được giọng nói vừa ra. Nhất thời làm Hà Triệt sắc mặt tái nhợt thân thể run rẩy, hắn biết, đối phương đây là muốn đúng thật. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được môi run rẩy nói Quân thiếu, không, không, Quân Nguyên Nghĩa hắn hiện tại hẳn là ở ta an bài cho hắn biệt thự trong. Trước hắn nói bởi vì phải luyện công, vì vậy nhượng ta ngày hôm nay đừng đi tìm hắn. Biệt thự, được rồi, đừng nói nữa, dẫn đường cho ta. Trần Phi trực tiếp cắt đứt lời của hắn nói. Một lát sau. Một chiếc huy đằng thừa dịp bóng đêm lái ra khỏi Ngân Hà Cửu Thiên bãi đỗ xe, hướng về ta cạnh biển xa hoa biệt thự bay đi. Cùng lúc đó, Ma Cao ta cạnh biển xa hoa biệt thự lộ thiên giải đất. Chỉ thấy một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi chính đứng ở trong đó, vóc người biêu hãn, nhãn thần sắc bén, trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, hai tay trong còn riêng phần mình nắm hai thanh kỳ quái lệnh bài, ước chừng theo có hai cái tát vậy kích thước, tính chất cứng rắn, nhan sắc hỏa hồng. Kỳ tối biên giới chỗ còn có một vòng tương tự với sóng gợn vậy gì đó, tựa như hừng hực thiêu đốt thánh hỏa, thái dương. Lúc này nếu là có cổ vũ người của bên trong vòng ở, tất nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, kỳ quái lệnh bài là lai lịch gì. Vật ấy là nhất kiện binh khí, cũng là Hoa Hạ 11 năm thứ 2 đại học trải cổ vũ tông môn một trong thánh hỏa tông sáng tạo độc đáo binh khí, tên là thánh hỏa lệnh. Bởi vì cần tông môn tu luyện võ học công pháp tên là thánh hỏa lệnh thần công. Phải mượn loại này kỳ quái lệnh bài binh khí mới có thể phát huy ra 100% uy lực, vì vậy dần dà, cái này thánh hỏa lệnh cũng được thánh hỏa tông chiêu bài. Ngoại nhân chỉ cần là người của bên trong vòng, vừa nhìn chỉ biết. Hô! Giống! Đã có thể sau đó một khắc, đột nhiên nguyên bản lẳng lặng sừng sững ở tại chỗ đầu chọc nam tử trẻ tuổi đột nhiên động. Kỳ trong tay hai thanh binh khí kỳ dị thánh hỏa lệnh bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, phảng phất nhiễm đỏ không khí vậy. Khiến chu vi nhiệt độ bay lên, hơn nữa còn có một đoàn hướng màu đỏ hỏa diễm từ thánh hỏa lệnh binh khí trong tuôn ra, hình thành một đạo lớn bằng cánh tay hỏa xà, bao vây lấy hai thanh thánh hỏa lệnh binh khí.
Đầu chọc nam tử trẻ tuổi cầm binh khí hung hăng dựng thẳng chém, từ trên xuống dưới, hỏa quang bắn ra bốn phía, theo liền nghe được một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Bên trong biệt thự Lộ Thiên giải đất, một khối, ít nhất, có hai thước cao cự thạch lên tiếng trả lời mà nát, biến thành hằng hà thật nhỏ hòn đá. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất vâng, này thật nhỏ hòn đá biên giới là nóng, hiện lên xích hồng sắc hỏa tinh. Thật giống như còn đang kịch liệt thiêu đốt vậy, làm cho chấn động. Ba, ba, ba. Vỗ tay thanh kèm theo tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần, một gã hơn 60 tuổi lão giả xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hắn vóc dáng không cao, màu da khô vàng, càng thấy được chính là bên trái trên mặt có một khối hạt ban, còn có cặp kia như độc hạt vậy ánh mắt, làm cho cực sợ.